Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 101, thư ký Kỳ ở tỉnh. Lúc này Tiền Đăng Hải cực kỳ tức giận, ông ta vốn không muốn vạch trần nhưng hết cách rồi, ai bảo đối phương cứ dồn ép ông ta. Bản thân là người nhà họ Đào ở Sở Châu, tỉnh Tây Xuyên, nhà họ Đào có địa vị cao quyền hạn lớn. Đó đều là những người có cấp bậc đứng đầu thành phố trong các mối quan hệ ở Hoa Quốc. Chỉ một chủ tịch thành phố Tu Hà nhỏ bé mà dám đối xử với mình như vậy, vậy nên điều nghênh đón ông ta chắc chắn là màn đêm tăm tối của sự nghiệp. Hơn nữa nhà họ Đào có tiếng là cực kỳ bao che khuyết điểm. Bản thân ông ta là người được nhà họ Đào và chủ tịch thành phố tiền nhiệm chỉ đích danh đưa vào Hiệp hội Y tế Tu Hà. Như vậy Tô Khởi Minh không theo quy tắc mà tự dưng cách chức ông ta, chính là chống lại nhà họ Đào và chủ tịch thành phố tiền nhiệm. Bây giờ chủ tịch tiền nhiệm của Tu Hà Kỳ Nghị đã bị điều đến làm thư ký ở tỉnh từ lâu. Đó là chức vị dưới một người trên hàng ngàn người ở tỉnh Giang Nam. Một chủ tịch thành phố của Tu Hà nhỏ bé cũng dám làm trái ý của thư ký Kỳ sao? Như vậy chẳng phải là không muốn ngồi ở vị trí chủ tịch thành phố đó nữa à? Hơn nữa phía sau nhà họ Đào còn có Tôn Tư Niên thần y của Hoa Quốc. Ai mà dám không nể mặt thần y Tôn chứ? Các ông lớn đứng đầu ở cả Hoa Quốc này đều là bệnh nhân của Tôn Tư Niên, chưa kể bốn ông lớn Long Các cũng thường xuyên đến gặp Tôn Tư Niên. Thần y Tôn rất có tiếng ở Hoa Quốc, được nhân dân cả nước kính trọng và yêu mến. Trước đây trong hai trận đại dịch của Hoa Quốc, thần y Tôn đã xông pha ra tuyến đầu để giải quyết vấn đề lớn của Hoa Quốc, cứu hàng trăm nghìn sinh mạng của Hoa Quốc, ông ấy chính là nhân vật có công lao vĩ đại của đất nước. Nghe những lời này của Tiền Đăng Hải, Tô Khởi Minh khẽ nhíu mày lạnh lùng nói, Tiền Đăng Hải, đây là Tu Hà chứ không phải Sở Châu, tỉnh Tây Xuyên. Càng không phải là Hiệp hội Y tế của Tiền Đăng Hải ông. Tô Khởi Minh tôi muốn cách chức ông cũng không cần phải thông qua ý kiến của ai cả. Nhà họ Đào ở Sở Châu tỉnh Tây Xuyên có dài tay đến đâu cũng không dễ gì vươn được đến Tu Hà. Tô Khởi Minh tức giận vì Tiền Đăng Hải dám kiêu ngạo, hống hách như vậy. Dựa vào nhà họ Đào mà cũng ngông cuồng như vậy. Tiền Đăng Hải cười khẩy nói, tốt tốt tốt, Tô Khởi Minh, vậy tôi muốn xem anh dám làm gì được tôi. Tôi sẽ gọi cho gia chủ nhà họ Đào. Tô Khởi Minh, anh tốt nhất đừng quên tôi cũng là người rất thân với thư ký Kỳ Nghị. Tiền Đăng Hải tức giận quát, ông ta lấy điện thoại ra bấm số của nhà họ Đào. Mà lúc nghe đến cái tên Kỳ Nghị, Tô Khởi Minh cũng biến sắc, nhíu chặt mày, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Quan sát lời nói và biểu hiện của ông ta, Tiêu Chính Văn lập tức nhận ra cái khó của Tô Khởi Minh. Anh nhỏ giọng hỏi, Kỳ Nghị là ai? Tô Khởi Minh vội nói, anh Tiêu, Kỳ Nghị là thư ký đầu tiên đi bên cạnh chủ tịch tỉnh, quyền lợi rất lớn, cũng là chủ tịch thành phố tiền nhiệm của Tu Hà. Trên cơ bản ông ta có thể làm việc thay chủ tịch tỉnh, không phải là người tôi có thể đối phó và cãi lại. Hơn nữa Kỳ Nghị có rất nhiều khách hàng ở Tu Hà, rất nhiều doanh nghiệp của thành phố từng là khách quý của Kỳ Nghị. Có thể nói tuy người ta rời khỏi Tu Hà nhưng thế lực ở Tu Hà không hề yếu đi. Nhiều lúc tôi làm việc gì cũng bị cản trở. Hai. Nói xong Tô Khởi Minh bất lực thở dài, mặc dù lòng có chí lớn nhưng bất lực vì phía trước có hổ, còn là con hổ chắn ngang đường. Tiêu Chính Văn gật đầu, tầm mắt nhìn về phía Tiền Đăng Hải. Lúc này Tiền Đăng Hải đã bấm số gọi đi, cơ thể cúi xuống tạo thành 90 độ, thái độ cung kính nói, gia chủ nhà họ Đào, là tôi. Tiểu Tiền đây, anh nhất định phải cứu tôi. Tô Khởi Minh lại vì một thằng oát mà muốn cách chức hội trưởng Hiệp hội Y tế của tôi. Còn muốn tống tôi vào tù theo quy định của pháp luật. Gia chủ nhà họ Đào, anh nhất định phải cứu tôi. Đầu bên kia điện thoại là Đào Nghĩa Nhân đang ở Sơn Trang của gia tộc giàu có nhất của Sở Châu, tỉnh Tây Xuyên, miền Trung nước Hoa Quốc. Ông ta vừa kết thúc hội trần cho chủ tịch thành phố Sở Châu, lúc này nhận được điện thoại của Tiền Đăng Hải. Sắc mặt ông ta hơi xám xịt, Tô Khởi Minh muốn cách chức anh ư. Đúng là làm loạn, anh đợi chút để tôi gọi cho thư ký Kỳ Nghị bảo anh ta đích thân xử lý chuyện này. Cúp điện thoại, gương mặt Đào Nghĩa Nhân lóe lên sự nham hiểm, nhanh chóng gọi cho Kỳ Nghị. Ở đầu bên kia điện thoại, Kỳ Nghị đang ở trong văn phòng thư ký trưởng của tỉnh Giang Nam, lúc này bỗng nhận được điện thoại từ Đào Nghĩa Nhân, ông ta rất vui mừng và cung kính nói, ha ha. Thì ra là thần y Đào, đã lâu rồi không gọi cho tôi, có chuyện gì à? Chỉ cần tôi có thể làm được thì nhất định sẽ giúp.
Kỳ Nghị có địa vị cao đã lâu nên dĩ nhiên ông ta là người lõi đời, không cần đối phương mở miệng trước, ông ta đã biết Đào Nghĩa Nhân gọi đến làm gì. Đào Nghĩa Nhân là bác sĩ nổi tiếng ở Tây Xuyên, có biệt danh là Tiểu Thần Y, là một trong năm học trò xuất sắc trong các học viên của Thần Y Tôn Tư Niên Thần Y của Hoa Quốc. Trước đây ông ta còn tìm đến Đào Nghĩa Nhân để khám bệnh, đúng thật là thuốc vào hết bệnh, buồn ngủ gặp chiếu manh. Đào Nghĩa Nhân lạnh lùng hừ một tiếng nói, Kỳ Nghị, tôi không vòng vo với anh nữa, Tiền Đăng Hải sắp bị Tô Khởi Minh đá khỏi chức hội trưởng Hiệp hội Y tế Tu Hà rồi kìa. Anh có biết chuyện này không? Cái gì, Tô Khởi Minh muốn cách chức hội trưởng Hiệp hội Y tế của Tiền Đăng Hải à? Sao có thể chứ? Gia chủ Đào, ông đợi một chút, tôi hỏi rõ tình hình. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ cho ông câu trả lời vừa lòng, Kỳ Nghị kinh ngạc. Tiền Đăng Hải là người lúc đầu ông ta và Đào Nghĩa Nhân đã định sẵn. Theo lý mà nói thì Tô Khởi Minh sẽ không động vào người mà mình sắp xếp chứ. Lẽ nào trong đó có hiểu lầm gì? Cúp máy xong, Kỳ Nghị vội vàng lấy điện thoại riêng ra gọi cho Tô Khởi Minh. Điện thoại vừa được kết nối, ông ta đã tức giận quát, Tô Khởi Minh, anh sao vậy? Sau khi tôi đi khỏi Tu Hà, anh xem thường chủ tịch thành phố tiền nhiệm là tôi đây rồi à? Hay nói cách khác thư ký như tôi không có tiếng nói à? Tiền Đăng Hải đã gây ra lỗi gì mà tại sao anh muốn cách chức anh ta? Anh phải cho tôi một lời giải thích về chuyện này. Kỳ Nghị lộ ra vẻ tức giận lên gương mặt. Mặc dù ông ta rời khỏi Tu Hà nhưng vẫn còn có rất nhiều quan hệ và thế lực. Lúc này Tô Khởi Minh đang đứng trong bệnh viện, nhận điện thoại của Kỳ Nghị, sắc mặt ông ta trở nên rất khó coi. Dù sao đối phương cũng là cấp trên cũ của mình và là thư ký của chủ tịch tỉnh bây giờ. Tuy không nên vượt quá quyền hạn quản lý chuyện của Tu Hà nhưng Tô Khởi Minh vẫn phải tôn trọng đối phương. Thế nên ông ta khẽ cười nói, thư ký Kỳ, hội trưởng Hiệp hội Y tế Tu Hà Tiền Đăng Hải tham ô, lạm dụng chức quyền, chuyện này đã được điều tra rõ ràng. Nếu không phải nể tình quan hệ của thư ký Kỳ thì đã bị bắt vào nửa năm trước rồi. Bây giờ Tiền Đăng Hải vẫn không biết điều. Đắc tội với người mà anh ta không thể đắc tội. Người Tiền Đăng Hải không nên đắc tội. Vậy chẳng phải nói Kỳ Nghị tôi cũng không thể đắc tội sao? Tô Khởi Minh, anh đừng lấy mấy lời của phóng viên ngoài kia và người dân ra để đối phó với tôi. Tôi nói cho anh biết, anh không động được vào Tiền Đăng Hải đâu. Đây chính là lệnh tôi đưa ra cho anh, Kỳ Nghị lạnh lùng nói, ngón tay gõ lên mặt bàn. Sắc mặt Tô Khởi Minh khá khó coi. Ông ta không biết nên nói gì bèn quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn hiểu mấy quan chức cấp cao chèn ép chết người nên cứ dứt khoát bước đến lấy điện thoại từ trong tay Tô Khởi Minh. Anh hờ hững hỏi, ông là Kỳ Nghị à? Chương 102, lại cách chức một người nữa. Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại bỗng đổi thành một giọng trẻ tuổi, Kỳ Nghị nhíu mày tức giận hỏi cậu là ai? Tô Khởi Minh đâu, bảo anh ta nghe điện thoại. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, không cần, tôi sẽ nói chuyện với ông. Tôi có một điều kiện, cách chức của Tiền Đăng Hải là ý của tôi, nếu thư ký Kỳ không đồng ý, vậy thật xin lỗi, tôi cũng sẽ cách luôn chức của ông. Xì sao? Nghe vậy, người ở đó đều kinh hãi, hít một hơi khí lạnh. Tiêu Chính Văn này nói gì vậy? Cậu ta điên rồi sao? Cậu ta lại dám cách chức thư ký Kỳ? Người đó là thư ký bên cạnh người đứng đầu tỉnh Giang Nam, là người rất có tiếng, là đối tượng mà biết bao người hạ mình xuống để lấy lòng đấy. Muốn cách chức của Kỳ Nghị thì chắc chắn phải thông qua biểu quyết của các viên chức và đại hội của tỉnh mới được. Dù sao rất có thể thư ký Kỳ sẽ là chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ tiếp theo. Lúc này nghe Tiêu Chính Văn kiêu căng nói lời ngông cuồng như vậy, Tiền Đăng Hải, hai bố con Tôn Thiên Trung và Tôn Nhân cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng chỉ thoáng qua. Ngay sau đó ba người lại trở nên lạnh lùng và cười nhạo anh. Được lắm thằng danh, cậu vừa nói gì cơ? Cậu dám cách chức của thư ký Kỳ hả? Ha ha ha, đúng là nực cười, lúc này Tiền Đăng Hải chế nhạo bật cười ha ha. Hai bố con Tôn Thiên Trung và Tôn Nhân cũng khiêu khích nói, Tiêu Chính Văn, mày điên rồi. Mày tưởng quen với Trịnh Thiên Thái và Tô Khởi Minh là nghĩ mình giỏi lắm à? Người đó là thư ký Kỳ, là người máu mặt ở tỉnh đấy. Chỉ cần một lời nói của ông ấy thì cả Tu Hà này đều chấn động, ngay cả chủ tịch Tô cũng phải ngoan ngoãn nghe lời thư ký Kỳ. Tự lượng sức mình đi, mày dám nói mấy câu không biết hổ thẹn như vậy, còn muốn cách chức thư ký Kỳ, đúng là nực cười.
Tiêu Chính Văn không hề đáp lại mấy lời của trách cũng như khinh thường của đám người kia, anh chỉ nói với điện thoại, thư ký Kỳ, ông suy nghĩ thế nào rồi? Kỳ Nghị ở đầu bên kia điện thoại đã cực kỳ tức giận, gầm lên, cậu láo xược quá đấy. Cậu là ai mà lại dám nói chuyện với tôi như vậy? Tô Khởi Minh đâu, bảo ông ta nghe máy. Kỳ Nghị nổi giận. Bản thân ông ta đã đi làm nhiều năm nhưng vẫn chưa từng thấy thằng danh nào kiêu căng, ngông cuồng như vậy. Vừa mở miệng ra là nói muốn cách chức thư ký của mình. Đúng là nực cười. Mà khi nghe Kỳ Nghị nói vậy, Tiêu Chính Văn cũng chỉ im lặng gật đầu nói, nếu thư ký Kỳ đã không nghe, vậy thì đừng trách tôi không nể tình. Mong thư ký Kỳ tự mình sắp xếp ổn thỏa. Dứt lời, Tiêu Chính Văn cúp điện thoại của Kỳ Nghị trước mặt mọi người. Hành động này của anh lần nữa khiến mọi người kinh hãi. Thế mà cậu ta lại dám cúp điện thoại của thư ký Kỳ. Quả nhiên mà muốn chết. Sau đó Tiêu Chính Văn lại lấy điện thoại của mình ra, bấm số gọi cho Long Nhất, lạnh giọng nói, anh lập tức thông báo cho tỉnh, bảo bộ phận nhân sự trong vòng 5 phút phải cách chức thư ký Kỳ. Ngoài ra, điều tra kỹ càng mạng lưới hoạt động và nguồn tài sản của người này, nếu có tài sản tham ô thì lập tức xét xử nghiêm khắc. Vâng. Chủ soái, lúc này Long Nhất đang ở trong sơn trang Lãng Nguyệt, anh ta nhanh chóng dùng điện thoại khác gọi cho một số màu đỏ. Điện thoại kết nối, người ở đầu bên kia cung kính nói, Thượng tướng Long Nhất. Anh có gì dặn dò ạ? Thông báo cho người đứng đầu tỉnh Giang Nam lập tức cách chức Kỳ Nghị, điều tra mối quan hệ và nguồn tài sản của ông ta, nghiêm khắc xử lý. Đây là lệnh của chủ soái, cho các cậu 5 phút để hoàn thành, Long Nhất lạnh lùng nói. Toát ra khí thế đè ép người khác. Mặc dù Long Nhất chỉ là một thuộc hạ ở trước mặt Tiêu Chính Văn nhưng ở trước mặt bao nhiêu người khác, anh ta là thượng tướng của Hoa Quốc. Địa vị rất tôn kính. Nghe vậy, người ở đầu bên kia lập tức đáp, vâng. Thuộc hạ sẽ tiến hành làm ngay. Không lâu sau, một cuộc điện thoại thúc giục được gọi đến văn phòng của Chủ tịch tỉnh Giang Nam. Lúc này Chủ tịch tỉnh Đồng Văn Hạn đang xử lý chuyện cơ mật thì điện thoại cố định vang lên. Mà đèn nhấp nháp trên điện thoại là đèn số 1. Sắc mặt Đồng Văn Hạn lập tức thay đổi, ông ta ngồi thẳng dậy nhận điện thoại, cung kính nói, tôi là Đồng Văn Hạn, có gì dặn dò ạ? Đầu bên kia điện thoại là một giọng nam vừa lạnh lùng vừa mang theo ý không cho phép từ chối nói, nhận được thông báo của cấp trên, thư ký Kỳ cấp dưới của Đồng Văn Hạn ông phạm vào các lỗi như hối lộ, làm rối loạn kỷ cương. Lập tức cách chức thư ký của Kỳ Nghị, hơn nữa phải điều tra chuyên sâu. Sẽ sớm có người bên bộ thanh tra đích thân đến xử lý chuyện này. Nghe vậy, Đồng Văn Hạn sửng sốt, chán toát mồ hôi, liên tục gật đầu nói, vâng, vâng, tôi sẽ làm ngay. Cho đến khi bên kia cúp máy, Đồng Văn Hạn mới run rẩy cúp điện thoại, sau đó đứng tại chỗ trầm tư một lát rồi mới gọi cho trợ lý tức giận quát, lập tức thông báo xuống dưới cách chức thư ký của Kỳ Nghị, ngoài ra dẫn cậu ta về nhà đợi người của bộ thanh tra đến. Cúp điện thoại rồi cả người Đồng Văn Hạn hơi suy sụp, mềm nhũn ngồi ở vị trí đó. Kỳ Nghị bị điều tra chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông ta. Dù sao Kỳ Nghị cũng là người được chính ông ta đề bạt. Không chừng mình cũng sẽ vì vậy mà bị điều tra. Rốt cuộc Kỳ Nghị đã làm sai cái gì? Chọc vào ai? Tại sao mình không được thông báo trước? Quá đột ngột. Không đúng với quy tắc. Suy nghĩ hồi lâu. Đồng Văn Hạn vội vã đi ra ngoài, ông ta chắc phải đích thân đi mới được. Một bên khác, Kỳ Nghị ngồi trên ghế vô cùng tức giận. Đối phương thế mà nói trong vòng 5 phút sẽ cách chức thư ký của Kỳ Nghị ông ta. Đúng là trò đùa. Kỳ Nghị nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường trong văn phòng, không biết tại sao ông ta lại có cảm giác bất an. Lẽ nào đối phương thật sự có khả năng này sao? Không thể nào. Giọng nói đó nghe có vẻ còn rất trẻ. Kỳ Nghị không muốn ngồi đợi nữa, ông ta nhấc điện thoại cố định lên gọi lại cho Tô Khởi Minh, lạnh lùng quát, Tô Khởi Minh, tôi cho anh một phút cuối cùng, lập tức thu hồi lệnh cách chức hội trưởng của Tiền Đăng Hải. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn thẳng thừng cúp máy. Tút tút tút, máy bận. Kỳ Nghị điên tiết, tức giận đập luôn điện thoại cố định. Ông ta cầm áo khoác lên, ấn nút gọi trợ lý, lập tức chuẩn bị xe đến Tu Hà. Nhưng Kỳ Nghị vừa chuẩn bị ra cửa thì cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra, trợ lý ba chân bốn cẳng chạy vào nói, thư ký Kỳ, xảy ra chuyện rồi. Chủ tịch Đồng đến rồi.
Kỳ Nghị sửng sốt vội vàng ra ngoài đón ông ta, nhưng Đổng Văn Hạn đã đi vào, đằng sau còn có mấy tên lính cầm súng đi theo. Bắt lấy cậu ta, Đổng Văn Hạn không hề khách sáo chỉ vào Kỳ Nghị, tức giận nói. Các binh lính cầm súng lập tức tiến đến ấn Kỳ Nghị xuống đất. Kỳ Nghị khó hiểu lo lắng hét lên, Chủ tịch Đổng, ông đang làm gì vậy? Đổng Văn Hạn hừ một tiếng nói, Kỳ Nghị, bắt đầu từ bây giờ, cậu không còn ngồi ở cái chức thư ký này nữa. Lát nữa, người của Bộ Thanh tra sẽ đến dẫn cậu đi. Nếu cậu đã làm chuyện gì không nên làm thì cứ nói, có thể nhận được sự khoan hồng. Chương 103, nhà họ Đào nổi giận. Bịch, câu nói này, chính là tuyên án tử đối với Kỳ Nghị. Cả người ông ta mềm nhũn bò dưới đất, ánh mắt thất thần, hét lớn, Chủ tịch Đổng. Ông nhất định phải cứu tôi là thuộc hạ trung thành nhất của ông, Chủ tịch Đổng. Ông không thể đối xử với tôi như vậy được. Nhưng Đổng Văn Hạn không hề quan tâm đến tiếng la hét của Kỳ Nghị, vẫy tay ra hiệu, mấy tên lính liền đưa Kỳ Nghị ra ngoài. Ngay sau đó, xe của Bộ Thanh tra dừng lại trước tòa nhà thị chính, Kỳ Nghị nhanh chóng bị đưa lên xe. Cảnh tượng này nhanh chóng được các phóng viên quay lại và đưa tin rầm rộ. Lúc này, Tiêu Chính Văn và những người khác đang ở trong bệnh viện Thu Hà. Mặt Tiền Đăng Hải tràn đầy vẻ đắc ý. Lạnh lùng nói, Tô Khởi Minh, tôi khuyên anh nên nhanh chóng nhận lỗi với thư ký Kỳ càng sớm càng tốt, nếu không, tôi lo vị trí lãnh đạo thành phố của anh sẽ không giữ vững được đâu. Tô Khởi Minh khịt mũi, chắp tay sau lưng, bình tĩnh nói, Tiền Đăng Hải, anh dám uy hiếp tôi. Tô Khởi Minh tôi cả đời ngay thẳng chính trực, chưa từng làm gì trái với lương tâm cả. Tiền Đăng Hải nghe vậy, lạnh lùng cười đáp, được. Tô Khởi Minh anh trong sạch. Nhưng anh vì thằng nhãi kia mà dám cách chức hội trưởng của tôi, đồng thời đắc tội với thư ký Kỳ, còn cả nhà họ Đào ở Sở Châu Tây Xuyên nữa. Anh nghĩ rằng sự nghiệp sau này của anh có thể đi đến đâu? Tô Khởi Minh nhíu mày, đương nhiên ông ta biết, hôm nay bản thân đắc tội với thư ký Kỳ và nhà họ Đào, thì sau này sự nghiệp của ông ta nhất định sẽ bị chèn ép. Vậy thì hoài bão lớn trong lòng, chắc chắn sẽ không thực hiện được. Nhưng Tô Khởi Minh không thẹn với lòng. Cho dù như vậy thì sao chứ? Tô Khởi Minh tôi không sợ cường quyền, càng không vì tiền tài mà khom lưng. Cho dù anh Tiêu không ở đây thì sau này Tô Khởi Minh tôi cũng sẽ bắt Tiền Đăng Hải anh, Tô Khởi Minh lạnh lùng nói, đôi mắt lộ ra vẻ kiên định. Tiền Đăng Hải bật cười, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, sỉ nhục nói, tàn dư nhà họ Tiêu, Tiêu Chính Văn, cậu cũng oai phong thật đấy. Vậy mà lại có thể quen biết Trịnh Thiên Thái và Tô Khởi Minh, xem ra. Cậu không phải là con chó hoang như lời đồn. Bây giờ cậu trở về Tu Hà là muốn báo thù à? Nhưng cậu đừng bao giờ đắc tội với tôi, thư ký Kỳ và nhà họ Đào. Kết cục của cậu chỉ có một, đó là quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi, sau đó cút khỏi Tu Hà thôi. Nói đến đây, vẻ mặt Tiền Đăng Hải vô cùng kiêu ngạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phía sau. Hai bố con Tôn Trung Thiên và Tôn Nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tâng bốc, hội trưởng Tiền, anh là lợi hại nhất. Sau này nhà họ Tôn tôi sẽ nghe theo lời hội trưởng Tiền. Ha ha, nói hay lắm, Tiền Đăng Hải cười lớn, không còn dáng vẻ hèn mọn cầu xin như trước. Lúc này, Tiêu Chính Văn nãy giờ không nói gì lại lặng lẽ bảo nhân viên bệnh viện mở tivi trong đại sảnh, mở kênh tin tức mới. Tin nóng, Kỳ Nghị. Thư ký đứng đầu của tỉnh đã bị cách chức vì nhiều cáo buộc và đã được giao cho Bộ Thanh tra để điều tra kỹ hơn. Dầm. Nữ MC trên thời sự nhanh chóng thông báo tin nóng này, trong ảnh là cảnh Kỳ Nghị bị binh lính vũ trang vây bắt đưa lên xe của Bộ Thanh tra. Dầm. Lúc này, Tiền Đăng Hải và hai bố con Tôn Trung Thiên nhìn thấy bức ảnh trong tin tức, cả người như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ. Chuyện gì vậy? Sao có thể như thế? Cả người Tiền Đăng Hải mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Hai bố con Tôn Trung Thiên và Tôn Nhân nhìn thấy hình ảnh trên tin tức, sắc mặt cũng xám xịt, quỳ trên mặt đất, nói với Tiền Đăng Hải, hội trưởng Tiền, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thư ký Kỳ bị bắt rồi. Tiền Đăng Hải kinh ngạc, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, run rẩy hỏi, là cậu? Tất cả đều do cậu. Sao có thể chứ, cậu chỉ là tàn dư nhà họ Tiêu. Sao có thể có năng lực này chứ? Tiêu Chính Văn hừ một tiếng rồi nói, Tiền Đăng Hải, bây giờ ông còn có lời nào muốn nói không? Hay là gọi điện cho nhà họ Đào thử đi?
Tiền Đăng Hải nghe vậy, sững sờ, nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi cho Đào Nghĩa Nhân, gia chủ Đào. Xảy ra chuyện rồi, thư ký Kỳ Nghị bị người của bộ thanh tra đưa đi rồi. Tôi phải làm sao bây giờ? Lúc này Tiền Đăng Hải vô cùng hoảng loạn. Hoảng loạn đến tột cùng. Ông ta không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay. Đó không phải là đối mặt với tai họa hàng chục năm tù sao? Bên kia điện thoại, Đào Nghĩa Nhân cũng ngạc nhiên nói, anh nói cái gì? Kỳ Nghị bị người của bộ thanh tra bắt đi rồi ư? Chắc chắn chứ? Tiền Đăng Hải khóc không ra nước mắt, gào lên, vô cùng chính xác. Đã lên bản tin rồi. Đào gia chủ, tôi phải làm sao đây? Lúc này, Đào Nghĩa Nhân vô cùng kinh ngạc, Kỳ Nghị bị bắt đột ngột quá. Chắc chắn là đắc tội với ai rồi? Tiền Đăng Hải, anh lập tức nói cho tôi biết, anh đắc tội với ai rồi? Đối phương có thể khiến thư ký tỉnh bị bắt giữ trong thời gian ngắn, nhất định không phải người tầm thường. Anh phải nói tất cả cho tôi biết, Đào Nghĩa Nhân không phải kẻ ngu ngốc, ông ta đã đoán được ra chuyện gì đó. Tiền Đăng Hải cũng vội vàng nói, gia chủ Đào, chính là một con chó hoang, tàn dư của nhà họ Tiêu đã bị tiêu diệt 5 năm trước ở Tu Hà. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, anh nói xem có phải là quan chức phía trên tranh đấu nên mới khiến thư ký Kỳ Nghị mất chức không? Đào Nghĩa Nhân suy nghĩ một lát, cảm thấy điều Tiền Đăng Hải nói cũng có lý. Một tên tàn dư của gia tộc đã bị tiêu diệt sao có thể có bản lĩnh đó? Chắc hẳn là do một cuộc đấu tranh nhân sự nào đó đã khiến Kỳ Nghị trở thành vật hy sinh. Nhưng vật hy sinh này cũng lớn quá. Được rồi, anh đừng khóc nữa. Đưa điện thoại cho tên Tiêu Chính Văn kia, để tôi nói chuyện, Đào Nghĩa Nhân lạnh lùng nói. Dù sao ông ta cũng là gia chủ của thế gia giàu có bậc nhất ở Sở Châu Tây Xuyên, hơn nữa còn là đệ tử của thần Y Tôn ở Hoa Quốc, thân phận vô cùng lớn. Cho dù đối phương thật sự có thực lực và địa vị mà người khác không biết thì cũng sẽ nể mặt ông ta vài phần. Tiền Đăng Hải gật đầu, đứng dậy, lấy hết can đảm đưa điện thoại cho Tiêu Chính Văn, nói, điện thoại của gia chủ Đào. Tiêu Chính Văn thờ ơ cầm lấy điện thoại, nhưng không lên tiếng trước, đối phương cũng không nói gì. Hai người im lặng một lúc, Đào Nghĩa Nhân không chịu nổi nữa, đành phải mở miệng, cậu chính là Tiêu Chính Văn à? Tiêu Chính Văn bình tĩnh đáp, chính là tôi. Tốt lắm, chúng ta cũng không cần vòng vo nữa, nói thẳng vào vấn đề đi. Tôi là Đào Nghĩa Nhân, gia chủ của nhà họ Đào ở Sở Châu Tây Xuyên, Tiền Đăng Hải là người của tôi, cô chủ nhà họ Tôn là dâu nhà họ Đào tôi. Tôi hy vọng cậu Tiêu giơ cao đánh khẽ, tha cho Tiền Đăng Hải và nhà họ Tôn, coi như nhà họ Đào tôi sợ cậu một ân huệ, cậu thấy thế nào? Đào Nghĩa Nhân bình tĩnh nói. Tiêu Chính Văn lại lạnh lùng đáp, chẳng ra làm sao. Chương 104, thần Y Tôn ra mặt. Nghe thấy câu trả lời lạnh lùng, cùng với thái độ dửng dưng, Đào Nghĩa Nhân lập tức muốn phi tới Tu Hà, xem rốt cuộc đầu bên kia điện thoại là kẻ nào. Cái tên khốn kiếp này, không ngờ lại vênh váo, không coi ông ta ra gì như vậy. Ông ta là gia chủ của nhà họ Đào ở Sở Châu, Tây Xuyên, đệ tử của thần Y Tôn ở Hoa Quốc đấy. Còn được gọi là tiểu thần y. Này anh bạn, tuy tôi không biết gì về cậu, nhưng có thể quen được Chính Thiên Thái và Tô Khởi Minh nghĩa là cậu cũng có chút thực lực. Oan gia nên giải không nên kết, sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện cho tử tế nhỉ? Cần gì phải đao to búa lớn, sống chết với nhau chứ? Chỉ cần cậu đồng ý bỏ qua cho Tiền Đăng Hải và nhà họ Tôn thì nhà họ Đào tôi sẽ nợ cậu. Sau này, nếu cậu hoặc người nhà cậu gặp phải rắc rối gì, hoặc bị bệnh gì, cứ việc gọi cho tôi, cậu thấy sao? Đào Nghĩa Nhân lại nói tiếp, còn hơi nhún nhường. Không ngờ Tiêu Chính Văn yên lặng một lúc rồi đáp, hình như ông nói cũng có lý. Đào Nghĩa Nhân nghe thấy vậy, nhếch mép cười nhạt, đi mấy bước trong sân, nói, đương nhiên rồi, y thuật của Đào Nghĩa Nhân tôi cũng không phải xoàng. Nhưng ông ta còn chưa nói xong đã bị câu nói tiếp theo của Tiêu Chính Văn cắt đứt, đồng thời khiến ông ta nổi cáu. Nhưng, sao tôi không gặp thẳng thần Y Tôn nhỉ, Tiêu Chính Văn dửng dưng nói. Chà! Đào Nghĩa Nhân nghe thấy vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó hít sâu một hơi, trầm giọng quát, oát con. Cậu đừng được voi đòi tiên, thần Y Tôn mà cậu nói gặp là gặp được sao? Sư phụ tuần nào cũng toàn tiếp đón các nhân vật quan trọng trong và ngoài nước.
Cái loại tàn dư nhà họ Tiêu ở Tu Hà nhỏ bé như cậu thì có bản lĩnh và địa vị gì mà gặp được sư phụ chứ? Đào Nghĩa Nhân nổi giận. Đối phương hoàn toàn chẳng coi ông ta ra gì cả. Đúng là vênh váo quá mức. Khốn kiếp. Tiêu Chính Văn cười nhạt, nói, nếu để thần Y Tôn biết ông ấy có một đệ tử lấy việc công mưu lợi riêng, tác oai tác quái như ông, không biết ông ấy sẽ nghĩ gì. Đào Nghĩa Nhân nghe thấy vậy thì nhíu mày. Sư phụ trước giờ ghét nhất việc lợi dụng y thuật của mình để kiếm trác. Nhưng Đào Nghĩa Nhân dù gì cũng là người phàm, đối với nhà họ Đào, đối với ông ta, thì lợi ích đứng hàng đầu. Ha ha, quát con, cậu tưởng mấy câu nói của cậu là dọa được tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, Đào Nghĩa Nhân tôi không sợ đâu, Đào Nghĩa Nhân lạnh lùng nói, cực kỳ giận dữ. Nhưng Tiêu Chính Văn lại dửng dưng đáp. Nếu đã vậy thì để thần Y Tôn đích thân gọi điện thoại cho ông vậy. Nói xong, Tiêu Chính Văn cúp luôn máy, sau đó ném điện thoại cho Tiền Đăng Hải. Vẻ mặt Tiền Đăng Hải lúc này vô cùng kinh ngạc. Tiêu Chính Văn vừa nói gì cơ? Cậu ta bảo thần Y Tôn sẽ đích thân gọi điện thoại cho Đào Nghĩa Nhân, thế chẳng phải cậu ta có thể liên lạc với thần Y Tôn sao? Ha ha ha, buồn cười quá, đúng là chết cười, Tiền Đăng Hải lập tức bật cười. Nói cậu muốn nói với chúng tôi là cậu quen thần Y Tôn sao? Hơn nữa thần Y Tôn còn nghe lời cậu nữa. Đúng là nực cười. Không chỉ Tiền Đăng Hải, mà hai bố con Tôn Thiên Trung và Tôn Nhân, cùng với Trịnh Thiên Thái và Tô Khởi Minh đang có mặt cũng cảm thấy khó tin. Đúng là ngu xuẩn, thần Y Tôn là tượng đài giữ nước, là thần Y của Hoa Quốc. Là người muôn dân kính trọng, mày tưởng mày là ai mà có thể liên lạc với thần Y Tôn chứ? Tôn Nhân chỉ vào mặt Tiêu Chính Văn quát lên. Hắn quỳ mãi đến tận giờ, khó khăn lắm mới nắm được cơ hội, đương nhiên phải mỉa mai Tiêu Chính Văn một phen rồi. Những thủ đoạn trước đó của Tiêu Chính Văn quả thực đã khiến Tôn Nhân có cảm giác khó tin và hoảng sợ, nhưng bây giờ thì khác rồi, bởi vì Tiêu Chính Văn dám to mồm nói liên lạc với thần Y Tôn. Ngu xuẩn! Trịnh Thiên Thái cũng hết cả hồn. Ông ta biết Tiêu Chính Văn có thân phận đặc biệt. Nhưng muốn liên lạc với thần Y Tôn lẫy lừng Hoa Quốc thì liệu có nổ quá không? Tô Khởi Minh thì đỡ hơn chút, ông ta hơi ngẩn ra, nhưng nghĩ đến thân phận thực sự của Tiêu Chính Văn thì nỗi lo lắng lại tiêu tan. Vua Bắc Lương của Hoa Quốc đương nhiên nói được làm được. Vẻ mặt Tiêu Chính Văn bình thản, lặng lẽ lấy điện thoại ra, gọi cho Tôn Tư Niên, nói, ông có một đệ tử tên là Đào Nghĩa Nhân à? Ở bên kia điện thoại, Tôn Tư Niên đang ở Tít Long Kinh. Nhận được cuộc gọi của Tiêu Chính Văn, ông ta lập tức bỏ mặc người giàu nhất và chủ tịch thành phố Long Kinh đang chờ khám bệnh ở ngoài sang một bên. Chủ soái, sao đột nhiên cậu hỏi chuyện này? Tôi đúng là có một đệ tử tên là Đào Nghĩa Nhân, hình như là người nhà họ Đào ở Sở Châu, Tây Xuyên, Tôn Tư Niên tỏ vẻ cung kính. Tôn Tư Niên đã hơn 70 tuổi, sắc mặt hồng hào, xương cốt cứng cáp, tuy tóc bên thái dương đã điểm bạc, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh. Tôi không thích cái tên Đào Nghĩa Nhân này, ông cảnh cáo ông ta đi, nếu còn làm hỏng chuyện của tôi thì tôi sẽ ra tay với nhà họ Đào đấy. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, đây là anh nể mặt Tôn Tư Niên lắm mới kìm nén sự tức giận đang âm ỉ trong lòng. Tôn Tư Niên đương nhiên hiểu ý của Tiêu Chính Văn, lập tức gật đầu đáp, chủ soái, cậu yên tâm đi, tôi dạy dỗ tên đệ tử bất hiếu này ngay đây. Dứt lời, Tôn Tư Niên nhanh chóng gọi điện thoại cho Đào Nghĩa Nhân. Lúc này, Đào Nghĩa Nhân đang ngồi thưởng trà trong sảnh lớn nhà họ Đào, bên tai vẫn văng vẳng câu nói trước đó của Tiêu Chính Văn. Thằng oát này có thể khiến sư phụ gọi cho mình thật sao? Ha ha, đúng là to mồm. Đột nhiên, tiếng chuông gấp gáp vang lên, khiến Đào Nghĩa Nhân sợ đến mức đứng bật dậy, ông ta nhìn cuộc gọi đến, là sư phụ. Vẻ mặt Đào Nghĩa Nhân lập tức hốt hoảng, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nghe điện thoại. Nói với vẻ khiêm tốn và cung kính, sư phụ, lâu rồi người không gọi điện thoại cho con, người có chuyện gì cần dặn dò thế ạ? Người cứ nói đi, con sẽ làm ngay. Hừ, ở đầu kia điện thoại, Tôn Tư Niên lạnh lùng hừ một tiếng, nói, Đào Nghĩa Nhân. Cậu có biết mình đã phạm lỗi gì không? Lỗi, sư phụ, con không hiểu người nói gì cả, con có làm sai cái gì đâu, Đào Nghĩa Nhân sững sờ, vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân của cuộc gọi này. Đào Nghĩa Nhân, cậu đã đắc tội người không nên đắc tội rồi đấy. Đến sư phụ của cậu cũng không dám đắc tội người đó đâu.
người đó từng cứu mạng sư phụ cậu đấy, Tôn Tư Niên tức giận gầm lên. Mấy năm trước, ông ta là bác sĩ quân y, nhờ có Tiêu Chính Văn mới sống sót. Câu nói này của Tôn Tư Niên như sét đánh bên tai Đào Nghĩa Nhân. Ngay cả sư phụ cũng không dám đắc tội, lại còn là ân nhân cứu mạng của sư phụ nữa, vậy chẳng phải là chủ soái Bắc Lương của Hoa Quốc mà sư phụ trước kia từng nhắc đến sao? Khoan đã! Vừa rồi cái tên Tiêu Chính Văn kia nói gì nhỉ? Cậu ta sẽ bảo sư phụ đích thân gọi điện thoại cho mình. Trán Đào Nghĩa Nhân toát mồ hôi lạnh, quỳ phịch xuống đất, kêu lên, sư phụ, sư phụ. Lần này người phải cứu con đấy, con cũng không biết thân phận của người kia lại cao quý đến như vậy. Con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi. Sư phụ hãy nói đỡ giúp con với người kia, cứu con với. Khốn kiếp, cũng may người kia nể mặt tôi. Chỉ bảo tôi cảnh cáo cậu đừng nhúng tay vào chuyện của cậu ấy. Nếu không, Đào Nghĩa Nhân cậu, nhà họ Đào, thậm chí là Sở Châu, cũng phải chịu cơn giận của cậu ấy. Cậu có biết tình hình sẽ thế nào không? Tôn Tư Niên giận dữ hét lên. Sau đó, ông ấy nói, lập tức gọi video với cậu ấy, phải quỳ xuống xin lỗi, nếu không tôi sẽ không có đệ tử như cậu nữa. Chương 105, Đào Nghĩa Nhân quỳ gối. Sau đó Tôn Tư Niên cúp máy, còn Đào Nghĩa Nhân đã toát mồ hôi lạnh, ánh mắt hoảng hốt. Sao ông ta biết được cái tên Tiêu Chính Văn kia lại là chủ soái Bắc Lương của Hoa Quốc, là ân nhân cứu mạng của sư phụ chứ? Thật là đáng sợ. Vừa rồi ông ta đã đắc tội với chủ soái Bắc Lương, đắc tội với vua Bắc Lương nắm trong tay 300.000 đàn ông. Thế thì khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết chứ? Cho dù liều cả nhà họ Đào thì cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Thế là, Đào Nghĩa Nhân vội vàng gọi điện thoại cho Tiền Đăng Hải. Ở bên này, đám Tiền Đăng Hải đang mỉa mai, tức giận chỉ trích mấy người Tiêu Chính Văn và Tô Khởi Minh. Quát con, cậu nổ quá đấy, gia chủ Đào là đệ tử của thần y Tôn, là danh y ở Sở Châu, Tây Xuyên, còn được gọi là tiểu thần y, toàn quen biết những quan to có máu mặt, những nhân vật cấp chủ tịch thành phố. Còn có người quen biết ở tận Long Kinh. Cậu mà có thể liên lạc được với thần y Tôn sao? Đúng là hoang đường. Tiền Đăng Hải nở nụ cười mỉa mai, châm chọc. Trước đó ông ta còn suýt nữa tưởng rằng đời này mình đi tong thật rồi. Nhưng bây giờ ông ta lại thấy tự tin rồi. Con người là vậy mà. Hai bố con Tôn Thiên Trung và Tôn Nhân cũng hùa theo. Ha ha, phải đấy, phải đấy. Hội trưởng Tiền nói đúng lắm, con người ấy mà, phải nhìn cho rõ thực lực của mình. Đừng có nổ to quá, nếu không bị vả mặt thì khó coi lắm, Tôn Thiên Trung nịnh hót hùa theo Tiền Đăng Hải, cười chế giễu Tiêu Chính Văn. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lãnh đạm, dường như chẳng quan tâm những gì họ nói, chỉ yên lặng xem thời gian. Hành động này khiến Tiền Đăng Hải thầm thấy căng thẳng. Sao tên oát này lại bình tĩnh như vậy nhỉ? Lẽ nào cậu ta quen biết thần y Tôn Tư Niên của Hoa Quốc thật sao? Vô lý! Hoàn toàn không có khả năng đó. Nhưng điện thoại trong tay Tiền Đăng Hải đột nhiên vang lên, nhìn cuộc gọi hiển thị là gia chủ nhà họ Đào. Tiền Đăng Hải lập tức cười tươi như hoa, cầm điện thoại quơ qua quơ lại với đám người Tiêu Chính Văn, cao giọng nói, ha ha ha. Gia chủ Đào gọi lại cho tôi này, chắc là đã giải quyết xong rồi. Mấy người cứ chờ cơn thịnh nộ của nhà họ Đào đi. Nhất là Tiêu Chính Văn cậu và Tô Khởi Minh, các người chết chắc rồi. Tiền Đăng Hải nhận cuộc gọi video của Đào Nghĩa Nhân trước mặt tất cả mọi người, ông ta cúi người 90 độ, nở nụ cười nịnh nọt cung kính, nói, gia chủ Đào, tôi biết ngay anh sẽ giải quyết được mà. Sao rồi, chức vụ của tôi được khôi phục rồi phải không? Có phải anh sắp ra tay với Tô Khởi Minh và tên Tiêu Chính Văn kia không? Nhưng, Tiền Đăng Hải vừa nói xong, Đào Nghĩa Nhân ở bên kia đã nổi giận trách mắng Tiền Đăng Hải. Anh quỳ xuống cho tôi. Phịch. Tiền Đăng Hải gần như quỳ xuống theo phản xạ, bởi vì trong mắt ông ta, gia chủ Đào còn đáng sợ hơn Tiêu Chính Văn và Tô Khởi Minh nhiều. Gia chủ Đào, có chuyện gì vậy? Tiền Đăng Hải khó hiểu, cau mày hỏi. Đào Nghĩa Nhân lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó nói, đưa điện thoại cho cậu Tiêu. Nhanh! Tiền Đăng Hải sững sờ, nhưng vẫn làm theo, đưa điện thoại cho Tiêu Chính Văn, ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi. Tiêu Chính Văn nhận lấy điện thoại. Dửng dưng mở miệng nói với Đào Nghĩa Nhân ở phía bên kia, gia chủ Đào, cuối cùng cũng được gặp nhau rồi. Nghe giọng nói không mặn không nhạt của Tiêu Chính Văn,
gia chủ Đào lập tức quỳ xuống đất, dập đầu như giã tỏi, xin lỗi, cậu Tiêu, xin cậu hãy tha thứ cho sự lỗ mãng của tôi cũng không biết thân phận của cậu nên mới gây ra chuyện như vậy. Sư phụ vừa rồi đã gọi điện thoại cho tôi, xin cậu Tiêu tha cho tôi. Chà! Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy Đào Nghĩa Nhân trong video, lúc này đang quỳ dưới đất xin lỗi Tiêu Chính Văn. Đây là gia chủ Đào Nghĩa Nhân của nhà họ Đào quyền thế nhất Sở Châu, Tây Xuyên đấy. Còn là đệ tử của thần y Tôn Tư Niên Hoa Quốc nữa. Vậy mà bây giờ ông ta lại quỳ xuống xin Tiêu Chính Văn tha thứ. Tiền Đăng Hải lập tức như bị sét đánh, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, xương cốt toàn thân như nhũn ra, ông ta ngã quỵ xuống đất, một bãi chất lỏng màu vàng chảy ra, bốc mùi rất khó chịu. Ông ta sợ tè cả ra quần. Hai bố con Tôn Thiên Trung và Tôn Nhân cũng hồn vía lên mây, mặt mày tái mét. Không ngờ tên Tiêu Chính Văn này liên lạc với thần y Tôn Tư Niên thật, còn bắt gia chủ Đào quỳ xuống xin lỗi nữa. Thật là đáng sợ. Sau đó, Đào Nghĩa Nhân ở trong video luôn miệng nói, cậu Tiêu, cái tên Tiền Đăng Hải này chết cũng không đáng tiếc, cậu cứ trách phạt thoải mái. Nhưng xin cậu Tiêu nể mặt sư phụ và tôi, con gái Tôn Thiên Trung đã được gả vào nhà họ Đào tôi, xin cậu Tiêu rộng lượng, bỏ qua cho nhà họ Tôn. Tôi cầu xin cậu đấy. Tiêu Chính Văn nhíu mày, quét mắt qua, Tôn Thiên Trung và Tôn Nhân lập tức quỳ xuống, bỏ tới trước mặt Tiêu Chính Văn như một con chó, dập đầu xin lỗi, cậu Tiêu, tôi xin lỗi, là chúng tôi có mắt không tròng, không thấy Thái Sơn, xin cậu hãy tha thứ cho chúng tôi. Sau này, nhà họ Tôn tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu. Tiêu Chính Văn, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, anh cứ coi như tôi là con chó cắn cản đi. Xin anh đừng cho người bắt tôi đi, Tôn Nhân khóc lóc thảm thiết, dập đầu xuống đất như giã tỏi, vang lên bôm bốp. Sắc mặt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, nói tôi có thể thả bố con nhà họ Tôn, nhưng tất cả sản nghiệp của nhà họ Tôn sẽ thuộc danh nghĩa của Chính Thiên Thái. Bắt đầu từ hôm nay, bố con nhà họ Tôn sẽ rời khỏi Thu Hà, nếu sau này để tôi bắt gặp thì giết không tha. Lời của Tiêu Chính Văn chẳng khác gì quân lệnh. Bố con Tôn Thiên Trung và Tôn Nhân nghe vậy như được đại xá, không ngừng dập đầu cảm ơn. Cuối cùng, Tiền Đăng Hải bị dẫn đi trong tiếng kêu la, hai bố con nhà họ Tôn cũng lập tức rời khỏi Thu Hà, ngồi máy bay đến Sở Châu. Toàn bộ sản nghiệp nhà họ Tôn tạm thời giao cho Trịnh Thiên Thái quản lý. Trịnh Thiên Thái lập tức quỳ xuống, cung kính nói với Tiêu Chính Văn, cảm ơn ngài Tiêu đã tin tưởng, thuộc hạ nhất định sẽ xử lý chu đáo. Tiêu Chính Văn gật đầu, liếc nhìn Tô Khởi Minh, rồi bước sang bên cạnh với ông ta. Tô Khởi Minh tỏ vẻ cung kính, hỏi cậu Tiêu còn dặn dò gì không? Tiêu Chính Văn mỉm cười, nói chủ tịch Tô, có chuyện này tôi muốn làm phiền ông. Cậu Tiêu cứ nói, Tô Khởi Minh nói. Tiêu Chính Văn ghé lại, khẽ nói mấy câu bên tai Tô Khởi Minh, sau đó ông ta tỏ vẻ kinh ngạc, nói, được, tôi sẽ xử lý. Tiêu Chính Văn gật đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói hòa nhã vang lên ở cổng bệnh viện. Ồ, Tiêu Chính Văn, sao anh lại ở đây? Người lên tiếng chính là Khương Mỹ Nghiên đang khoác cánh tay Ngô Khoan Nghiệp, cô ta đi giày cao gót, vẻ mặt kiêu ngạo. Cô ta ăn mặc rất gợi cảm, mang phong cách mạnh mẽ, vóc dáng cao gầy, đeo kính râm to bản, thoạt nhìn rất phong cách. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn, cô ta vội vàng tháo kính râm, nhếch mép cười khinh bỉ, nói, không ngờ lại có thể gặp được con chó hoang nhà anh ở đây, đúng là buồn nôn. Ngô Khoan Nghiệp nhìn thấy Tiêu Chính Văn cũng nổi giận, vẻ mặt lạnh lùng, cười mỉa nói, hừ, một tên vô dụng thôi mà. Nhưng, đột nhiên cậu ta nhìn thấy Tô Khởi Minh đứng phía sau Tiêu Chính Văn và Trịnh Thiên Thái ở tít phía sau. Ôi mẹ ơi, đây chẳng phải là chủ tịch thành phố Tô Khởi Minh sao? Còn người vẻ mặt lạnh lùng kia chẳng phải chính là Thiên Gia Tu Hà sao? Phát tài rồi, phát tài rồi. Chương 106, rốt cuộc Tiêu Chính Văn là ai? Ngô Khoan Nghiệp tỏ vẻ kích động, lập tức hất tay Khương Mỹ Nghiên đi, vội vàng chạy tới, đẩy Tiêu Chính Văn ở trước mặt ra, mắng mỏ, vô dụng. Tránh ra. Sau đó, cậu ta tỏ vẻ khiêm tốn, chia hai tay ra, cười cung kính nói với Tô Khởi Minh, chủ tịch Tô, không ngờ lại gặp ông ở đây. Chào ông, tôi là Ngô Khoan Nghiệp, chủ tịch của tập đoàn Ngô Thị, bố tôi là Ngô Khởi Long, từng ngồi ăn cùng bàn với ông đấy.
Tô Khởi Minh nhíu mày, nhìn Ngô Khoan Nghiệp trước mặt, cũng chỉ dửng dưng gật đầu, không hề chia tay ra bắt với cậu ta. Cậu ta dám đẩy Tiêu Chính Văn sao? Cái tên này chán sống chắc. Vừa rồi Tiêu Chính Văn trong cơn tức giận, đã cách chức Tiền Đăng Hải và Kỳ Nghị. Thậm chí ngay cả Đào Nghĩa Nhân cũng phải quỳ xuống xin lỗi cậu ấy. Vẻ mặt Ngô Khoan Nghiệp hơi lúng túng, nhưng cũng có phản ứng lại ngay, lập tức bước về phía Trịnh Thiên Thái ở phía sau, tỏ thái độ cung kính và hơi sợ hãi, nói thiên gia, tôi tên là Ngô Khoan Nghiệp, là chủ tịch của tập đoàn Ngô Thị, tôi. Bốp! Ngô Khoan Nghiệp còn chưa nói xong, Trịnh Thiên Thái đã giơ tay và cho cậu ta một cái, ông ta trợn hai mắt, giận dữ gầm lên, láo toét. Vừa rồi mày dám đẩy Tiêu. Tiêu Chính Văn nhíu mày, Trịnh Thiên Thái cũng nhận thấy, lập tức sửa lời, tập đoàn Ngô Thị cái quái gì, cút mau. Ngô Khoan Nghiệp bị cái tát này làm cho sững sờ, cậu ta ôm gò má, ngẩn người tại chỗ, choáng váng. Cậu ta nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao thiên gia lại đột ngột tát mình một cái. Lẽ nào là vì chuyện của Vương Đại Hải lần trước sao? Toi rồi, toi rồi. Nếu để thiên gia ghét bỏ thì chẳng phải mình tiêu đời rồi sao? Chẳng phải tập đoàn Ngô Thị sẽ đi tong sao? Ngô Khoan Nghiệp nghĩ đến đây, lập tức cúi người 90 độ, xin lỗi, thiên gia, tôi xin lỗi, chuyện lần trước của anh Hải thực sự không liên quan gì đến tôi cả. Trịnh Thiên Thái nhíu mày, nhìn Ngô Khoan Nghiệp đang xin lỗi trước mặt, ánh mắt ông ta lén nhìn về phía Tiêu Chính Văn, thấy đối phương bất đắc dĩ lắc đầu, ông ta liền nói, cút đi. Tao không muốn nhìn thấy mày. Ngô Khoan Nghiệp nghe thấy thế thì dùng mình, lập tức lùi lại, sau đó kéo theo Khương Mỹ Nghiên vẫn đang ngây người tại chỗ, vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện. Chạy được khoảng 100 mét, Ngô Khoan Nghiệp mới dừng lại, Khương Mỹ Nghiên cũng thở hổn hển, nói, thiếu gia Ngô, vừa rồi là chủ tịch Tô và thiên gia Trịnh Thiên Thái đúng không? Ngô Khoan Nghiệp ôm gò má vẫn đang rát bỏng, nói, đúng vậy, vừa rồi nguy hiểm quá, may thiên gia không gây rắc rối gì cho anh. Nếu ông ta muốn xử lý anh thì chắc là bây giờ anh đã sống dở chết dở rồi. Khương Mỹ Nghiên cũng thấy sợ hãi, thở phào nhẹ nhõm, nói, đúng rồi, vừa nãy anh không cảm thấy ánh mắt chủ tịch Tô và thiên gia nhìn Tiêu Chính Văn khác khác sao? Hơn nữa, sao em cứ cảm thấy hình như hai người bọn họ đi theo Tiêu Chính Văn? Ngô Khoan Nghiệp sững sờ, nhíu mày, sau đó cười mỉa, Khương Mỹ Nghiên, em hoa mắt nhìn nhầm à? Con chó hoang Tiêu Chính Văn đó là cái thá gì mà có thể khiến chủ tịch Tô và thiên gia đứng sau anh ta chứ? Thôi đi, anh thấy là trùng hợp thôi. Khương Mỹ Nghiên nghe thấy thế, cũng gật đầu, cảm thấy chắc là mình nghĩ nhiều rồi. Còn các nhân viên và bệnh nhân trong bệnh viện, cuối cùng giao cho Tô Khởi Minh và Trịnh Thiên Thái phong tỏa tin tức. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tiêu Chính Văn liền trở về sân nhỏ nhà họ Khương. Nhưng trong sân nhỏ không thấy bóng dáng Khương Vi Nhan và Nana đâu cả. Hỏi người làm của biệt viện mới biết Khương Vi Nhan và Nana đang quỳ ở sảnh lớn, chịu sự nhiếc móc và sỉ nhục của người nhà họ Khương. Ở sảnh lớn, hai mẹ con Khương Vi Nhan và Nana đang quỳ trên nền nhà lạnh buốt, chịu sự chửi mắng của mọi người. Khương Văn Kỳ tức giận, chán nổi gân xanh, đứng dậy chỉ vào mặt Khương Vi Nhan, giận dữ nói, Khương Vi Nhan. Cô nhìn chuyện tốt mà Tiêu Chính Văn làm đi, lần này thì nhà họ Khương chúng ta đã đắc tội với nhà họ Ninh rồi. Cô nói xem nhà họ Khương phải làm thế nào bây giờ. Hốc mắt Tiết Mai cũng thâm đen, chỉ vào Khương Vi Nhan, tức giận mắng, cô đúng là đồ xui xẻo mà. Nếu không phải vì cô và tên Tiêu Chính Văn kia thì nhà họ Khương liệu có đắc tội với nhà họ Ninh không? Tháng sau Ninh Dương thăng chức thiếu tá rồi, đắc tội cậu ta thì nhà họ Khương được lợi lộc gì chứ? Khương Vi Nhan uất ức quỳ dưới đất, một tay ôm Nana đang hoảng loạn và sợ hãi. Cô nhìn Khương Thái Sương đang ngồi trên ghế thái sư, trán quấn băng, nói, ông nội, cháu xin lỗi, tất cả là tại cháu, xin ông hãy tha cho cháu và Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng không cố ý đắc tội nhà họ Ninh, anh ấy chỉ. Hừ, Khương Thái Sương lạnh lùng hừ một tiếng, nện mạnh chiếc gậy trong tay xuống nền gạch, quát, Khương Vi Nhan. Cô đừng xin xỏ cho cái thằng vô dụng kia nữa. Nếu cậu ta quan tâm đến cô thật thì đã không để cô về nhà một mình trước thế này. Tôi thấy cái con chó hoang kia đã vứt bỏ hai mẹ con cô rồi cao chạy xa bay rồi. Nếu đã vậy thì tôi chỉ có thể giao cô và Nana cho nhà họ Ninh xử lý thôi. Đừng trách tôi vô tình,
tôi cũng vì cả nhà họ Khương thôi. Người đâu, đưa Khương Vi Nhan và đứa con hoang này đến nhà họ Ninh, để mặc bọn họ xử lý. Cho dù ném bọn họ xuống sông hay chôn sống thì cũng không liên quan gì đến nhà họ Khương cả. Khương Vi Nhan nghe thấy vậy, trong lòng đau nhói, nước mắt chảy ràn rụa, cô quỳ dưới đất, không ngừng cầu xin, ông nội, ông đừng làm thế mà, đừng đưa bọn cháu đến nhà họ Ninh. Cháu là cháu gái ông, Nana cũng là chắt ngoại của ông mà. Vẻ mặt Khương Thái Sương lạnh lùng, ánh mắt phẫn nộ, quát, đủ rồi. Cô đừng cầu xin tôi nữa, cô cũng đâu phải cháu gái tôi. Nhất là đứa con hoang kia, lại càng không liên quan gì đến nhà họ Khương cả. Bắt đầu từ hôm nay, Khương Vi Nhan cô không liên quan gì đến nhà tôi hết, sống chết của hai mẹ con cô do nhà họ Ninh quyết định. Lão gia vừa nói xong, mọi người nhà họ Khương ở bên dưới cũng nhao nhao nói theo, đúng vậy. Lão gia sáng suốt. Phải đấy, Khương Vi Nhan này từ sau khi trở về gây bao nhiêu rắc rối cho nhà chúng ta. Phải đuổi đi từ lâu mới phải. Hừ, đưa ngay đến nhà họ Ninh, may ra có thể làm nguôi cơn giận của nhà họ Ninh đối với nhà họ Khương. Đối mặt với sự máu lạnh của người nhà họ Khương, Khương Vi Nhan ôm chặt lấy Nana đang khóc hu hu, nước mắt rơi như mưa. Ông nội, ông muốn đưa Vi Nhan đến nhà họ Ninh thật sao? Khương Vi Nhan khóc đỏ cả mắt, trong lòng cô rất đau khổ. Khương Thái Sương chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì, nhưng thái độ của lão đã rất rõ ràng. Khương Học Bác ở bên cạnh không nỡ nhìn nữa, xông ra, quỳ xuống đất, cầu xin lão gia, bố, xin bố nể tình Vi Nhan là con gái con, đừng đưa nó đến nhà họ Ninh mà. Khương Thái Sương thấy vậy, lạnh lùng nói, Khương Học Bác. Mày là con trai tao, không nghĩ cách cứu nhà họ Khương thì đã đành, lại còn cầu xin cho cô ta. Mày đúng là khiến tao thất vọng quá. Được, nếu mày muốn xin cho cô ta, bắt đầu từ hôm nay, mày sẽ bị cách chức tổng giám đốc ở công ty. Khương Học Bác ngây người, toàn thân run lên. Khương Vi Nhan nhìn Khương Học Bác đang quỳ phía trước cầu xin cho mình, khóc càng to hơn, kêu lên, bố, Vi Nhan liên lụy đến bố rồi, con xin lỗi, đều tại con không tốt. Từ Phân và Khương Thần nghe thấy thế, sắc mặt kinh hãi, vội vàng lao ra, quỳ xuống xin, bố, bố không thể làm như vậy được, Học Bác chỉ nhất thời hồ đồ. Bốp, Từ Phân tát một cái vào mặt Khương Học Bác, nổi giận nói, ông điên rồi. Ông quan tâm cái đồ xui xẻo này làm gì, ông đứng lên cho tôi. Dứt lời, Từ Phân kéo Khương Học Bác sang bên cạnh. Đúng lúc này, Khương Thái Sương cũng vẫy tay, kêu lên, người đâu? Trói bọn chúng đưa đến nhà họ Ninh cho tôi. Lập tức có mấy bảo vệ cầm dây thừng xông đến, Khương Vi Nhan và Nana ôm chặt lấy nhau, khóc ầm lên. Thấy Khương Vi Nhan và Nana sắp bị trói lại, bỗng nhiên, một bóng dáng tức giận xuất hiện ở cửa sảnh lớn, giận dữ gầm lên, dừng tay. Tôi xem ai dám động vào vợ con tôi. Chương 107, xem mắt với Khương Vi Nhan. Đám người nhà họ Khương nghe vậy liền trố mắt nhìn quanh. Sau đó nhìn thấy Tiêu Chính Văn nổi giận đùng đùng, thẳng thừng đẩy mấy tên bảo vệ gác cổng ra, khí thể hùng hổ đi vào. Vi Nhan, Nana, hai mẹ con không sao chứ? Tiêu Chính Văn chạy đến, quỳ một gối xuống đất, che chở Khương Vi Nhan lúc này đang khóc không thành tiếng và Nana sau lưng. Khuôn mặt Khương Vi Nhan giàn giụa nước mắt, không ngừng lắc đầu, có rất nhiều điều muốn nói nhưng giờ phút này lại không cất lên lời, toàn bộ hóa thành tiếng khóc đau thương và tuyệt vọng. Nana ôm lấy Tiêu Chính Văn, rưng rưng nước mắt, đôi mắt to tròn đầy hoảng loạn và sợ hãi, nói, bố ơi, cũng muốn đưa Nana và mẹ đến nhà họ Ninh, hu hu hu, Nana sợ lắm, Nana không muốn đến nhà họ Ninh nào hết, Nana chỉ muốn ở cùng bố và mẹ thôi, hu hu hu. Tiêu Chính Văn xoa gương mặt nhỏ nhắn của Nana, sau đó đứng dậy, vẻ mặt u ám rét buốt nhìn chằm chằm Khương Thái Sương ngồi phía trên, lạnh lùng nói, Khương Thái Sương. Tôi đã từng nói, chuyện của nhà họ Ninh tôi sẽ giải quyết. Vì sao các người lại làm vậy? Tiêu Chính Văn điên tiết, lửa giận trong lòng đang bùng cháy dữ dội. Thời khắc này, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra cả người Tiêu Chính Văn lạnh tanh và phẫn nộ, vô cùng đáng sợ. Tên này là lính giải ngũ, bản lĩnh đương nhiên không hề đơn giản. Khương Thái Sương sững sờ, cũng bị giật mình bởi khí thế đáng sợ trên người Tiêu Chính Văn. Sau đó phẫn nộ đập bàn một cái, tách trà cũng bị chấn động mà nảy lên, giận dữ nói, Tiêu Chính Văn. Cậu thật hỗn láo,
trong mắt cậu còn có người ông này nữa hay không? Mặc dù cậu không phải người nhà họ Khương chúng tôi, nhưng cậu ở rể nhà họ Khương tôi thì dù gì tôi cũng là bề trên của cậu, vậy mà cậu lại dám nói chuyện với tôi như thế. Khương Thái Sương tức giận. Khương Văn Kỳ đứng bên cạnh cũng tát nước theo mưa, nói, đúng đó. Tiêu Chính Văn, cậu đã ở nhà họ Khương thì phải tuân theo phép tắc của nhà họ Khương. Gặp lão gia, còn không mau quỳ xuống hành lễ. Đúng, quỳ xuống hành lễ. Tên Tiêu Chính Văn này thật cuồng vọng, không thèm coi ai ra gì như vậy, chẳng trách nhà họ Khương chúng ta bị hắn làm liên lụy. Nên đuổi thẳng ba người nhà này ra ngoài, không cần phí lời với bọn họ nữa. Nghe những lời mắng nhiếc, sỉ nhục của tất cả mọi người, sắc mặt Tiêu Chính Văn càng thêm lạnh lẽo, khó coi. Anh lạnh lùng nói, được, tôi kính trọng ông là bậc bề trên, nhưng ngày hôm nay, tôi nhắc lại lần nữa, Khương Vi Nhan là vợ tôi. Nana là con gái tôi không cho phép các người bắt nạt bọn họ. Cho dù các người là người nhà của cô ấy cũng không được. Chuyện của nhà họ Ninh, tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Nếu không làm được thì không cần các người nói, Tiêu Chính Văn tôi sẽ một mình gánh vác, tuyệt đối không để nhà họ Khương bị liên lụy. Khương Thái Sương nghe vậy, sắc mặt trở nên u ám, đứng dậy nói, một mình cậu gánh vác ư. Cậu lấy cái gì ra để gánh vác? Hôm nay cậu đánh binh lính nhà họ Ninh cử đến, chúng tôi đến nhà họ xin lỗi, liền bị đánh đuổi đi. Cậu cảm thấy nhà họ Ninh sẽ bỏ qua cho nhà họ Khương sao? Tiêu Chính Văn đáp, nhà họ Khương sẽ không bị liên lụy gì cả, có vấn đề gì thì các người liên hệ trực tiếp với Hàn Lợi Dân. Nói xong, Tiêu Chính Văn đỡ Khương Vi Nhan dậy, ôm lấy Nana, rời khỏi sảnh lớn trong ánh mặt giận dữ của mọi người. Trong phút chốc, người nhà họ Khương như bùng nổ. Lão gia, ông xem, tên Tiêu Chính Văn này có thái độ gì vậy? Cậu ta có ý gì? Đúng là kiêu căng, kẻ như vậy mà còn ở nhà họ Khương, sớm muộn gì cũng bị vạ lây. Đối mặt với sự phẫn nộ của mọi người, Khương Thái Sương cũng cau mày, lạnh lùng quát, đủ rồi. Đừng quên, sau lưng Tiêu Chính Văn còn có thiếu tá Hàn Lợi Dân làm chỗ dựa. Chuyện này, tôi thấy không đơn giản như vậy. Rất có thể còn liên quan đến tranh chấp về địa vị và quyền lợi giữa thiếu tá Hàn và Ninh Dương. Nghe vậy, người nhà họ Khương đều sửng sốt, sau một hồi suy nghĩ dường như hiểu ra điều gì đó, chỉ có thể âm thầm chửi rủa. Bên này, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan và Nana về nhà mình, sau khi ngừng khóc, cô ngồi xuống ghế sofa, khuôn mặt buồn bã và thất vọng, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ. Xin lỗi, đều do anh không tốt. Làm liên lụy đến hai mẹ con. Lúc này Tiêu Chính Văn quỳ một gối trước mặt Khương Vi Nhan, đưa tay ra dịu dàng lau đi những giọt nước mắt long lanh như pha lê trên gương mặt Khương Vi Nhan. Ánh nắng chan hòa len qua cửa sổ, phủ lên hai người, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Khương Vi Nhan, nhuộm một màu vàng nhạt, tôn lên làm da trắng mịn không tì vết của cô. Hàng lông mi dài của Khương Vi Nhan hơi ướt, cô khẽ nhíu mày. Đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu lộ ra vẻ u buồn cùng lo âu nhìn Tiêu Chính Văn trước mặt, khẽ hỏi em không sợ bị liên lụy, nếu sợ thì 5 năm trước em đã chết rồi. Tiêu Chính Văn, bây giờ em chỉ muốn hỏi anh một câu, một mình anh có thể giải quyết chuyện của nhà họ Ninh thật không? Tiêu Chính Văn nghiêm túc nhìn vào mắt Khương Vi Nhan, đưa tay khẽ chạm vào má cô rồi nói, được. Tin anh tuyệt đối không để em và Nana xảy ra chuyện. Cho dù cả thế giới này muốn bắt nạt hai người cũng không thể được. Đây là lời hứa của Tiêu Chính Văn anh với em, anh bằng lòng thề. Nói xong, Tiêu Chính Văn giơ tay muốn lập lời thề, nhưng Khương Vi Nhan lại nắm lấy tay anh. Mắt cô đong đầy nước mắt, nhìn Tiêu Chính Văn tràn đầy tình cảm, khẽ lắc đầu nói, không cần đâu, em tin anh. Tiêu Chính Văn ôm chặt Khương Vi Nhan vào lòng, để cô khóc trong vòng tay mình. Anh biết. Mình nợ Khương Vi Nhan quá nhiều, mặc dù cô tạm thời chấp nhận anh, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn còn tồn tại chút khúc mắc. Mà những gì anh cần làm là quan tâm thương yêu vô điều kiện, từ từ loại bỏ những khúc mắc đó, để Khương Vi Nhan thực sự yêu anh, để biến cô thành công chúa của anh cả đời này. Một lát sau, một mình Tiêu Chính Văn rời khỏi nhà họ Khương, đi thẳng đến Sơn Trang Lãng Nguyệt. Lúc này, Long Nhất cung kính đứng trước mặt Tiêu Chính Văn. Hỏi ý kiến, chủ soái, anh có gì dặn dò? Tiêu Chính Văn móc một tấm thẻ ngân hàng ra rồi ném cho Long Nhất và nói, đi mua một căn biệt thự tốt nhất ở Tu Hà, tôi muốn cho hai mẹ con họ một mái nhà.
nhớ kỹ, nhất định phải có sân chơi, tốt nhất là có cái vòng quay ngựa gỗ kia nữa. Nếu không đủ diện tích thì mua luôn mấy căn biệt thự liền kề, sau đó cải tạo thành sân chơi. Rõ, thưa chủ soái. Long Nhất nhận lấy thẻ ngân hàng, nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Sau đó, Tiêu Chính Văn rời khỏi Sơn Trang Lãng Nguyệt, đến một cửa hàng bánh ngọt gần đó. Nana thích ăn bánh ngọt dâu tây nhất, hôm nay trong lòng nhóc con đó không vui, mua cho cô bé một hộp bánh dâu tây, dỗ dành để nhóc con vui vẻ. Mua bánh ngọt xong, Tiêu Chính Văn đang chuẩn bị rời đi thì điện thoại di động trong túi đột nhiên đổ chuông, cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình là của Tử Phân. Tiêu Chính Văn, cậu đang ở đâu? Về nhanh lên, có việc tìm cậu đấy. Tiêu Chính Văn cau mày, cũng không nghĩ nhiều, đáp lại một câu sẽ về ngay. Tút. Cuộc gọi bị dập tắt một cách thô bạo, Tiêu Chính Văn bất lực lắc đầu, cầm hộp bánh quay về sân nhỏ. Vừa tới cửa đã thấy một chiếc xe Porsche Panamera đậu ở cửa. Tiêu Chính Văn nhíu mày, đang định đi vào thì nhìn thấy Khương Học Bác, Từ Phân và Khương Thần đang nở nụ cười nịnh nọt, dẫn một người đàn ông anh Tuấn mặc vest đen, thắt cà vạt đi vào, phía sau còn có Khương Vi Nhan khác hẳn thường ngày, mặc một chiếc váy dài màu trắng, bế Na Na trong lòng. Vi Nhan, mọi người làm gì vậy? Tiêu Chính Văn bước lên phía trước rồi hỏi. Sắc mặt Khương Vi Nhan hơi khó coi, liếc nhìn Từ Phân, vừa định mở lời thì Từ Phân xông đến, lạnh lùng nói, Tiêu Chính Văn. Nói thật với cậu, người này là cậu chủ nhà họ Bao ở Tu Hà Bao Bộ Nghĩa, tuổi còn trẻ đã nắm trong tay khối tài sản hơn 10 triệu, đây cũng là đối tượng xem mắt mà tôi giới thiệu cho Khương Vi Nhan. Chương 108, 300.000 tệ là đắt lắm sao? Nghe Từ Phân nói vậy, sắc mặt Tiêu Chính Văn lập tức thay đổi. Có ý gì đây? Đối tượng xem mắt giới thiệu cho Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan là vợ mình mà. Từ Phân làm vậy là quá đáng lắm rồi. Bà muốn làm gì? Tiêu Chính Văn đanh mặt hỏi, tay siết chặt nắm đấm. Làm gì ư? Từ Phân lạnh lùng hừ một tiếng nói, Tiêu Chính Văn, có trách thì trách bản thân cậu đi, ai bảo cậu không có bản lĩnh. Sớm muộn gì cậu cũng bị nhà họ Ninh bắt đi, đến lúc đó nhà họ Khương tôi chỉ cần bỏ ra chút tiền để mở rộng quan hệ thì chắc chắn nhà họ Ninh sẽ bỏ qua cho nhà họ Khương. Còn đứa con gái Khương Vi Nhan của tôi, chẳng lẽ cứ làm quá phụ mãi sao? Tôi còn không mau tìm cho nó một người tốt à? Hơn nữa nếu Vi Nhan kết hôn với con nhà họ Bao thì nó cũng sẽ là bà chủ nhỏ của nhà họ Bao. Nhà họ Ninh muốn đối phó với nhà họ Khương, dù thế nào cũng phải nhìn sắc mặt của nhà họ Bao chứ. Nhà họ Bao ở Tu Hà cũng là gia tộc có danh tiếng, không kém hơn nhà họ Khương chúng tôi đâu. Từ Phân tính toán theo ý mình, cẩn thận tỉ mỉ. Bây giờ đã bắt đầu phòng bị trước, mở đường cho mình và nhà họ Khương rồi. Tôi không đồng ý, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, anh xoay người kéo Khương Vi Nhan đi về. Nhưng lúc này Khương Học Bác đanh mặt đứng bật dậy, sắc mặt lạnh như băng nói, cậu không đồng ý cũng phải đồng ý. Cậu không phải là người nhà họ Khương nên không có quyền can thiệp vào việc nhà tôi. Khương Vi Nhan là con gái của tôi có quyền chọn một người chồng tốt cho nó, có quyền cho nó một tương lai tốt hơn. Tiêu Chính Văn cậu chỉ là một thằng nghèo hèn, là con chó hoang của nhà họ Tiêu, không có tư cách lên tiếng. Cậu vẫn nên nghĩ xem làm sao để giải quyết chuyện của nhà họ Ninh đi. Vốn dĩ Khương Bác Học không muốn làm như vậy nhưng ông ta bị Từ Phân làm cho dao động. Phải rồi, con gái mình thì mình đau lòng. Ông ta nhất định phải chọn cho Khương Vi Nhan một người chồng và một tương lai tốt. Tiêu Chính Văn chỉ là một thằng vô dụng. Chỉ biết gây rắc rối, làm nhà họ Khương loạn cào cào cả lên. Khương Thần cũng đứng dậy chỉ vào Tiêu Chính Văn mắng, Tiêu Chính Văn, tốt nhất anh đừng tự chuốc thêm rắc rối cho mình nữa. Khương Vi Nhan là chị tôi không mong nhìn thấy cả đời chị ta sống với một tên vô dụng như anh. Anh Bao chính là chốn nương tựa tốt nhất của chị tôi. Sở dĩ Khương Thần và Từ Phân nóng lòng sắp xếp cuộc hôn nhân này là vì họ muốn lôi kéo nhà họ Bao, muốn tìm một người chống lưng cho mình. Lúc này Bao Bộ Nghĩa cũng kéo caravat của mình, hai tay đút vào túi quần đi đến, vừa cao ngạo vừa khiêu khích nhìn Tiêu Chính Văn nói, anh là tên Tiêu Chính Văn đó à? Tôi thấy cũng chẳng ra làm sao cả, rất bình thường, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, hệt như người gác cổng nhà chúng tôi. Đắc tội với nhà họ Ninh thì chỉ có đường chết, tôi khuyên anh tốt nhất nên rời xa Khương Vi Nhan,
tôi nhất định sẽ thay anh chăm sóc tốt cho hai mẹ con cô ấy. Nghe hắn nói vậy, Tiêu Chính Văn nhíu mày, cả ngoài toát ra một luồng khí lạnh tanh. Anh nhấc bước đi đến nắm lấy caravat của Bao Bộ Nghĩa, lạnh lùng nói, nhà họ Bao anh là cái thá gì mà cũng dám vênh váo trước mặt tôi. Chỉ dựa vào anh mà cũng dám giành người phụ nữ của tôi à? Tiêu Chính Văn đã nổi giận. Anh đã kìm nén cơn giận của mình cả ngày nay. Ánh mắt và khí thế đáng sợ này khiến Bao Bộ Nghĩa khiếp sợ lập tức kinh hãi hét lên, anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, tôi là cậu chủ nhà họ Bao đấy, nhà họ Bao ở Tu Hà cũng là một trong những người đứng đầu của các gia tộc hạng hai. Nếu anh dám làm gì với tôi thì nhà họ Bao tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Trước đây nghe nói Tiêu Chính Văn là một con người rất đơn giản, thô lỗ, bây giờ xem ra hình như đúng là vậy. Người xưa nói đúng, người lỗ mãng không sợ người không có não, người không có não không sợ người liều mạng. Bây giờ xem ra Tiêu Chính Văn này là người cực kỳ liều mạng. Thấy vậy, Từ Phân lập tức bước đến đẩy Tiêu Chính Văn ra, chỉ vào anh mắng chửi xối xả, Tiêu Chính Văn, cậu làm gì vậy? Cậu điên rồi, lại còn dám hung dữ với thiếu gia Bao. Khương Học Bác và Khương Thần cũng của mắng, đồng thời liên tục xin lỗi Bao Bộ Nghĩa. Thiếu gia Bao, thật sự xin lỗi. Cậu ta vừa xuất ngũ nên tính hơi nóng nảy, làm việc không suy nghĩ, cháu đừng chấp nhặt với cậu ta, Khương Học Bác gật đầu nói. Bao Bộ Nghĩa kéo lại caravat của mình, sắc mặt cực kỳ khó coi mắng Tiêu Chính Văn, anh đợi đấy, tôi nhớ mặt anh rồi. Tiêu Chính Văn siết chặt nắm đấm còn muốn lao đến nhưng lại bị Khương Vi Nhan ở đằng sau kéo ngăn lại. Khương Vi nhanh lắc đầu với anh, đừng, anh ta là con cháu nhà họ Bao, chúng ta không đắc tội được đâu. Anh yên tâm đi, chỉ là ra ngoài ăn bữa cơm, em sẽ không đồng ý với yêu cầu của bố mẹ đâu. Tiêu Chính Văn cau mày nói, vậy được, anh cũng đi. Vừa nghe vậy, Từ Phân lo lắng nói, cậu cũng đi sao? Cậu đi theo làm gì? Ở đây có chuyện của cậu à? Nhưng Bao Bộ Nghĩa lại bật cười nói, không, cô à, cứ để anh ta đi đi. Cháu muốn anh ta tận mắt nhìn xem cách biệt của cháu và anh ta lớn thế nào. Đến lúc đó, chắc chắn anh ta sẽ tự mình rút lui thôi. Ý đồ của Bao Bộ Nghĩa rất đơn giản, một con chó hoang mà thôi, mình chỉ cần dùng tiền và thế lực dọa anh ta chút thôi thì chẳng phải anh ta chạy trốn còn không kịp sao. Đến lúc đó cô gái xinh đẹp như Khương Vi Nhan sẽ là người trên giường của mình rồi. Nghe hắn nói vậy, ánh mắt Từ Phân lóe sáng, bà ta cảm thấy rất đúng nên vội vã lấy lòng hắn nói, phải. Thiếu gia Bao nói đúng. Sau đó bà ta trợn mắt nhìn Tiêu Chính Văn nói, nếu thiếu gia Bao đã lên tiếng thì cậu cứ đi cùng đi. Cũng tốt, để thằng vô dụng như cậu nhìn xem thiếu gia Bao ưu tú đến thế nào. Không lâu sau, mấy người đó lên xe. Vì Porsche Panamera là xe chỉ có hai chỗ ngồi nên Bao Bộ Nghĩa muốn mời Khương Vi Nhan lên ngồi cùng, nhưng cô lại bị Tiêu Chính Văn kéo lên chiếc BMW 5 Series mà anh mua trước đó. Thấy cảnh tượng này, Bao Bộ Nghĩa tức giận đến mức run rẩy, hắn hỏi Từ Phân, sao anh ta lại có con BMW 5 Series đó vậy? Khương Thần xích lại gần trả lời thay mẹ mình, thiếu gia Bao, anh đừng tức giận, chiếc xe đó là do Tiêu Chính Văn mua bằng tiền xuất ngũ. Không đáng tiền đâu. So với Porsche Panamera của thiếu gia Bao thì quả thật chỉ như rác mà thôi. Thiếu gia Bao, chiếc xe này của anh đẹp thật đấy, ít nhất cũng phải 1 triệu nhỉ. Bao Bộ Nghĩa cười khẩy nói, đẳng cấp đấy, 1,4 triệu đấy. Cũng chỉ là một tháng lương của tôi mà thôi. Câu này khiến Từ Phân và Khương Học Bác sững sờ tại chỗ. Một chiếc xe mà tốn hết 1,4 triệu, còn chỉ là một tháng lương mà thôi nữa. Bao Bộ Nghĩa này đúng là giàu thật. Dứt lời, Bao Bộ Nghĩa bước lên xe, Khương Thần vứt hết liêm sỉ bước lên theo. Từ Phân và Khương Học Bác chỉ đành lên xe của Tiêu Chính Văn. Chẳng mấy chốc, họ đã đến khách sạn 5 sao nổi tiếng của Tu Hà, khách sạn Maria. Đầu bếp của khách sạn này đều là đầu bếp thuộc hạng 5 sao, hơn nữa nguyên liệu đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về, rất tươi ngon nhưng cũng rất đắt tiền. Xuống xe, Bao Bộ Nghĩa kiêu ngạo đi đến trước mặt Khương Vi Nhan, ga lăng làm tư thế mời nói, tiểu thư Khương, mời, tôi cố ý đặt khách sạn lớn này cho cô đấy, đầu bếp ở đây đều thuộc hạng 5 sao, nguyên liệu đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về. Tôi đã đặt luôn phòng bao sang trọng lớn nhất của khách sạn.
Người khác muốn đặt phòng bao này thì phải chờ một tháng có khi còn không đặt được, chứ đừng nói giá phòng bao chỉ có 300.000, hy vọng cô hài lòng. Lúc nói mấy lời này, Bao Bộ Nghĩa như đang khoe khoang năng lực và tiền tài của mình. Nhưng lúc này Tiêu Chính Văn lại hờ hững nói, 300.000 tệ là đắt lắm sao? Chương 109, để anh ta mở rộng tầm mắt. Tiêu Chính Văn nói vậy khiến đám người xung quanh đều sửng sốt, sắc mặt rất khó coi. Bao Bộ Nghĩa nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng hừ một tiếng, giễu cợt nói, anh nói gì? 300.000 không đắt á? Ha ha, đúng là đồ mặt dày. Đây chỉ là phí phòng bao, có nghe rõ không? Phí phòng bao đấy, đồ vô dụng. Bao Bộ Nghĩa sắp tức chết rồi, hắn chỉ ước gì có thể đè Tiêu Chính Văn xuống đất đánh anh một trận tơi bời. Nhưng hắn không muốn thất thố trước mặt Khương Vi Nhan và bố mẹ của cô. Tử Phân cũng kéo Tiêu Chính Văn lại, tức giận nhìn anh quát, Tiêu Chính Văn. Cậu không lên tiếng cũng không ai nói cậu câm đâu. Đây là khách sạn lớn 5 sao, phí phòng bao cũng phải là 300.000, cậu lấy đâu ra 300.000 mà nói vậy chứ? Đúng vậy, Tiêu Chính Văn, anh đừng đố kỵ mà chuốc lấy phiền phức nữa. Thiếu gia Bao nhà người ta ưu tú hơn anh cứ thành thật đi theo sau mông bọn tôi để ăn một bữa cơm là được rồi. Lát nữa, nếu anh cảm thấy mất mặt quá thì có thể chủ động rời đi trước, để chúng tôi bớt phải nói nhiều, Khương Thần Hùa theo chế nhạo anh, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Khương Học Bác lạnh lùng hừ một tiếng, chắp tay sau lưng, trong lòng càng thêm chán ghét và bất mãn với Tiêu Chính Văn. Sao mà cái tên tứ chi phát triển, hành động bốc đồng, nói năng chẳng để ý để tứ này lại có thể làm con rể mình vậy chứ? Sao có thể cho Khương Vi Nhan một tương lai tốt đẹp được? Càng nghĩ như vậy, Khương Học Bác càng cảm thấy Tử Phân nói rất có lý, ông ta phải mau chóng tìm một chỗ dựa cho Khương Vi Nhan mới được. Ít nhất phải giống như thiếu gia Bao này chứ. Bên này, Khương Vi Nhan ôm Nana vào lòng, cũng nháy mắt ra hiệu với Tiêu Chính Văn rồi thì thầm, anh bớt nói vài câu đi, em biết anh không thích anh ta, em cũng không thích nhưng đây là ý của bố mẹ em, ăn xong bữa cơm này chúng ta sẽ đi ngay. Nhìn Khương Vi Nhan khó xử, Tiêu Chính Văn bất lực gật đầu. Thấy Tiêu Chính Văn không nói gì, Bao Bộ Nghĩa đắc ý bước vào khách sạn trước. Sau đó đám người Khương Học Bác cũng đi theo vào trong, vừa bước vào cửa, họ kinh ngạc vì sự trang trí xa hoa của khách sạn. Đập vào mắt là khung cảnh hoa lệ lộng lẫy, trên tường còn chạm trổ một bức rồng phượng, khắp nơi đều là ánh sáng lấp lánh, rất chói mắt. Ôi, không hổ danh là khách sạn 5 sao, cả đời này tôi chưa bao giờ được đến đây. Lần này thực sự được nhờ thiếu gia Bao rồi, Tử Phân hệt như một người nhà quê, cứ nhìn đông nhìn tây. Không kiềm chế được sự vui mừng và kích động của mình. Cuối cùng bà ta cũng tìm đúng con rể tương lai rồi. Khương Thần cũng kích động nhìn đông ngó tây, thậm chí cậu ta còn lấy điện thoại ra liên tục chụp ảnh, sau đó đăng lên mạng xã hội, còn kèm theo vị trí. Làm màu rất tốt. Dù sao khách sạn Maria không phải là nơi người bình thường có thể bước vào. Phòng bao bình thường đều có giá 10.000 tệ. Phí phòng bao đắt hơn một chút là từ 50.000 đến 100.000 tệ. Đắt nhất dĩ nhiên là căn phòng cao cấp mà Bao Bộ Nghĩa đã đặt, có thể nhìn bao quát một nửa cảnh đẹp và sự hào nhoáng thành phố của Tu Hà. Chẳng mấy chốc, họ được nhân viên phục vụ nữa dẫn đi vào thang máy để lên tầng cao nhất. Bước vào căn phòng bao lớn nhất, sang trọng nhất, có diện tích 300 mét vuông của khách sạn Maria này. Vô cùng sang trọng. Phòng bao này có đầy đủ tiện nghi. Có chỗ ăn cơm, nơi nghỉ ngơi, nơi tiếp khách, còn có một ban công ngoài trời. Trên ban công còn có hồ bơi rộng lớn, nước hồ bơi trong xanh phản chiếu ánh đèn của thành phố về đêm. Đứng trên ban công có thể cảm nhận được làn gió ấm áp và tầm nhìn bao quát các tòa nhà cao lầu trong vòng vài km. Cô, chú, Vi Nhan, mọi người cứ ngồi tự nhiên, Bao Bộ Nghĩa rất khách sáo không ngồi xuống ngay. Tử Phân cười tươi như hoa nói, ôi! Thiếu gia Bao thật lễ phép, còn biết để người lớn ngồi trước, cô càng lúc càng thích một đứa con rể như cháu rồi. Dứt lời Tử Phân, Khương Học Bác và Khương Thần cũng ngồi xuống trước. Vừa ngồi xuống, Tử Phân kích động sờ cái ghế bên dưới nói, ôi trời, cái ghế này được làm bằng da thật à. Này này, cũng xa hoa quá nhỉ. Bao Bộ Nghĩa ngồi vào ghế chính giữa, sửng dưng nói, tất nhiên, nếu không phòng bao này cũng không có giá 300.000 tệ. Cái ghế này mỗi ngày đều được đổi, một cái là 50.000 tệ,
e rằng đây là cái giá cực kỳ cao với những người làm công ăn lương bình thường nào đó. Lúc nói câu này, Bao Bộ Nghĩa cố ý chế nhạo nhìn về phía Tiêu Chính Văn đang ôm Na Na ngồi ở đằng kia. Tiêu Chính Văn đang cho Na Na ngồi giữa anh và Khương Vi Nhan, lúc này nghe Bao Bộ Nghĩa xỉa sói mình như vậy, anh cũng chỉ thờ ơ cười không đáp lời. Ngược lại Từ Phần chớp lấy thời cơ đáp, ôi, thiếu gia Bao à, cháu đánh giá cao thằng vô dụng này rồi. Cậu ta nào có công việc gì, đến giờ tôi thấy cậu ta cứ rảnh rỗi, cũng không biết ra ngoài tìm việc mà làm, tức chết chúng tôi rồi. Vừa nghe nói vậy, Bao Bộ Nghĩa đắc ý cười khẩy, chế nhạo hỏi, không phải chứ cô? Anh ta vẫn chưa có công việc à? Bao Bộ Nghĩa cảm thấy rất sảng khoái. Không ngờ con chó hoang này không có cả công việc, vậy chẳng phải cơ hội mình có được Khương Vi Nhan càng cao sao? Sao Khương Vi Nhan có thể ở cùng cái tên vô dụng này cả đời được chứ? Thế nên Bao Bộ Nghĩa cực kỳ đắc ý cười nói, thế này đi, Tiêu Chính Văn, nhà tôi mở công ty, có mấy nhà máy, hay là tôi giới thiệu anh đến trông coi nhà máy hoặc trông coi nhà kho, anh thấy thế nào? Anh yên tâm đi, nể mặt cô, chú và Khương Vi Nhan, tôi sẽ ngoại lệ phát tiền lương cao cho anh, 6.000 tệ. Lương như này ở Tu Hà cũng xem như là cao rồi đấy, anh có muốn thử không? Vừa nghe hắn nói vậy, Từ Phân vội nói, Tiêu Chính Văn, cậu còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau cảm ơn thiếu gia Bao đi. Phải đó, thiếu gia Bao sắp xếp công việc cho anh thì anh nên cảm ơn anh ấy chứ, Khương Thần nói hùa theo. Lúc này sắc mặt Khương Vi Nhan đã rất khó coi, từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, Bao Bộ Nghĩa này cứ hạ thấp Tiêu Chính Văn, cô đã sắp không thể ngồi yên được nữa. Suy cho cùng Tiêu Chính Văn là chồng của mình, hạ thấp anh vậy chẳng phải đang hạ thấp mình sao? Nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn lại thờ ơ nói, cảm ơn ý tốt của thiếu gia Bao nhưng tôi không cần. Hơn nữa, dù tôi không có công việc cũng giỏi hơn anh. Anh nói câu này khiến Bao Bộ Nghĩa không vui. Nhưng bề ngoài hắn tỏ ra rất bình tĩnh, cười nhạt nói, Tiêu Chính Văn, đừng thấy vì có Khương Vi Nhan ở đây mà anh cố chấp. Ở Tu Hà mà không có công việc thì sống thế nào? Còn bảo giỏi hơn cả tôi, anh cũng không nhìn lại xem mình là cái thá gì. Đủ rồi, Khương Vi Nhan lạnh lùng nói, thiếu gia Bao, dù sao Tiêu Chính Văn cũng là chồng tôi, anh cứ giễu cợt anh ấy như vậy thì tôi sẽ đi đấy. Nói xong Khương Vi Nhan định đứng dậy rời đi. Từ Phân vội vã kéo cô lại tức giận mắng, cô làm gì vậy? Thiếu gia Bao mời ăn cơm mà cô còn định bỏ đi sao? Ngồi xuống cho tôi, chỉ là một con chó hoang mà thôi, cô bảo vệ cậu ta làm gì? Phải để cậu ta thấy cách biệt giữa cậu ta và thiếu gia Bao như thế nào, cũng để cô thấy ai mới là nơi nương tựa trong tương lai của cô. Chương 110, rượu vang giá 1 triệu. Vẻ mặt Khương Vi Nhan rất không tình nguyện, nhưng vẫn bị Từ Phân kéo ngồi xuống. Không khí có vẻ hơi lúng túng, Bao Bộ Nghĩa vỗ tay, nhân viên phục vụ của khách sạn mặc bộ sườn xám xẻ tà màu đỏ, bê khay thức ăn viền vàng bước vào. Mỗi món ăn đều được đầu bếp cấp 5 sao làm, chưa kể nguyên liệu đều được vận chuyển theo đường hàng không từ nước ngoài về, có thể nói là cực kỳ đắt đỏ và cầu kỳ. Chỉ nhìn các món ăn bày đầy trên bàn là Từ Phân và Khương Thần đã chảy nước miếng ròng ròng. Ôi mẹ ơi! Cô sống nửa đời rồi mà chưa từng thấy món ăn được làm ngon như thế này, Từ Phân không khỏi khen ngợi, các món ăn trên bàn quả thực chẳng khác gì quỳnh tương ngọc lộ trên tiên giới, nhìn rất đẹp mắt. Khương Thần cũng sốt sắng cầm đũa, gắp một miếng, lập tức cảm thấy trong miệng thơm lừng, cậu ta tặc lưỡi khen, ngon quá. Thật là ngon quá đi mất, mẹ, món này ngon cực kỳ luôn, mẹ mau nếm thử đi. Từ Phân nghe thấy vậy, cũng chẳng quan tâm đến phép lịch sự nữa. Vội vàng cầm đũa gắp lên, sau đó vẻ mặt hạnh phúc, lớn tiếng khen, ngon quá. Thiếu gia Bao, cháu chọn đúng khách sạn rồi đấy, món ăn ngon thế này, đúng là chẳng kém gì quốc yến. Bao Bộ Nghĩa nở nụ cười bình thản, đáp cô thích là được ạ. Ở bên này, Na Na ngồi trên ghế, hai bàn tay mũm mĩm bám trên mép bàn, thò nửa cái đầu ra, đôi mắt to tròn như đá quý nhìn chằm chằm chiếc bánh ngọt nhiều tầng hình con thỏ trước mặt. Cô bé quay đầu nhỏ giọng nói với Tiêu Chính Văn, bố ơi, con ăn cái kia được không? Tiêu Chính Văn mỉm cười đáp, đương nhiên là được rồi, để bố lấy cho con. Dứt lời, Tiêu Chính Văn cầm đũa, giơ tay định gắp, nhưng một đôi đũa đột ngột xuất hiện, hất đôi đũa của anh đi. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn, thấy vẻ mặt ghét bỏ và không vui của Từ Phân,
bà ta lạnh lùng nói, ăn cái gì mà ăn? Cái đứa con hoang đó mà cũng xứng ăn món ngon này sao? Chẳng phải vừa nãy cậu nói có thể sống rất tốt sao? Chẳng phải cậu khinh thường phòng bao 300.000 này sao? Thế thì cậu ngồi nhìn đi, không được ăn. Câu này của Từ Phân có thể nói là vô cùng độc ác. Tiêu Chính Văn nhíu mày, vẻ mặt rất khó coi. Nana ở bên cạnh, đôi mắt to tròn ngây thơ ngập nước mắt, cô bé nhè miệng, sắp khóc tới nơi. Tâm hồn non nớt của cô bé không hiểu tại sao mình lại bị bà ngoại ghét như vậy. Cô bé quay đầu, nước mắt lã chã nhìn Tiêu Chính Văn, giọng nói run rẩy, nhỏ nhẹ nói, bố ơi, Nana không đói đâu, con không ăn nữa. Tiêu Chính Văn nhìn con gái mình như vậy, vô cùng đau lòng, giơ tay xoa đầu Nana. Khương Vi Nhan cũng buồn bã đau lòng muốn chết, cô trợn mắt trừng Từ Phân, nói, mẹ, mẹ làm gì vậy? Nana là con gái con, ăn một miếng thì có làm sao? Từ Phân đặt đũa xuống, nói vẻ khinh bỉ, ăn á. Cũng được thôi, vậy cô ly hôn với thằng vô dụng này, sau đó lấy thiếu gia bao đi. Rồi cô sẽ được ăn thoải mái bàn đồ ăn này. Sau này, đứa con hoang kia cũng sẽ là lá ngọc cành vàng của nhà họ Bao, muốn ăn gì mà chẳng được. Khương Thần cũng phụ họa theo, phải đấy, chị xem thiếu gia Bao đối xử với chị tốt biết bao, lần đầu gặp mặt đã đặt trước phòng bao 300.000 tệ. Bàn ăn này cũng đủ thịnh soạn đấy chứ. Với lại, nhà chúng ta cũng đã nhận lì xì của thiếu gia Bao, cũng không đến mức phải trả lại đấy chứ. Khương Vi Nhan nghe thấy vậy thì tức phát điên, mặt đỏ bừng, chất vấn, mọi người đã nhận lì xì sao? Mẹ, bố, sao bố mẹ có thể làm vậy chứ? Tuy con là con gái của bố mẹ, nhưng con cũng có quyền lựa chọn chứ. Con không đồng ý, kiên quyết không đồng ý. Từ Phân tức đến mức đập bàn một cái thật mạnh, bà ta đứng dậy, chỉ vào Khương Vi Nhan, trách mắng, cô không đồng ý. Tôi là mẹ cô, hôn nhân của cô do tôi và bố cô quyết định. Khương Vi Nhan, đầu óc cô có vấn đề à? Một con chó hoang như cậu ta thì có gì tốt chứ? Thiếu gia Bao không tốt hơn sao? Cậu ấy là thiếu gia của nhà họ Bao, có tiền có thế, còn trẻ tuổi mà thu nhập hàng năm đã chục triệu tệ. Cô nói xem, người đàn ông tốt như vậy biết tìm đâu ra, sao cô có mắt mà không chồng vậy? Đúng là tức chết đi được. Ông Khương, ông mau nói con gái ông đi. Sắc mặt Khương Học Bác cũng rất khó coi, lập tức lên tiếng, Vi Nhan, con nghe bố khuyên một câu. Tiêu Chính Văn sớm muộn gì cũng bị nhà họ Ninh lôi đi, con phải nhanh chóng tìm một tấm chồng tốt làm chỗ dựa, bố thấy thiếu gia Bao rất tốt, con nghe bố đi. Khương Học Bác cũng không muốn ép Khương Vi Nhan quá, nếu không lại tạo nên cục diện không thể thay đổi. Thấy bố mẹ và em trai vì vinh hoa phú quý của bản thân mà ép mình tái giá như vậy, Khương Vi Nhan thấy chua xót vô cùng, cô uất ức lau nước mắt, nói, không được. Con quyết không đồng ý. Bữa cơm này con không thèm ăn. Tiêu Chính Văn, chúng ta đi. Dứt lời, Khương Vi Nhan xoay người định rời đi, Tiêu Chính Văn cũng bế Nana lên. Từ Phân thấy vậy thì cuống quýt, vội vàng bước lên, kéo Khương Vi Nhan lại, nói, được được được. Tạm không ly hôn, mẹ cũng không ép con nữa, nhưng thiếu gia Bao mời cơm, con cũng không thể cứ thế bỏ đi được, ít nhất cũng phải ăn bữa cơm này chứ. Nào nào nào, ngồi xuống đi, mau ngồi xuống. Từ Phân cũng biết mình quá nóng ruột, phải từ từ. Khương Vi Nhan bị kéo lại, vẻ mặt không vui ngồi xuống. Ở bên kia, sắc mặt Bao Bộ Nghĩa rất khó coi, nhưng vẫn nặn ra nụ cười ứng phó, nói cô, chú, nếu Vi Nhan đã không đồng ý thì đừng ép cô ấy. Cháu tin là, với năng lực và sự ưu tú của mình, sẽ có ngày cháu khiến Vi Nhan phải siêu lòng thôi. Hôm nay chỉ ăn cơm, đừng nói chuyện gì khác. Dứt lời. Bao Bộ Nghĩa vỗ tay cái nữa, một cô nhân viên phục vụ nhanh chóng mang hai chai rượu vang bước tới. Bao Bộ Nghĩa cầm rượu vang lên, nói với mấy người, đây là La Romanicanti, mỗi chai 25.000 tệ, cô chú nếm thử xem ạ. Dứt lời, Bao Bộ Nghĩa rót cho mỗi người Khương Học Bác một ly rượu. Khương Học Bác và Từ Phân được lấy lòng mà hơi sợ hãi, nhất là khi nhìn thấy La Romanicanti chỉ giá mỗi chai 25.000 trước mặt. Vẻ mặt họ vô cùng kích động. Thiếu gia Bao, tận 25.000 tệ một chai sao, Khương Học Bác hỏi vẻ thăm dò. Tuy ông ta là chi thứ hai trong nhà họ Khương, cũng đảm nhiệm chức tổng giám đốc ở công ty, nhưng cũng chỉ là hữu danh vô thực, không có quá nhiều thực quyền. Vậy nên,
ông ta rất ít khi ra ngoài xã giao, tuy từng uống nhiều rượu, nhưng chai đắt nhất cũng chỉ là chai Mao Đài hơn 3.000 tệ trong bữa tiệc gặp mặt bạn bè vào nửa năm trước, đó đã là loại rượu đắt nhất mà ông ta từng uống. Không ngờ, hôm nay ông ta còn được uống hẳn La Romanicanti 25.000 tệ nữa. Từ Phân cười tươi như hoa, lấy điện thoại ra chụp chai rượu và đồ ăn trên bàn. Lần này bà ta nhất định phải đăng lên nhóm Zalo của mấy bà bạn, cho bọn họ được mở mang tầm mắt. Bao Bộ Nghĩa mỉm cười, nói, vâng thưa chú, đây là loại rượu vang đắt nhất, đương nhiên giá sẽ cao rồi, nhưng cháu uống được, thì đương nhiên chú cũng uống được. Bao Bộ Nghĩa cố ý nói như vậy, mục đích là để khoe khoang mình là người có tiền. Dù sao những người này cũng không biết gì về rượu, hắn nói bừa vài câu thì chắc chắn họ sẽ tin. Trong lúc nói, Bao Bộ Nghĩa còn nhìn Khương Vi Nhan, phát hiện sắc mặt cô không thay đổi gì mấy, khiến hắn hơi nhíu mày lại. Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn vốn vẫn im lặng lạnh lùng lên tiếng, loại rượu vang đắt nhất chẳng phải là rượu vang đỏ Sato Lafite năm 1787 sao? Giá là 160.000 Mỹ Đao, đổi ra là 1.040.000, bày trong bộ siêu tầm Forbes, trên thân chai chắc hẳn còn có viết tắt tiếng Anh của Jefferson. À, cho dù là La Romanicanti đắt nhất mà thiếu gia Bao nói thì chắc cũng là rượu vang đỏ Grand Cru của nhà máy rượu, mỗi năm sản xuất 450 thùng. Rượu vang mà những người giàu có tâng bốc, giá bán vào 2 năm trước chẳng phải hơn 100.000 sao? Sao hôm nay chỉ có 25.000 vậy? Chương 111, nể mặt cậu Tiêu. Tiêu Chính Văn nói xong, không khí trong phòng Bao bỗng lạnh đi. Nực cười. 450 thùng rượu vang Grand Cru La Romanicanti có một nửa được đưa tới chỗ Tiêu Chính Văn, bình thường anh cũng chia cho lính dưới trướng mình uống thoải mái. Chưa kể, rượu vang đỏ Sato Lafite năm 1787 trị giá cả triệu tệ này, năm đó được ông chủ của bộ siêu tầm Forbes nhờ Long Tôn Long Lân của Điện Thần Long tặng cho Tiêu Chính Văn, nhưng bị anh từ chối thẳng thừng. Nguyên nhân là vì mấy kẻ Tây Long đều chẳng phải hạng tốt lành gì, chắc chắn là có ý đồ khác. Lúc này, sắc mặt Bao Bộ Nghĩa rất khó coi, bàn tay đang cầm chai rượu cũng run lên vì tức. Cộp! Hắn đặt mạnh chai rượu xuống bàn, vẻ mặt u ám, chỉ vào mặt Tiêu Chính Văn, tức giận nói, Tiêu Chính Văn. Anh nói cái gì cơ? Anh đang coi thường tôi sao? Sao nào? Có giỏi thì anh mang một chai rượu vang đắt như thế này ra đây tôi xem nào. Bao Bộ Nghĩa tức lắm, bởi vì Tiêu Chính Văn nói trúng phóc, rượu này đúng là không phải loại đắt nhất. Nhưng 25.000 một chai cũng không phải loại người bình thường có thể uống được. Tiêu Chính Văn chỉ là một con chó hoang, dựa vào đâu mà coi thường hắn chứ? Hắn là thiếu gia của nhà họ Bao, lương hàng năm tận chục triệu đấy. Tiêu Chính Văn thầm lắc đầu, đồng thời gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Lý Trường Thắng ở dưới gầm bàn. Từ Phân thấy Bao Bộ Nghĩa nổi giận, đương nhiên là đứng về phía hắn, bà ta chỉ vào Tiêu Chính Văn, tức giận nói, Tiêu Chính Văn. Cậu nói vớ vẩn gì thế? Một con chó hoang như cậu thì biết gì về rượu vang chứ? Rượu này 25.000 một chai đấy, cậu không biết thì đừng nói lung tung. Phải đấy, tôi thấy anh nổ quá đi mất, đồ không biết xấu hổ, Khương Thần cũng phụ họa. Thực ra, vừa rồi lúc Tiêu Chính Văn nói, cậu ta đã lén lấy điện thoại lên mạng tra. Tiêu Chính Văn nói đúng thật. Loại rượu vang đắt nhất đúng là rượu Sato Lafite năm 1787 trị giá 1 triệu. Không ngờ cái tên này lại biết nhiều như vậy. Nhưng Khương Thần cũng không quan tâm, dù sao trước kia Tiêu Chính Văn cũng là đại thiếu gia nhà họ Tiêu, biết chút kiến thức về rượu vang cũng không có gì lạ. Nhưng việc Tiêu Chính Văn công khai vạch trần Bao Bộ Nghĩa như vậy đúng là thật đáng ghét. Người ta cũng phải cần mặt mũi chứ. Bị mấy người chỉ trích và mắng mỏ. Tiêu Chính Văn cũng chỉ bất đắc dĩ cúi đầu không nói gì. Khương Vi Nhan ở bên cạnh khẽ kéo tay Tiêu Chính Văn ở dưới gầm bàn, ánh mắt ra hiệu anh đừng nói gì nữa, càng nói càng sai, càng nói càng khó coi. Nhưng lúc này, Từ Phân lại không chịu thôi, bà ta mở miệng la lối, còn ngồi đấy làm gì? Không mau đứng dậy xin lỗi thiếu gia Bao đi, đồ vô dụng. Bao Bộ Nghĩa ngồi ở ghế, một tay cầm ly rượu vang. Nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt rửng rưng và khinh bỉ. Tiêu Chính Văn vốn không muốn xin lỗi, nhưng Khương Vi Nhan kéo anh, nhỏ giọng nói, anh xin lỗi đi, nếu không mẹ em sẽ không để yên đâu, cứ coi như vì em, vì Nana, được không? Tiêu Chính Văn thở dài,
đứng dậy nói, xin lỗi anh, thiếu gia Bao, là tại tôi nhiều lời. Hừ, Bao Bộ Nghĩa lạnh lùng hừ một tiếng, không có ý định buông tha, nói, nếu anh Tiêu đã coi thường rượu vang của tôi, vậy thì mời anh ra ngoài, chỗ tôi không chứa nổi anh. Phải đấy, phải đấy, Tiêu Chính Văn, anh mau ra ngoài đi, đừng ở đây khiến người ta ngứa mắt nữa. Khương Thần lập tức hùa theo, nở nụ cười lấy lòng. Từ Phân cũng gật đầu, chỉ ra cửa, hét lên với Tiêu Chính Văn, cậu nghe thấy chưa, cút ra ngoài đi. Đỡ khiến người ta ngứa mắt. Tiêu Chính Văn nhìn mọi người, cũng chẳng muốn ngồi đây nữa, anh đứng dậy định đi. Khương Vi Nhan vốn định đi cùng anh, nhưng lại bị Tiêu Chính Văn ấn ngồi xuống, nói em cứ ăn đi, anh chờ ở bên ngoài. Nói xong, Tiêu Chính Văn rời khỏi phòng Bao, không khí trong phòng lập tức thay đổi, cả nhà Khương Học Bác không ngừng mời rượu Bao Bộ Nghĩa một cách cung kính, còn kéo theo cả Khương Vi Nhan mời rượu nữa. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên cửa phòng Bao bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên mặc vest màu xám, tay cầm hai chai rượu vang, tươi cười bước vào, đằng sau còn có 7-8 nhân viên phục vụ, bưng các món ăn thơm ngon. Đây là tiểu thư Khương đúng không ạ? Người đàn ông trung niên cười hỏi. Khương Vi Nhan hơi sững sờ, cô không quen biết người trước mặt này, bèn đứng dậy hỏi ông là. Xin chào, tôi là ông chủ khách sạn Maria, Mã Văn Đào, nghe nói mọi người đang dùng bữa ở khách sạn của tôi, nên tôi có lòng mang các món đặc sắc do đầu bếp mời từ nước ngoài về làm, và hai chai rượu vang Grand Cru La Romanicanti. Mấy người nhìn từng đĩa cao lương mỹ vị được bưng lên, và hai chai rượu vang, tất cả đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây chẳng phải rượu vang Grand Cru La Romanicanti mà Tiêu Chính Văn vừa nói lúc nãy sao? Giá mỗi chai vào 2 năm trước là hơn 100.000 đấy. Cái này, còn đắt hơn 2 chai vừa nãy Bao Bộ Nghĩa gọi nhiều. Bao Bộ Nghĩa cũng ngây người, không ngờ ông chủ của khách sạn Maria lại đích thân đến đây. Cho dù là hắn cũng chưa từng gặp Mã Văn Đào này. Mã Văn Đào này rất có máu mặt trong ngành khách sạn ở Tu Hà, tài sản lên đến 1 tỷ, còn cao quý hơn cả nhà họ Bao của hắn. Bao Bộ Nghĩa nghĩ đến đây, lập tức đứng dậy, nở nụ cười cung kính tiến lên, chia tay ra bắt với Mã Văn Đào, nói, ông chủ Mã, ông khách sáo quá, tôi chỉ dẫn mấy người bạn đến đây ăn bữa cơm, không ngờ ông lại đích thân mang rượu đến cho chúng tôi, còn là loại rượu đắt như vậy nữa, đúng là khiến tôi tổn thọ mất thôi. Bao Bộ Nghĩa đầu óc nảy số rất nhanh, trong phòng Bao này, ngoài hắn có thân phận cao quý ra, thì còn ai có thể khiến ông chủ của khách sạn Maria đích thân đến đây chứ? Lẽ nào là nhà Khương Học Bác chắc? Hay là con chó hoang Tiêu Chính Văn kia? Không thể thế được. Chắc chắn Mã Văn Đào biết tối nay phòng Bao đắt nhất được hắn Bao, lại biết hắn là thiếu gia nhà họ Bao, nên cố ý đến tỏ lòng thành. Bao Bộ Nghĩa nghĩ đến đây thì dạo dực cả người. Ánh mắt còn cố ý liếc về phía Từ Phân và Khương Vi Nhan, tỏ vẻ vô cùng đắc ý và kiêu ngạo. Khương Học Bác nghe thấy vậy thì kích động, lập tức đứng lên nói với Mã Văn Đào, ông chính là ông chủ Mã Văn Đào sao? Ôi trời, tôi từng nghe tên ông rồi, ông là nhân vật cốt cán trong ngành khách sạn Tu Hà đấy. Ông chủ lớn với tài sản lên đến hơn 1 tỷ, đúng là vinh hạnh, vinh hạnh. Khương Học Bác vô cùng kích động, ông ta có thể gặp được ông chủ lớn như vậy. Sau này ra ngoài gặp ai cũng dễ chém gió. Từ Phân vừa nghe Mã Văn Đào có tài sản hơn 1 tỷ thì lập tức đứng dậy, nở nụ cười nịnh nọt, nói, ôi chao, ông chủ Mã, ông khách sáo quá, chúng tôi chỉ đến ăn bữa cơm thôi mà, vậy mà ông còn đích thân đến đây nữa. Từ Phân nói xong, còn quay đầu nhìn về phía Khương Vi Nhan, vội vàng nói, Khương Vi Nhan. Cô nhìn đi, đây chính là thân phận và địa vị của thiếu gia Bao đấy. Đến ông chủ Mã cũng đích thân đến để tặng rượu đây này. Sắc mặt Khương Vi Nhan uất ức, chỉ đành mỉm cười lúng túng. Đồng thời, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may Tiêu Chính Văn không ở đây, nếu không lại bị mỉa mai rồi. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Mã Văn Đào xa sầm, nhíu mày, nhìn đám người Bao Bộ Nghĩa, không vui đáp, xin lỗi. Tôi không quen thiếu gia của nhà họ Bao, rượu và đồ ăn là được mang đến cho cậu Tiêu. Cậu Tiêu đâu rồi? Chương 112, mất mặt. Cả nhà Khương Học Bác cùng với Bao Bộ Nghĩa run lên, ngây người tại chỗ, như hóa đá. Cậu Tiêu? Ông chủ Mã, ông đừng đùa chứ. Cậu Tiêu cái gì chứ?
Chắc không phải ông nể mặt con chó hoang Tiêu Chính Văn kia mới mang đồ ăn và rượu ngon đến đấy chứ, Bao Bộ Nghĩa không nhịn được hỏi. Đồng thời, hắn cũng chẳng còn chút mặt mũi nào. Vốn tưởng Mã Văn Đào nể mặt hắn, nhưng bây giờ ông ta lại nói ông ta đến phòng Bao không phải vì hắn, mà là vì tên vô dụng Tiêu Chính Văn kia. Thế này chẳng phải là kể chuyện cười xuyên lục địa sao? Sắc mặt Từ Phân cũng vô cùng kinh ngạc, khó hiểu hỏi, ông chủ Mã, ông không nói đùa đấy chứ? Ánh mắt Mã Văn Đào u ám, lạnh lùng nói, các người tưởng tôi đang nói đùa sao? Dứt lời, Mã Văn Đào nhìn mấy người trong phòng Bao, sau đó không vui nói, nếu cậu Tiêu đã không có đây thì số đồ ăn và rượu ngon này hời cho mấy người rồi. Nói xong, Mã Văn Đào dẫn người rời đi. Không khí trong phòng Bao bỗng trở nên nặng nề, sắc mặt của mọi người đều rất khó coi, chỉ có mỗi Khương Vi Nhan là vui vẻ đứng dậy, vẻ mặt đắc ý nói với Từ Phân và Bao Bộ Nghĩa, mẹ, thiếu gia Bao, xin lỗi nhé, con đi trước đây. Số đồ ăn và rượu ngon này là nể mặt chồng con mới để lại đây, mọi người cứ từ từ thưởng thức. Nói xong, Khương Vi Nhan đứng dậy bế Na Na rời đi. Cô chưa từng vui vẻ và kiêu ngạo như bây giờ. Tiêu Chính Văn không phải một tên vô dụng. Người đàn ông cô chọn không tồi chút nào. Mãi cho đến khi Khương Vi Nhan rời đi, Bao Bộ Nghĩa mới cười ngại ngùng, nói, cô chú ăn đi ạ, công ty cháu còn chút việc, cháu đi trước đây. Cô chú yên tâm, cháu đã trả tiền rồi. Bao Bộ Nghĩa nói xong liền vội vàng đứng dậy đi mất. Thật là mất mặt. Không ngờ hắn lại bị một con chó hoang sỉ nhục. Chẳng phải tên Tiêu Chính Văn này là kẻ vô dụng sao? Tại sao lại được Mã Văn Đào của khách sạn Maria đối xử như vậy? Sắc mặt Từ Phân và Khương Học Bác cũng tỏ vẻ khó coi và bất đắc dĩ, không nuốt nổi cơm nữa. Chỉ còn mỗi Khương Thần vẫn vui vẻ ăn cơm uống rượu, miệng còn lẩm bẩm, bố mẹ mau ăn đi, mấy món này ngon lắm. Rượu vang này ngon thật đấy, hơn 100.000 một chai có khác, đáng giá lắm. Cũng không biết con chó hoang Tiêu Chính Văn kia là thế nào mà được Mã Văn Đào coi trọng như vậy. Hừ, còn nguyên nhân nào nữa chứ, chắc là lại nể mặt thiếu tá Hàn Lợi Dân thôi, Từ Phân tức tối nói một câu, sao bà ta lại không nhìn ra sắc mặt khó coi của Bao Bộ Nghĩa lúc hắn rời đi chứ? Khương Thần nhíu mày nói, mẹ đừng lo, cái tên Tiêu Chính Văn kia không vênh váo được mấy ngày đâu. Bây giờ anh ta có thể dựa vào Hàn Lợi Dân, nhưng sau mùng 8 tháng sau thì không được rồi. Chờ Ninh Dương của nhà họ Ninh thăng chức thiếu tá thì chẳng ai có thể giúp được anh ta ở Tu Hà này nữa cả. Từ Phân gật đầu, cảm thấy Khương Thần nói cũng có lý. Cùng lúc đó, ở khu vực nghỉ ngơi bên ngoài phòng Bao, Mã Văn Đào đang cúi đầu khom lưng với Tiêu Chính Văn, vẻ mặt rất cung kính. 5 phút trước, ông ta nhận được điện thoại của tỷ phú Tu Hà Lý Trường Thắng, bảo rằng khách sạn của ông ta có một người đàn ông rất cao quý đến. Thế là ông ta liền vội vàng chọn loại rượu vang đắt nhất của khách sạn mang vào phòng Bao. Chính là Tiêu Chính Văn trước mặt này. Cậu Tiêu, sao cậu lại ở bên ngoài một mình thế này? Mã Văn Đào cười hỏi. Tiêu Chính Văn dửng dưng đáp, ông chính là Mã Văn Đào mà Lý Trường Thắng nói sao? Đúng rồi, Mã Văn Đào đáp lời, không dám lơ là người đàn ông ăn mặc bình thường trước mặt này. Bởi vì ông ta nhìn ra được luồng anh khí ẩn hiện giữa hai hàng lông mày của Tiêu Chính Văn, đây không phải thứ người bình thường có được. Thảo nào Lý Trường Thắng dặn đi dặn lại, bảo ông ta phải chăm sóc chu đáo cậu Tiêu này. Ừ, tôi biết rồi, Tiêu Chính Văn gật đầu. Nhưng đúng lúc này, Khương Vi Nhan bế Na Na bước tới, nhìn thấy Mã Văn Đào đang đứng trước mặt Tiêu Chính Văn chẳng khác gì một học sinh, cô tỏ vẻ kinh ngạc và hoài nghi, hỏi Tiêu Chính Văn, bọn anh đây là... Tiêu Chính Văn vội vàng bước tới, bế Na Na từ tay Khương Vi Nhan, mỉm cười giải thích, không có gì, anh với ông chủ Mã là người quen, đúng không ông chủ Mã? Mã Văn Đào thấy thế thì vội vàng gật đầu đáp, đúng, tôi với cậu Tiêu quen nhau từ trước, hai người nói chuyện đi, tôi còn có việc, đi trước nhé. Mã Văn Đào nói xong thì cất bước rời đi. Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt nghi ngờ, cô khoanh hai tay trước ngực, hất cái cằm trắng muốt lên. Nói, anh nói thật đi, anh quen ông chủ Mã lúc nào? Tiêu Chính Văn tiện miệng nói, quen vào 5 năm trước, lúc đó ông chủ Mã là bạn của bố anh. Tiêu Chính Văn nói xong, bế lấy Na Na đặt lên cổ mình, rồi cầm hai bàn tay của cô bé, chạy trong khu vực nghỉ ngơi như đang lái máy bay. Na Na,
con thấy vui không? Vui ạ, vui ạ, oa oa oa, lái máy bay đây, Nana vui vẻ cười to. Khương Vi Nhan cũng không hỏi nữa, cô đi theo phía sau, sợ Nana bị ngã. Buổi tối, ở nhà, chờ Nana và Khương Vi Nhan đều đã ngủ, Tiêu Chính Văn mới gọi điện thoại cho Long Nhất, lạnh lùng hỏi, sắp xếp thế nào rồi? Long Nhất trả lời cung kính, thưa chủ soái, 30.000 đàn ông Bắc Lương đã chia nhóm, chuẩn bị tiến vào Tu Hà với mục đích diễn tập. Tiêu Chính Văn gật đầu, nói tốt lắm, chuyện biệt thự chuẩn bị ra sao rồi? Long Nhất đáp, chủ soái, chuyện biệt thự thì hơi rắc rối, căn biệt thự đắt nhất Tu Hà nằm trong tay người của nhà họ Tưởng ở địa phương, muốn mua thì cũng không vấn đề gì, nhưng thiếu gia nhà họ Tưởng lại bán cho chúng ta với giá gấp 10 lần giá thị trường. Tôi tạm thời vẫn chưa mua, đang định hỏi ý của anh. Tiêu Chính Văn nhíu mày, nói, nhà họ Tưởng vinh váo như vậy sao? Dám bán với giá gấp 10 lần giá thị trường. Tiêu Chính Văn cũng không quan tâm đến tiền, mà anh cảm thấy chuyện này hơi có vấn đề. Nếu anh cứ thế mua, chẳng phải sẽ tiếp tay cho nhà họ Tưởng tác oai tác quái, nâng giá loạn lên, ảnh hưởng đến thị trường sao? Phải trừng trị nghiêm khắc. Vâng, thưa chủ soái. Nhà họ Tưởng có chút quan hệ và thế lực ở sở quản lý thị trường Tu Hà và đơn vị vật giá, lũng đoạn một số thị trường bản địa, các bất động sản và một số sản phẩm hàng ngày nhà bọn họ bán rất đắt, nhưng người dân chẳng còn cách nào khác, đành phải chấp nhận, Long Nhất báo cáo hết những thông tin mình nghe ngóng được cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nghe thấy vậy thì lập tức nổi giận. Bọn họ tác oai tác quái như vậy, không đặt người dân lên hàng đầu. Còn ăn chặn tiền mồ hôi nước mắt của dân một cách vô liêm sỉ như vậy, đúng là tội không thể tha. Được, tôi biết rồi. Ngày mai, tôi sẽ đích thân đến một chuyến, anh sắp xếp mấy người nhé, Tiêu Chính Văn nói, sau đó cúp điện thoại, ánh mắt lóe lên sự âm u. Nhà họ Tưởng, nếu anh nhớ không nhầm, 5 năm trước, chính nhà họ Tưởng này đã đâm một dao sau lưng nhà họ Tiêu của anh. Tốt lắm, thù cũ nợ mới, tính luôn một thể. Chương 113, 1 tỷ. Ngày hôm sau, Tiêu Chính Văn rời khỏi nhà, đến thẳng khu biệt thự đắt nhất Tu Hà Thương Hải số 1. Đây là khu biệt thự đắt đỏ nhất Tu Hà, giá bán ít nhất cũng phải 50 triệu, chỉ có những người giàu có thực sự mới mua nổi. Hơn nữa, biệt thự Thương Hải số 1 cũng không bán một cách tùy tiện, mà có yêu cầu nghiêm ngặt về thân phận, địa vị và tài sản của chủ nhà. Những người sống ở đây không phú thì quý. Đều là những nhân vật có máu mặt ở Tu Hà. Thậm chí là các chức sắc ở thành phố hoặc tỉnh khác. Tóm lại, biệt thự Thương Hải số 1 không dành cho người bình thường. Ở văn phòng kinh doanh, Tiêu Chính Văn vừa vào cửa đã bị mấy người nhìn với ánh mắt khinh bỉ, nhưng anh không quan tâm. Văn phòng kinh doanh của Thương Hải số 1 cũng trang hoàng rất lộng lẫy, khiến người ta có cảm giác như bước vào cung điện. Thảo nào nhân viên bán hàng của văn phòng này đều tỏ thái độ trịch thượng, dù sao bán nhà ở đây cũng chẳng khác gì bán nhà ở Hoàng Cung. Hơn nữa, bọn họ không cần phải nhìn thái độ của khách hàng để làm việc, bởi vì Thương Hải số 1 trước giờ không thiếu người đến mua nhà. Chưa kể, người có thể đến đây mua biệt thự, về cơ bản đều là những người giàu có, những nhân viên bán hàng này đã luyện được cặp mắt tinh tường, hầu như chỉ cần nhìn một cái là đoán được thân phận địa vị và tài sản của khách. Ngày nào văn phòng kinh doanh của Thương Hải số 1 cũng đón tiếp vài người bình thường, ăn mặc toành toàng như Tiêu Chính Văn. Dù sao nơi này cũng công khai, để người bình thường vào xem thoải mái. Theo lời của doanh nghiệp sở hữu bất động sản Thương Hải số 1, ai cũng có khả năng vào ở biệt thự này, vì vậy, bọn họ không được coi thường bất cứ ai. Nhưng, những nhân viên này lại không nghĩ vậy. Tiêu Chính Văn bước vào, lượn hai vòng, phát hiện khách hàng ở đây không nhiều. Nhưng ai nấy đều có vẻ giàu có, còn có phụ nữ hoặc thư ký đi cùng. Các cô nhân viên bán hàng tiếp đãi bọn họ cũng đều thuộc hạng chất lượng cao. Vóc dáng chữ S, mặt mũi xinh đẹp, đi giày cao gót, mặc vest và váy ngắn bó sát màu đỏ, đôi chân thon dài thẳng tắp đi tất lưới đen, nhìn rất gợi cảm. Chào cô, tôi muốn xem căn biệt thự đắt nhất chỗ các cô. Sau khi lượn một vòng, Tiêu Chính Văn nói với một cô nhân viên bán hàng đang nghịch điện thoại ở bên cạnh. Cô nhân viên kia chẳng thèm ngẩng đầu lên, rút một quyển quảng cáo ở cái giá bên cạnh ra, ném cho Tiêu Chính Văn, sửng dưng nói, có hết ở đây này, tự xem đi. Nói xong, cô ta ngẩng lên, đánh giá Tiêu Chính Văn,
lập tức liệt anh vào danh sách nghèo rớt mùng tơi không mua nổi nhà. Từ đầu đến chân cộng lại không quá 300 tệ. Tuy mặt mũi đẹp trai nhưng bình thường quá. Thấy cô ta thờ ơ với mình, Tiêu Chính Văn nhíu mày, cũng không nói gì mà cầm quyển quảng cáo lên xem. Lúc xem đến đoạn căn biệt thự đắt nhất Thương Hải số 1 yết giá 1 tỷ, sắc mặt anh lập tức trở nên có chút khó coi. Cô nhân viên bán hàng kia lạnh lùng hừ một tiếng, giật lấy quyển quảng cáo trong tay Tiêu Chính Văn, không mặn không nhạt nói, không mua nổi thì đừng có xem. Ngày nào chẳng có mấy kẻ nghèo kiết xác như anh đến, đúng là phiền chết đi được. Mau ra ngoài đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng tôi. Để các khách hàng khác nhìn thấy lại phàn nàn. Tôi mua căn đắt nhất giá 1 tỷ kia, nhưng tôi yêu cầu được gặp tổng giám đốc Tưởng của các cô. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, sắc mặt không đổi. Anh vừa nói xong, cả sảnh lớn của văn phòng kinh doanh liền trở nên im phăng phắc. Mấy cô nhân viên bán hàng đang tiếp đón mấy người giàu có kia cũng dừng việc giới thiệu, liếc mắt sang nhìn Tiêu Chính Văn. Đến những người có tiền đến mua nhà, nhưng còn đang do dự cái giá 50 triệu, cũng bị lời của Tiêu Chính Văn thu hút, tất cả đều ngoái sang nhìn. Căn biệt thự đế vương đắt nhất Thương Hải số 1 đã 3 năm nay chưa bán được. Bởi vì giá thực sự quá cao. Tận 1 tỷ. Đây không phải cái giá mà người bình thường có thể mua được. Dư Cầm trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, tỏ vẻ hoài nghi, sau đó cười mỉa mai, nói, anh nói gì cơ? Anh mua căn biệt thự này á? Này anh, vừa rồi anh có xem kỹ không đấy? Căn biệt thự đế vương Thương Hải số 1 kia có giá 1 tỷ. 1 tỷ đấy, không phải 100 nghìn đâu. Anh tưởng là mớ rau chắc. Nói xong, cô ta cười một khinh miệt, ánh mắt cũng tỏ vẻ châm chọc. Nghèo kiết xác mà lại còn nổ to. Cứ như 1 tỷ chỉ là một con số chứ không phải tiền vậy. Các khách hàng và nhân viên bán hàng xung quanh cũng cười ầm lên, ha ha, thú vị đấy, có người dám mua căn biệt thự đế vương 1 tỷ thật này. Mọi người nhìn anh ta đi, ăn mặc thì tuềnh toàng, có giống người bỏ ra được 1 tỷ để mua căn biệt thự đế vương không? Đừng nói là biệt thự đế vương, cho dù là biệt thự bình thường cũng phải mất 50 triệu rồi. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Đến tận Thương Hải số 1 để giả ngu, đúng là nực cười. Nhưng Tiêu Chính Văn chẳng quan tâm, sắc mặt anh vẫn thản nhiên, lấy một chiếc thẻ ngân hàng ra, nói với Dư Cầm cô có thể xác minh tài sản. Xác minh tài sản. Dư Cầm sững người, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ hoài nghi, trong lòng cũng hơi thót lại, không biết rốt cuộc Tiêu Chính Văn nói thật hay nói dối. Hừ, xác minh thì xác minh, để tôi xem trong thẻ này của anh có được mấy đồng. Dư Cầm giật lấy chiếc thẻ trong tay Tiêu Chính Văn, sau đó quay mông, bước lên tầng 2 xác minh tài sản. Cùng lúc đó, Tưởng Hoành nghe nói có người muốn mua căn biệt thự đế vương giá 1 tỷ, lập tức bước từ phòng làm việc của Tổng Giám Đốc ra. Ai muốn mua căn biệt thự đế vương vậy? Khách quý đâu rồi? Sắc mặt Tưởng Hoành sốt ruột, trong lòng vui như hoa nở. Nếu có thằng ngu nào bỏ ra 1 tỷ để mua căn biệt thự đế vương kia thật, thì Tưởng Hoành có thể kiếm được ít nhất 800 triệu cho nhà họ Tưởng rồi. Là 800 triệu đấy. Giám đốc Tưởng, chính anh này muốn mua căn biệt thự đế vương ạ, trợ lý vội vàng dẫn Tưởng Hoành đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Vẻ mặt Tưởng Hoành vui vẻ, bước nhanh tới, hắn hơi cúi người, chìa tay ra, cười nói, ôi chao, chào khách quý, chúng ta đến phòng VIP nói chuyện nhé. Tưởng Hoành, đã lâu không gặp, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Tưởng Hoành sững sờ, lúc ngẩng đầu nhìn rõ người trước mặt, sắc mặt hắn lập tức trở nên rất khó coi, kêu lên the thé, là anh sao? Tiêu Chính Văn, sao lại là tên tàn dư của nhà họ Tiêu thế này? Là tôi đây, Tiêu Chính Văn dửng dưng đáp. Nếu Tiêu Chính Văn không nhớ nhầm, thì Tưởng Hoành là nhị thiếu gia của nhà họ Tưởng, kiêu ngạo ngang ngược, tham tài háo sắc. Trước kia, nhà họ Tiêu và nhà họ Tưởng còn hợp tác với nhau. Nhưng trong đêm nhà họ Tiêu xảy ra chuyện, nhà họ Tưởng là gia tộc đầu tiên đứng ra đâm một nhát dao sau lưng nhà họ Tiêu. Lòng dạ độc ác. Ha ha, không ngờ lại là tàn dư của nhà họ Tiêu. Anh muốn mua căn biệt thự đế vương này chứ gì? Một con chó hoang như anh, bây giờ còn ở rể nhà họ Khương, thì lấy đâu ra tiền chứ? Tưởng Hoành lạnh lùng châm chọc. Năm đó nhà họ Tiêu là gia tộc giàu có quyền thế hàng đầu ở Tu Hà, rất nhiều thế gia ở Tu Hà muốn trèo cao. Nhà họ Tưởng là một trong số đó, nhưng họ có dã tâm lớn,
luôn muốn tìm cơ hội thay thế nhà họ Tiêu. Hôm nay, không ngờ con chó hoang nhà họ Tiêu lại dám đến văn phòng kinh doanh của Thương Hải số 1, to mồm đòi mua căn biệt thự đế vương giá 1 tỷ. Nực cười. Tiêu Chính Văn cười nhạt đáp, khó nói lắm. Tưởng Hoành nghe thấy thế thì nổi điên, chửi cô trợ lý bên cạnh như tát nước vào mặt, mắt cô mù à. Loại kiết xác này mà mua nổi căn biệt thự 1 tỷ chắc. Làm tôi mừng hụt, vô dụng. Mắng xong cô trợ lý, Tưởng Hoành lại giận dữ mắng mỏ các cô nhân viên bán hàng và bảo vệ có mặt, sau này mở to mắt ra cho tôi nhờ. Những loại vô dụng, chó hoang như thế này không được cho vào. Sau đó, Tưởng Hoành tức tối đỏ mặt nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, nói vẻ châm chọc, đúng là đồ vô dụng. Nhà họ Tiêu anh đã không còn rồi. Người đâu, đuổi anh ta ra ngoài cho tôi. Hắn vừa dứt lời, đã có mấy tên bảo vệ xông lên. Nhưng, cũng đúng lúc này, Dư Cầm vừa nãy cầm thẻ đi xác minh, vẻ mặt hốt hoảng chạy tới, kêu lên, giám đốc Tưởng, khoan đã. Khoan đã, trong thẻ của anh ta, có 1 tỷ ạ. Chương 114, bồi thường 3 tỷ. Dư Cầm chạy lại, thở hổn hển, mặt hoảng sợ hét lên, giám đốc Tưởng, trong thẻ của anh ta, thật sự có 1 tỷ. Lúc Dư Cầm nhìn thấy số dư trong thẻ, cả người đều sững sờ. Một người trông rất bình thường thế mà có thể tùy ý lấy ra 1 tỷ. Quá kinh khủng. Vì vậy, khi Dư Cầm nhìn Tiêu Chính Văn, ánh mắt cô ta ngập tràn vẻ kinh hãi và hoảng sợ. Một vị khách giàu có như vậy, nếu phàn nàn về thái độ lúc nãy của cô ta thì sao? Lúc này, trong sảnh lớn của văn phòng kinh doanh im lặng tới mức ngay cả cái kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ, bầu không khí yên ắng lạ thường. Mọi người hít một hơi thật sâu, cảm thấy không thể tin nổi điều này. Mẹ nó, không phải chứ, thật sự có 1 tỷ sao? Trời ơi, biệt thự đế vương này bán được thật sao? 1 tỷ đấy. Rốt cuộc người đàn ông này là ai? Lúc nãy nghe giám đốc Tưởng nói, đây là tàn dư của nhà họ Tiêu 5 năm trước, con chó hoang này dạo gần đây ở rể nhà họ Khương, nghe đồn chẳng phải là một tên vô dụng sao? Sao có thể có 1 tỷ chứ? Chẳng mấy chốc, thân phận của Tiêu Chính Văn đã được lan truyền một cách trắng trợn trong sảnh lớn, mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ tò mò, nghi ngờ, ánh mắt vô cùng phức tạp. Lúc này, Tưởng Hoành càng thêm kinh ngạc, liếc nhìn Dư Cầm bên cạnh, cầm lấy thẻ ngân hàng trong tay cô ta, cau mày hỏi cô nói cái gì? Trong thẻ này có 1 tỷ sao? Dư Cầm gật đầu, dứt khoát nói, đúng vậy, thưa giám đốc Tưởng. Tưởng Hoành sững sờ, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Nhìn tấm thẻ ngân hàng, lại nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó. Đột nhiên hắn cười tâu toét, vội vàng đưa tay ra làm động tác mời, thái độ vô cùng cung kính, cười nói, ôi, người một nhà lại không biết người một nhà, không ngờ thiếu gia Tiêu vẫn phong độ như ngày nào, lại có thể bỏ ra 1 tỷ để mua biệt thự đế vương của chúng tôi, nào nào nào, mời thiếu gia Tiêu đến phòng VIP, chúng ta từ từ nói chuyện. Dư Cầm, cô còn ngây ra đấy làm gì, còn không mau đi dọn dẹp phòng VIP. Pha trà, mang đồ ăn nhẹ lên. Dư Cầm sững sờ, vội vàng quay người chạy tới phòng VIP. Lúc này, Tiêu Chính Văn lại thờ ơ xua tay nói, không cần phiền phức như vậy, nói chuyện ở đây là được rồi, giám đốc Tưởng. Tưởng Hoành nghe vậy, gật đầu nói, được, nếu thiếu gia Tiêu đã nói vậy thì chúng ta ở đây nói chuyện, anh thật sự muốn mua sao? Tưởng Hoành có đầu óc rất linh hoạt, một giây trước còn nhục mạ Tiêu Chính Văn. Vậy mà giây sau đã ra vẻ thân thiết. Người như vậy mặc dù xảo trá, nhưng quả thực là làm ăn rất giỏi. Tuy nhiên, hắn không đoán ra được mục đích hôm nay Tiêu Chính Văn đến đây là gì. Tiêu Chính Văn gật đầu, hỏi lại, con chó hoang như tôi có thể mua không? Câu nói này vô hình tát ngược lại những lời chế giễu của Tưởng Hoành lúc nãy, khiến hắn vô cùng mất mặt. Tưởng Hoành nở nụ cười gượng gạo, rồi giải thích, thiếu gia Tiêu, anh nói đùa rồi. Anh là khách quý Thương Hải số 1 của chúng tôi. Dứt lời, Tưởng Hoành cố ý quay đầu lại nhìn đám nhân viên rồi mắng, các người mù hết rồi à? Không biết tiếp đãi người đàn ông ngàn vàng như thiếu gia Tiêu à? Còn cần tôi đích thân ra đón tiếp? Chiêu này của Tưởng Hoành không tệ, có thể hóa giải được sự bối rối của bản thân, sau đó nhìn Tiêu Chính Văn hỏi, thiếu gia Tiêu, bây giờ anh muốn ký hợp đồng luôn hay muốn tôi dẫn anh đi xem bên trong ngôi biệt thự? Tiêu Chính Văn lắc đầu nói, bây giờ ký luôn. Tưởng Hoành tràn đầy hưng phấn, mặc dù không đoán ra được con chó hoang Tiêu Chính Văn này lấy đâu ra số tiền 1 tỷ,
nhưng dù sao cũng đủ để mua được ngôi biệt thự đế vương. Nhà họ Tưởng cũng có thể kiếm được 800 triệu rồi. 800 triệu này là số tiền rất nhiều thế gia hạng hai cố gắng cả đời cũng không đạt được. Vì vậy, Tưởng Hoành vô cùng kích động, thậm chí còn đích thân lấy hợp đồng đưa cho Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn không thèm xem mà ký tên luôn. Chúc mừng thiếu gia Tiêu, bắt đầu từ hôm nay, ngôi biệt thự đế vương này sẽ là của anh. Đây là chìa khóa, gửi anh, Tưởng Hoành mỉm cười vui vẻ, cung kính đưa hộp chìa khóa khảm kim cương cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhận lấy, sau đó nói, giám đốc Tưởng, bây giờ chúng ta hãy nói về việc công ty của anh đang cố ý nâng cao giá lên gấp 10 lần so với giá thị trường, làm đảo lộn thị trường, chèn ép tiền mồ hôi nước mắt của người dân đi. Nghe vậy, khuôn mặt tươi cười của Tưởng Hoành đột nhiên cứng đờ. Hắn nhíu mày, ngạc nhiên nhìn Tiêu Chính Văn, cười nói, thiếu gia Tiêu, anh đang đùa tôi sao? Nhất định là anh đang trêu tôi, ha ha ha. Tưởng Hoành bật cười, cố gắng giảm bớt sự ngượng ngùng, nhưng những người xung quanh lại vô cùng hứng hờ, hoặc có thể bọn họ vẫn còn đang bàng hoàng khi thấy Tiêu Chính Văn mua biệt thự đế vương. Đến lúc này, đám người kia mới có phản ứng. Mẹ nó, mua thật rồi sao? 1 tỷ, trời ơi, đây chắc chắn sẽ là tin nóng hổi một tháng tới ở Tu Hà. Đợi đã, anh ta vừa nói gì? Đang chất vấn nhà họ Tưởng làm lũng đoạn thị trường biệt thự sao? Trong chốc lát, đám người đó lại nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn và Tưởng Hoành. Việc nhà họ Tưởng bán ngôi biệt thự đế vương với giá cao gấp chục lần thị trường không phải tin gì mới, đó cũng là lý do vì sao 3 năm qua không có ai mua, đây thực chất là một chiêu bài thâm độc của nhà họ Tưởng nhằm tăng giá ác ý, khiến người ta nản lòng, đạt được mục đích làm xáo trộn thị trường. Đồng thời, một số doanh nghiệp sản xuất đồ dùng sinh hoạt nhà họ Tưởng cũng có giá trị trường cao, nhưng vì là doanh nghiệp địa phương, sau lưng có người chống đỡ nên người dân chỉ có thể oán trách chứ không thể khiếu nại. Nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn lại chất vấn thẳng mặt Tưởng Hoành, điều này thật có dũng khí. Giám đốc Tưởng, anh thấy tôi giống đang đùa sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi ngược lại. Sắc mặt Tưởng Hoành lập tức tối sầm lại, trong lòng hắn vô cùng tức giận, nhưng giọng điệu lại trở nên lãnh đạm nói, Tiêu Chính Văn, đừng tưởng anh mua biệt thự đế vương rồi thì có thể chất vấn tôi. Ngôi biệt thự này có ghi giá rõ ràng, chúng tôi cũng không ép anh mua, tất cả đều do anh tự nguyện. Dù có cao hơn giá thị trường gấp 10 lần, gấp 100 lần thì sao? Chẳng phải anh vẫn vui vẻ mua nó rồi sao? Trong lòng Tưởng Hoành không vui vẻ gì, rõ ràng hắn đã nể mặt con chó hoang này lắm rồi, vậy mà Tiêu Chính Văn còn dám làm quá lên. Tiêu Chính Văn lắc đầu nói, bây giờ, tôi chỉ có 2 yêu cầu. Thứ nhất, dựa theo luật pháp. Nếu tăng giá ác ý, thì phải đền bù gấp 3 lần, bây giờ anh phải trả cho tôi 3 tỷ. Thứ hai, từ hôm nay, trong vòng 1 tháng, tất cả đồ sinh hoạt do doanh nghiệp dưới trướng sản nghiệp nhà họ Tưởng sản xuất, giá cả toàn bộ phải giảm xuống một nửa so với giá thị trường, để đền bù tổn thất trước đó của người dân. Câu này vừa dứt, toàn bộ văn phòng kinh doanh liền trở nên yên tĩnh. Mọi người sững sờ nhìn Tiêu Chính Văn. Tên này mạnh miệng thật đấy. Anh ta nói gì? Muốn nhà họ Tưởng đền bù 3 tỷ, lại còn yêu cầu điều chỉnh giá tất cả sản phẩm đồ dùng hàng ngày xuống một nửa giá thị trường. Đây gần như là chuyện ngàn lẻ một đêm. Tưởng Hoành cười lớn nói, Tiêu Chính Văn à, não anh bị lửa đá mất rồi à? Muốn nhà họ Tưởng tôi đền 3 tỷ ư? Đúng là nằm mơ, tôi nói cho anh biết, chúng tôi bán giá cao gấp 10 lần so với giá thị trường đấy thì sao? Bây giờ hợp đồng anh đã ký rồi. Tiền cũng đã thanh toán rồi, anh còn có thể hối hận sao? Hơn nữa, nhà họ Tưởng chúng tôi có quan hệ với cục trưởng Tào của cục quản lý giá cả thị trường và trưởng phòng Hàn của đơn vị quản lý giám sát. Anh nghĩ một tên vô dụng như anh có tư cách để đòi nhà họ Tưởng chúng tôi bồi thường sao? Chương 115, tự cao như vậy là muốn tìm đường chết sao? Gương mặt Tưởng Hoành hiện rõ vẻ đắc thắng, vô cùng kiêu ngạo. Nhà họ Tưởng sở dĩ dám lũng đoạn biệt thự đế vương Thương Hải số 1, bán với giá cao gấp 10 lần thị trường, hẳn là có người đứng sau chống lưng. Chưa kể, nhiều năm như vậy, ở thị trường nhu yếu phẩm, nhà họ Tưởng vẫn luôn bán với giá cao độc quyền, chưa từng xảy ra bất trắc gì cả. Làm gì có chuyện vì vài ba câu của thằng rác rưởi Tiêu Chính Văn mà bắt nhà họ Tưởng điều chỉnh giá xuống một nửa so với thị trường. Anh ta nghĩ anh ta là ai? Là ông trời à?
Tiêu Chính Văn nhún vai, lạnh lùng cười, vậy là, anh không đồng ý. Tưởng Hoành cau mày, chợt nhận ra ánh mắt của Tiêu Chính Văn rất lạnh, tựa như một con dã thú đang ngủ đông vậy. Tuy nhiên, Tưởng Hoành không hề sợ hãi, hắn ngay lập tức quát tháo, không đồng ý thì sao? Tiêu Chính Văn, anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Đây là văn phòng kinh doanh của Thương Hải số 1, là địa bàn của nhà họ Tưởng tôi đấy nhé. Nếu anh còn dám gây sự nữa, thì đừng trách tôi không nể thân phận chủ biệt thự đế vương của anh mà đuổi ra ngoài. Tưởng Hoành không sợ anh gây chuyện, dưới trướng hắn còn có một đám côn đồ đấy. Nghe nói Tiêu Chính Văn là lính xuất ngũ, vậy thì sao? Anh ta có thể một chọi 10 chắc. Khi Tưởng Hoành vừa dứt lời, hàng chục tên côn đồ mặc đồng phục khác nhau lao xuống từ tầng 2, ai nấy đều hung hãn. Dẫn đầu là một tên dáng người vạm vỡ, tóc cắt đầu đinh, trên cổ có hình xăm bọ cạp, gã nhếch môi cười, đầy mỉa mai. Giám đốc Tưởng, có chuyện gì vậy? Có người đến đây gây rối à? Tráng Hàn lạnh giọng hỏi, gã dẫn theo cả chục tên côn đồ đến chặn cửa ra vào của văn phòng kinh doanh, sau đó bọn họ lùi về đứng phía sau gã đàn ông vạm vỡ và Tưởng Hoành. Tưởng Hoành nhếch môi cười, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, nói Tiêu Chính Văn, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, cút ngay lập tức. Bằng không, anh bọ cạp sẽ đánh gãy hai chân anh. Anh bọ cạp sờ mái tóc đầu đinh của mình, khóe miệng nở nụ cười lạnh, nhìn lên nhìn xuống, đánh giá Tiêu Chính Văn, nói, này, mày đến đây để gây sự đấy à? Cút ngay, nếu không ông đây đánh thẳng tay. Vừa nói, anh bọ cạp vừa dùng tay chọc vào ngực Tiêu Chính Văn. Nhưng, rắc một tiếng, ngón tay của anh bọ cạp đã bị Tiêu Chính Văn bẻ gãy. A a a, đau, đau quá. Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết của anh bọ cạp vang dội cả sảnh chính, sau đó gã tức giận gầm lên, mẹ kiếp. Mày dám ra tay với ông đây, anh em đâu, xông hết lên cho tao. Đánh gãy một bên tay nó. Ngay lập tức, hơn chục tên côn đồ rút gậy chống bạo động và dao găm từ hông, cực kỳ hung hãn lao đến chỗ Tiêu Chính Văn. Bịch! Tiêu Chính Văn nhấc chân đá một cái, khiến tên côn đồ bay lên không trung rồi ngã xuống bàn trà bên cạnh, chiếc bàn vỡ vụn. Tên đàn ông ôm ngực nằm trên đống mảnh kính vỡ, phun ra ngụm máu, hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó, tiếng đấm đá bịch bịch vang lên, chưa đầy một phút đồng hồ, bên cạnh Tiêu Chính Văn xuất hiện đám côn đồ nằm vạ vật trên sàn nhà, kẻ thì gãy tay, kẻ thì gãy chân. Náo loạn cả sảnh chính, từ ghế sofa cho tới bàn trà đều bị đổ vỡ. Thậm chí, tại khu mô hình xa bàn biệt thự cũng có hai tên côn đồ vừa la hét thảm thiết, vừa ôm lấy chân tay mình. Cảnh tượng này khiến anh bọ cạp và Tưởng Hoành, cũng như mười mấy cô nhân viên bán hàng trong văn phòng kinh doanh có mặt phải sợ hãi. Anh bọ cạp hoảng sợ, rút dao găm từ thắt lưng ra, kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn đang từng bước dẫm lên mảnh kính vỡ đi về phía gã. Run rẩy gầm lên, mày, mày đừng qua đây, mày còn qua đây nữa tao sẽ đâm chết mày đấy. Dứt lời, anh bọ cạp phung dao găm trong tay, vẽ vài đường sắc lẹm trong không trung. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại tránh được một cách dễ dàng, anh giơ tay lên nắm lấy cổ tay của anh bọ cạp, rồi chậm rãi bẻ cong toàn bộ cánh tay của gã một góc 90 độ, tiếng xương gãy răng rắc, vang vọng khắp sảnh chính. A a a a a, anh bọ cạp đau đớn giống lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, trên trán túa mồ hôi lạnh, quỳ rạp trên mặt đất. Sau đó, Tiêu Chính Văn đá vào người anh bọ cạp, khiến gã bay ra, trượt 5, 6 mét trên mặt đất, rồi va vào ghế sofa mới dừng lại. Tưởng Hoành hoàn toàn hoảng sợ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ vào Tiêu Chính Văn mà mắng, anh định làm gì? Đây là Thương Hải số 1, là địa bàn của nhà họ Tưởng tôi. Nếu anh dám làm sằng làm bậy thế này, chính là cố ý gây sự với nhà họ Tưởng tôi. Bố tôi mà biết được, chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn điềm nhiên đứng trước mặt Tưởng Hoành, nắm lấy cổ áo vest của hắn, lạnh lùng nói, làm theo lời tôi, bằng không, kết cục của anh sẽ giống như bọn họ. Trên trán Tưởng Hoành đổ mồ hôi lạnh, run rẩy nhìn tên côn đồ ngã trên mặt đất đang gào thét thảm thiết, lập tức lắc đầu Tiêu Chính Văn. Không phải là tôi không muốn, mà là tôi không có quyền đó tôi gọi cho bố tôi ngay lập tức, được chứ? Tiêu Chính Văn cau mày, lạnh lùng nói, gọi đi. Anh không lo lắng Tưởng Hoành sẽ giở trò. Tưởng Hoành lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm vào số của bố hắn,
hoảng sợ hét lên, bố, bố ơi, xảy ra chuyện rồi. Có người đến phòng kinh doanh của Thương Hải số 1 gây sự, đánh thương mười mấy người của con. Anh ta bắt nhà họ Tưởng mình bồi thường 3 tỷ tệ vì đã cố ý tăng giá thị trường. Ngoài ra, anh ta còn bắt nhà họ Tưởng mình điều chỉnh giá nhu yếu phẩm bằng một nửa giá thị trường, đúng, đúng, đúng ạ, anh ta đang ở chỗ của con, bố mau dẫn người tới đây đi. Sau khi cúp điện thoại, Tưởng Hoành lập tức trở nên có khí thế, hắn đứng thẳng người, nhìn Tiêu Chính Văn đang ngồi trên sofa pha trà, lạnh lùng chửi Tiêu Chính Văn. Anh xong rồi, bố tôi sẽ dẫn người tới ngay lập tức, nếu hôm nay anh không xin lỗi tôi, anh đừng hòng rời khỏi đây. Chưa hết, anh phải đền tiền cho tôi, đống đồ anh làm vỡ đáng giá cả triệu tệ đấy. Tưởng Hoành không còn cảm thấy sợ hãi, bố hắn là một người có máu mặt, thuộc hạ dưới tay phải có gần trăm tên. Những thứ ở đây cộng lại không quá một triệu tệ, nhưng Tưởng Hoành lại cố ý nâng giá gấp 10 lần. Tiêu Chính Văn hứng hờ nhấp một ngụm trà, nói tôi đang đợi. Trong vòng chưa đầy 10 phút, hàng chục chiếc xe van màu đen nhanh chóng đậu bên ngoài văn phòng kinh doanh Thương Hải số 1. Cửa xe mở ra, một nhóm côn đồ cầm rìu, gậy thép và dao nhảy xuống, ai nấy đều hung hãn lao vào sảnh chính của văn phòng kinh doanh. Thời điểm những người này xuất hiện, các cô nhân viên bán hàng cùng khách hàng trong phòng kinh doanh đều sợ hãi trốn trong góc, không dám thò đầu ra. Ngay lập tức, toàn bộ sảnh chính bán hàng đứng đầy đám côn đồ cầm vũ khí, dao và gậy thép. Sau đó, tại cửa chính, đám đông đứng giạt ra, một người đàn ông trung niên mặc vest xám, khuôn mặt chữ điền, râu quai nón sải bước vào với vẻ mặt lạnh lùng, nói, Hoành Nhi, đứa nào dám tới Thương Hải số 1 gây sự. Khi Tưởng Hoành nhìn thấy bố mình đến, hắn lập tức xông lên, vô cùng kích động mà chỉ tay về phía Tiêu Chính Văn đang ngồi uống trà trong sảnh, hét lên, bố, chính là anh ta. Tiêu Chính Văn, con chó hoang của nhà họ Tiêu, anh ta tới đây gây chuyện. Bố nhìn xem, cả sảnh chính bị đập phá tan tành. Lúc này, Tưởng Thái sung sải bước tiến vào, cả người tỏa ra khí thế lạnh lùng, theo sau là hàng chục tên côn đồ cầm vũ khí, ông ta tiến về phía Tiêu Chính Văn. Lạnh lùng hỏi, Tiêu Chính Văn. Ha ha, hóa ra là cậu, con trai của Tiêu An Vũ. Oai phong quá nhỉ, dám tới Thương Hải số 1 của nhà họ Tiêu tôi để gây sự. Vẻ mặt Tiêu Chính Văn thờ ơ, anh nhướng mày liếc nhìn Tưởng Thái Sung, cười nhạt nói, Tưởng Thái Sung, đã lâu không gặp. Nếu tôi nhớ không lầm, ông từng là người lúc nào cũng đứng sau lưng bố tôi rót nước bưng trà cho ông ấy. Thật không ngờ, 5 năm không gặp. Tưởng Thái Sung ông đã thay đổi chóng mặt, khí thế bức người. Ha ha ha! Chương 116, là thiên gia. Vẻ mặt của Tiêu Chính Văn điềm nhiên như không, dường như anh không để ý đến những gì Tưởng Thái Sung vừa nói, bình tĩnh đáp lại, Tưởng Thái Sung, ông có đồng ý với hai điều kiện của tôi không? Ha ha ha! Đã lâu lắm rồi không có ai dám nói chuyện với tôi như thế này, Tiêu Chính Văn, cậu là người đầu tiên, chắc chắn cũng người cuối cùng. Nể mặt Tiêu An Vũ, tôi cho cậu 3 phút. Thứ nhất, quỳ xuống xin lỗi tôi. Thứ hai, bồi thường thiệt hại kinh tế chỗ này, 10 triệu. Chỉ cần cậu đáp ứng đủ hai điều kiện này, tôi sẽ tha cho cậu đi, Tưởng Thái Sung lạnh lùng nói, ông ta chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt hiện rõ ý khinh thường. Tàn dư của nhà họ Tiêu, hừ, đúng là một tên rác rưởi. Thế mà có thể bỏ ra cả tỷ tệ để mua căn biệt thự đế vương. Vậy thì sao? E rằng đây là tiền Tiêu An Vũ lúc trước để lại cho Tiêu Chính Văn, bây giờ lại bị Tiêu xài phung phí như thế này, đúng là loại cậu ấm cô chiêu mất não, không đáng để sợ. Đương nhiên, Tưởng Thái Sung rất xem thường Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn hơi nhướng mày, anh đứng dậy, bình tĩnh nói, e rằng tôi không thể đồng ý với hai điều kiện của ông. Tốt hơn hết là ông nên nghĩ kỹ hai điều kiện mà tôi vừa đề xuất với con trai ông. Chỉ cần nhà họ Tưởng ông đồng ý. Tôi sẽ tha cho các người, sẽ không bắt các người phải chịu trách nhiệm nữa. Láo xược, tự cao tự đại. Tưởng Thái Sung giận dữ hét lên, lông mày dựng ngược lên vì tức giận, sau đó cười lạnh nói, Tiêu Chính Văn. Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói những lời ngông cuồng như vậy, lại còn truy cứu trách nhiệm nhà họ Tưởng tôi. Cậu lấy cái gì ra mà truy cứu chúng tôi? Cục trưởng Tào của Cục Quản lý Giá cả Thị trường và trưởng phòng Hàn của đơn vị quản lý giám sát đều là người nhà họ Tưởng tôi, đều có mối quan hệ khăng khít với tôi. Sao nào, cậu còn định kiện bọn họ sao?
Gương mặt Tưởng Thái Sung hiện rõ vẻ mỉa mai châm chọc, trong lòng tràn đầy khinh thường Tiêu Chính Văn này. Một con chó hoang mất tích đã 5 năm, nay quay lại muốn ra tay với nhà họ Tưởng, đúng là không biết tự lượng sức. Tưởng Hoành cũng đồng tình hét lên, đúng vậy, Tiêu Chính Văn, tôi khuyên anh đừng có mặt được đằng chân lân đằng đầu, rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Nhà họ Tiêu anh đã không còn nữa rồi, anh cũng không phải là thiếu gia Tiêu năm xưa nữa. Anh bây giờ chỉ là một con chó hoang, là con rể ở nhờ nhà họ Khương, là đồ rác rưởi. Loại như anh cũng muốn khiêu chiến với nhà họ Tưởng tôi á, đúng là nằm mơ giữa ban ngày, tự chuốc phiền phức. Mau quỳ xuống xin lỗi tôi, bằng không, anh ăn đủ đấy. Lúc nói những lời này, Tưởng Hoành còn cố ý nhìn đám thuộc hạ đứng xung quanh do Tưởng Thái Sung dẫn tới. Tất cả bọn họ đều hung ác, dữ tợn tựa như hung thần, cầm trong tay rìu và gậy thép sáng lấp lánh. Trong tình huống như vậy, hầu hết mọi người đều sợ tới nỗi muốn tè ra quần, nhưng Tiêu Chính Văn thì ngược lại. Cảnh tượng vớ vẩn thế này hoàn toàn không thể lọt vào mắt của Tiêu Chính Văn. Anh là chủ soái thống trị 300.000 quân Bắc Lương, cũng đã từng đối mặt với hàng triệu đại quân từ Bát Quốc. Ngay cả trong tình huống khắp nơi toàn là cát vàng, khắp núi toàn là xác chết chất đống như vậy, Tiêu Chính Văn cũng không sợ hãi, chứ đừng nói là mấy chục tên côn đồ đang đứng trước mặt anh. Tiêu Chính Văn nhếch môi, ánh mắt dừng trên đám côn đồ hung hãn xung quanh, nhún vai, Tưởng Thái Sung, nếu ông muốn hù dọa tôi chỉ bằng đám người này, vậy thì ông nghĩ đơn giản quá rồi. Đám người này còn chưa phải là đối thủ của tôi. Ha ha! Tưởng Thái Sung bật cười, đầy chế nhạo châm chọc, nói Tiêu Chính Văn, tôi phải thừa nhận cậu có phần giống với bố cậu, đều kiêu ngạo, đều không coi ai ra gì cả. Người đâu, bắt thằng nhãi không biết trời cao đất dày này cho tao. Đánh gãy chân cậu ta, bắt cậu ta quỳ xuống nói chuyện với tao. Rầm rầm! Ngay lập tức, hơn một chục tên côn đồ lao về phía Tiêu Chính Văn, tay cầm rìu và gậy thép. Nhưng chính tại thời điểm này, ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh ồn ào, nhìn thoáng qua liền thấy mười mấy tên côn đồ bị đánh bay lên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống, trước cửa chính lập tức xuất hiện tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Ai nấy đều sững người, quay đầu lại nhìn thấy tại cửa chính phòng kinh doanh, không biết từ lúc nào đột nhiên có một đám côn đồ mặc vest xông vào. Những tên côn đồ mặc đồ đen này nhanh chóng đánh mười mấy tên thuộc hạ của Tưởng Thái Sung bay ra ngoài. Sau đó, đằng sau những tên côn đồ mặc vest đen này, có một người đàn ông khí thế hùng hồn bước ra, cả người tỏa ra hơi lạnh, mang theo cơn tức giận thấu trời, gầm lên, Tưởng Thái Sung. Ông dám ra tay với ngài Tiêu, ông đang muốn tìm đường chết có phải không? Trịnh Thiên Thái đã dẫn người đợi ở bên ngoài từ lâu, lúc này nhìn thấy tình hình trong phòng kinh doanh, lập tức cùng mười mấy tên côn đồ mặc vest đen xông vào. Những tên côn đồ mặc vest đen này là thân tín của Trịnh Thiên Thái, họ vô cùng điêu luyện, không phải là hạng người mà đám thuộc hạ gần trăm người của Tưởng Thái Sung có thể dễ dàng đánh lại. Nói một cách chính xác, hàng trăm tên côn đồ dưới trướng Tưởng Thái Sung có thể khiến người bình thường khiếp sợ, nhưng nếu chúng thực sự đối đầu với dân giang hồ thì đứng là lấy đá chọi đá, khác nào tự đào hố chôn mình. Đúng lúc này, nghe thấy tiếng gầm thét Trịnh Thiên Thái, lại nhìn thấy ông ta đang sải bước hùng dũng bước tới, Tưởng Thái Sung sững sờ, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Sau đó, ông ta đột nhiên xoay người, khiêm nhường tiến lên bắt tay Trịnh Thiên Thái, nói Thiên gia. Sao ông đột nhiên tới chỗ tôi vậy? Tuy nhiên, chưa kịp nói xong, Trịnh Thiên Thái đã đứng trước mặt Tưởng Thái Sung, thẳng thừng vung tay, giáng một cái tát mạnh vào mặt Tưởng Thái Sung, khiến đối phương ngã lăn ra đất hai vòng. Tưởng Thái Sung kinh ngạc không thôi. Ông ta trợn to hai mắt, ôm gò má nóng rực, đôi mắt to hiện rõ vẻ khó hiểu, vô tội nhìn Trịnh Thiên Thái, hỏi Thiên gia, tôi đã làm sai chuyện gì sao? Sao ông lại đánh tôi? Trong khi Tưởng Thái Sung nói, mặc dù giọng điệu của ông ta khiêm tốn, nhưng cũng xen lẫn trong đó chút tức giận. Dù gì thì ông ta cũng là người đứng đầu nhà họ Tưởng. Những người có mặt đều là người của ông ta. Bị người khác tát trước mặt thuộc hạ, thực sự rất mất mặt. Trịnh Thiên Thái hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, tức giận nói, đánh ông. Ông đây hận không thể giết chết ông ấy. Dứt lời, Trịnh Thiên Thái bỏ mặc Tưởng Thái Sung mà cất bước, nhanh chóng đến chỗ Tiêu Chính Văn, ông ta cúi người 90 độ, hai tay để sát ống quần, cung kính nói, ngài Tiêu, thuộc hạ tới chậm một bước rồi.
Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, nói cũng không muộn, vừa đúng lúc. Cảnh tượng này rơi vào mắt Tưởng Thái Sung và Tưởng Hoành, không khác nào mặt nước phẳng lặng bị thả một tảng đá lớn, hai bố con họ kinh hãi tới mức trong lòng tựa như nổi cơn giông tố. Đó chính Thiên Gia, người đứng đầu thế giới ngầm ở Tu Hà. Lúc này, ông ta đang thật sự khiêm nhường cúi đầu trước với Tiêu Chính Văn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiêu Chính Văn không phải là một con chó hoang sao? Tưởng Thái Sung quá mức sững sờ, trong lòng không ngừng hỏi vì sao, lo lắng hỏi, Thiên Gia, ông nhận sai người sao? Thằng nhãi này chỉ là một con chó hoang thôi, đáng để ông đối đãi tôn kính thế này sao? Không chỉ Tưởng Thái Sung sững sờ mà tất cả mọi người có mặt cũng chết lặng. Tưởng Hoành lo ngay ngáy, sự cảm xấu không ngừng lởn vởn trong lòng. Trịnh Thiên Thái quay người lại, vẻ mặt lạnh lùng, tức giận nói, Tưởng Thái Sung. Mắt ông mù rồi, ngài Tiêu sao có thể bị loại người thấp kém như ông sỉ nhục chứ? Ông đang đào hố tự chôn mình đấy à? Chương 117, đến thật sao? Âm thanh vang lên như sấm rền, chấn động đến mức khiến cả sảnh lớn xôn xao. Tưởng Thái Sung sợ hãi lùi về sau nửa bước, hơi bối rối nhìn Trịnh Thiên Thái, Thiên Gia, tôi không dám, không dám. Tưởng Thái Sung có 10.000 câu hỏi trong lòng, đồng thời trong lòng ông ta cũng loạn cả lên, vì sao? Vì sao tên vô dụng Tiêu Chính Văn lại quen Trịnh Thiên Thái? Hơn nữa, Trịnh Thiên Thái sao lại khom lưng khuỵu gối trước mặt Tiêu Chính Văn được chứ? Không hợp tình hợp lý. Hừ, Tưởng Thái Sung khịt mũi, cũng không nói gì nữa mà đứng sang một bên. Bầu không khí im lặng như tờ, không ai dám lên tiếng. Đó là Thiên Gia của Tu Hà, ông ta chỉ cần động ngón tay cũng có thể khiến người mất mạng. Lúc này, ai dám mở miệng nói chuyện thì xem như xui xẻo, vậy không phải là tự tìm đường chết sao? Tiêu Chính Văn sải chân bước tới trước mặt Tưởng Thái Sung và nhìn vào khuôn mặt mất bình tĩnh của ông ta, hai điều kiện đó của tôi, ông suy nghĩ thế nào rồi? Tưởng Thái Sung nghe xong thì tỏ vẻ kính sợ nhưng trong mắt lại lóe lên sự lạnh lùng, nhướng mày nói, Tiêu Chính Văn, nhà họ Tưởng không thể đồng ý với hai điều kiện đó của cậu được. Là cậu đồng ý mua biệt thự đế vương, ở đây còn có hợp đồng, giá cả rõ ràng, cậu có đến làm loạn ở cục quản lý nhà ở cũng vô dụng. Ngoài ra, những vật phẩm thường ngày mà nhà họ Tưởng sản xuất đã bán với giá đó trong nhiều năm rồi. Hoàn toàn không thể vì hai câu nói của cậu mà thay đổi được. Nói xong câu đó, ông ta còn nhìn Trịnh Thiên Thái đang đứng sau lưng Tiêu Chính Văn, cắn răng nói, hôm nay, dù cho Thiên Gia ở đây đi chăng nữa thì tôi vẫn nói câu đó, tôi không đồng ý. Trịnh Thiên Thái nghe xong, tức giận, tiến lên và đá mạnh vào người Tưởng Thái Sung, gào lên, Tưởng Thái Sung, ông muốn chết hả? Tưởng Thái Sung ngã nhào xuống đất, được Tưởng Hoành dìu dậy, hung ác nhìn Trịnh Thiên Thái, nói Thiên Gia, tôi kính trọng ông là long đầu của Tu Hà. Nhưng đây là chuyện của nhà họ Tưởng, ở đây cũng là địa bàn của nhà họ Tưởng. Ông muốn nhúng tay vào thì đừng trách tôi trở mặt. Dứt lời, khoảng 5-60 tên đàn em nhanh chóng bao vây người của Trịnh Thiên Thái. Hôm nay Trịnh Thiên Thái không dẫn theo nhiều đàn em, chỉ có mười mấy người, vốn Tưởng có thể chấn giữ tình cảnh, ai ngờ tên Tưởng Thái Sung này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tưởng Thái Sung, ông dám ra tay sao, Trịnh Thiên Thái gào lên. Tưởng Thái Sung lạnh lùng hừ một tiếng, phủi dấu chân ở bụng, lạnh lùng nói, Thiên Gia, tôi khuyên ông không nên nhúng tay vào chuyện này, tuy tôi không biết mối quan hệ của ông với Tiêu Chính Văn là như nào, nhưng hôm nay, cậu ta không chết thì cũng phải tàn phế. Trịnh Thiên Thái phẫn nộ, còn định nói gì đó, nhưng Tiêu Chính Văn lại thản nhiên lắc đầu, ý bảo ông ta lui ra. Sau đó, anh tiến lên trước nhìn Tưởng Thái Sung. Ông Tưởng mình có sự nâng đỡ của Cục trưởng Tào ở Cục Quản lý Giá cả Thị trường và trưởng phòng Hàn ở đơn vị quản lý giám sát nên mới không kiêng nể gì như giờ sao. Vậy được, trong 5 phút, ông sẽ được gặp hai người này. 5 phút, Tưởng Thái Sung run rẩy, nét mặt nghi ngờ nhìn Tiêu Chính Văn rồi sau đó cười nhạo, Tiêu Chính Văn, phải nói là cậu kiêu ngạo quá rồi đấy. Cậu tưởng cậu là ai? Cậu nói 5 phút thì có thể khiến hai người đó tới đây à? Nực cười, Cục trưởng Tào và trưởng phòng Hàn đều là nhân vật quan trọng của Tu Hà. Một người quản lý giá cả thị trường, một người quản lý đơn vị quản lý giám sát, cả hai đều là nhân vật có tiếng nói. Có biết bao nhiêu người ở Tu Hà dựa vào bọn họ để kiếm cơm không?
Tên vô dụng như câu dám nói khoác mà không biết ngượng ư. Hết sức ngạo mạn. Tưởng Hoành cũng căm phẫn chửi bới, Tiêu Chính Văn. Anh kiêu ngạo quá rồi đấy. Ngược lại, tôi muốn xem thử, hôm nay cục trưởng Tào và trưởng phòng Hàn tới hay không tới. Tiêu Chính Văn không lên tiếng, thản nhiên nhìn đồng hồ còn 4 phút nữa. Mà đúng lúc này, bên ngoài văn phòng kinh doanh của biệt thự Thương Hải số 1, hai chiếc xe chuyên dụng Audi A6 của thành viên quan trọng dừng ngay ở cổng. Sau đó, hai người đàn ông trung niên đang luống cuống trên xe vội vàng chạy xuống, một người hói đầu còn một người thì đeo mắt kính, họ đều mặc đồ kiểu Tôn Trung Sơn. Nếu người bên cạnh họ nhìn thấy, nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Hai người này không phải ai khác, mà là cục trưởng Tào Tào Kha Tân của Cục Quản lý Giá cả Thị trường và trưởng phòng Hàn Hàn Diệu Quốc của đơn vị quản lý giám sát. Hai người này là nhân vật được biết bao nhiêu đại gia ở Tu Hà theo sau nịnh bợ. Rất nhiều việc đều cần phải thông qua hai người này. Lúc này, hai người họ trố mắt nhìn nhau, liền biết có chuyện chẳng lành. Ngay sau đó, hai người đàn ông và thư ký của họ chạy nhanh tới văn phòng kinh doanh, lúc bọn họ thấy tình hình ở đó đều sởn cả tóc gáy, vô cùng hoảng hốt. Dừng tay, tất cả mau dừng tay. Tào Kha Tân xông tới, lớn giọng hét lên. Tưởng Thái Sung nghe xong, nhăn mặt quay đầu nhìn, khi ông ta nhìn thấy Tào Kha Tân và Kha Diệu Quốc thì như bị sét đánh, run lẩy bẩy, vội vàng cười xuề xòa nói, cục trưởng Tào, trưởng phòng Hàn, sao hai người lại tới đây vậy? Vừa nghe nói hai người đó là cục trưởng Tào và trưởng phòng Hàn, tất cả mọi người tại nơi đó chợt sững sờ. Mới có 3 phút mà hai người này đã tới rồi. Đột nhiên, mọi người đều nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Tưởng Thái Sung cũng phản ứng lại, ngay lập tức quay đầu nhìn anh, vô cùng hoảng sợ. Mà lúc này, Tào Kha Tân và Hàn Diệu Quốc không để ý tới Tưởng Thái Sung, đẩy nhóm người ra, tiến tới trước mặt Tiêu Chính Văn, cúi người 90 độ, vô cùng cung kính hét lên, cậu Tiêu, tôi tới trễ, mong cậu tha thứ. Tiêu Chính Văn thản nhiên gật đầu. Lúc này, tất cả mọi người trong phòng đều chết lặng. Mọi người đều cảm thấy ớn lạnh, không dám tin chuyện trước mắt mình. Tào Kha Tân và Hàn Diệu Quốc vậy mà lại cúi mình với Tiêu Chính Văn, hơn nữa trong lời nói còn mang ý vô cùng tự trách. Điều này khiến người khác kinh hãi. Trời ơi, cục trưởng Tào và trưởng phòng Hàn đó, bọn họ tới thật rồi, còn cúi mình với Tiêu Chính Văn nữa. Thật đáng sợ, Tiêu Chính Văn không phải là tên vô dụng trong tin đồn. Đây, không được rồi, không được rồi. Hôm nay, nhà họ Tưởng e là xong đời rồi. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Lúc này, vẻ mặt Tưởng Thái Sung rất khó coi, nhưng ông ta tin rằng Tào Kha Tân và Hàn Diệu Quốc sẽ không bán đứng ông ta. Bọn họ với mình đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Thế nhưng khi Tưởng Thái Sung chưa kịp phản ứng thì Tào Kha Tân đã lấy ra mấy bản tài liệu, đưa cho Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, tôi đã dựa theo yêu cầu của cậu, soạn ra mấy bản tài liệu yêu cầu nhà họ Tưởng giảm giá. Đồng thời còn có văn bản thông báo yêu cầu nhà họ Tưởng đền bù tổn thất 3 tỷ cho cậu. Bên kia, Hàn Diệu Quốc cũng vội lấy tài liệu ra, nói cậu Tiêu, tôi đã cử người đi quản lý giám sát rồi, đồng thời cử nhân viên chuyên án tiến hành kiểm tra nhà họ Tưởng một cách triệt để, chỉ cần có hành vi trái pháp luật thì sẽ lập tức xét xử. Tiêu Chính Văn gật đầu, anh lạnh lùng liếc Tưởng Thái Sung, lúc này mặt mũi ông ta đã tái mét, cười hỏi Tưởng Thái Sung, ông thấy sao? Chương 118, Ninh Dương đến. Tưởng Thái Sung sợ hãi, nhướng mày, kinh hoàng lo sợ nhìn Tiêu Chính Văn, một lúc lâu mới thốt ra một câu, đây, đều là do cậu sao? Tiêu Chính Văn không lên tiếng, nhưng vẻ mặt anh đã nói cho ông ta biết tất cả. Bịch, Tưởng Thái Sung gia chủ nhà họ Tưởng trước giờ luôn kiêu ngạo, giờ đã quỳ gối trước mặt Tiêu Chính Văn, dập đầu bục bục xin lỗi, cầu xin tha thứ, cháu trai, cầu xin cháu tha cho chú lần này. Là chú không đúng, chú mắt chó nên mới coi thường cháu, xin cháu tha cho chú, tha cho nhà họ Tưởng, 3 tỷ nhiều lắm, nhà họ Tưởng có bán hết gia sản cũng không lấy ra 3 tỷ được. Thấy Tưởng Thái Sung quỳ xuống, mấy tên đàn em của Tưởng Thái Sung đều ngơ ngác nhìn nhau, sau đó buông vũ khí trong tay ra, rồi ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Tưởng Hoành cũng kinh hồn bạt vía, run lẩy bẩy sụi lơ dưới đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, quỳ bò tới trước mặt Tiêu Chính Văn. Hét lên, Tiêu Chính Văn, xin lỗi, do tôi hồ đồ, mong anh tha cho tôi và bố tôi, tha cho nhà họ Tưởng.
Giây phút đó, cả phòng vang vọng tiếng cầu xin của hai bố con Tưởng Thái Sung và Tưởng Hoành. Bố con nhà họ Tưởng tự cao tự đại, giờ đây đã sụp đổ rồi. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi không thôi. Đồng thời, trong lòng mấy người này cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận của Tiêu Chính Văn, tên này có còn là con chó hoang đột nhiên quay về sau 5 năm mất tích trong lời đồn kia không? Chỉ dựa vào mấy việc này cũng đủ chứng minh anh không phải là tên vô dụng. Khiến Tào Kha Tân và Hàn Diệu Quốc đều phải khép nép kính cẩn. Đây mà là người bình thường sao? Chẳng lẽ Tu Hà sắp nổi trận gió tanh mưa máu rồi hay sao? Mà lúc này, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Tưởng Thái Sung đang quỳ bên cạnh mình, liên tục cầu xin tha thứ, anh lạnh lùng nói, Tưởng Thái Sung, chúng ta không hề có quan hệ chú cháu, đừng xưng hô bậy bạ. Anh vừa dứt lời, gió lạnh thổi ra bốn phía. Tiêu Chính Văn sẽ không quên, năm đó nhà họ Tiêu gặp nạn, người nhà họ Tưởng là những người đầu tiên đứng lên và đâm sau lưng nhà họ Tiêu. Giờ còn nói quan hệ chú cháu, thật kinh tởm. Dứt lời. Tưởng Thái Sung chợt sững sờ rồi vội vàng sửa lời, khóc sướt mướt, phải, cậu Tiêu, xin cậu nương tay, tha cho nhà họ Tưởng chúng tôi. Tiêu Chính Văn nhíu mày suy nghĩ, nói tôi không phải người tuyệt đường sống của người khác, biệt thự đế vương này bán theo giá cả thị trường đi, tiền thừa trả lại vào thẻ của tôi. Ngoài ra, tất cả sản phẩm thường ngày mà nhà họ Tưởng sản xuất trên thị trường Tu Hà, trong vòng một tháng phải sửa thành nửa giá của thị trường, ông đồng ý chứ? Tưởng Thái Sung nghe vậy thì toàn thân run lẩy bẩy. Biệt thự đế vương thì còn đỡ, nhưng nếu giá của những sản phẩm thường ngày mà nhà họ Tưởng sản xuất trên thị trường đều giảm một nửa thì sẽ khiến nhà họ Tưởng bị thiệt hại kinh tế hết một nửa, tiền tài cũng hao hụt lớn. Nhưng lúc này, Tưởng Thái Sung biết nếu mình không làm như vậy thì sẽ khiến nhà họ Tưởng đứng trước nguy cơ bị diệt vong. Do đó, ông ta buồn rầu, cúi rạp dưới đất, nói, được, đều nghe theo lời của cậu Tiêu. Tiêu Chính Văn nhấc chân, xoay người rời khỏi phòng kinh doanh Thương Hải số 1, trước khi rời đi, anh còn mua hai căn biệt thự kế bên biệt thự đế vương rồi nói với Tưởng Thái Sung để xây dựng khu vui chơi. Anh chịu chi lớn như vậy khiến khách trong sảnh bị chấn động lần nữa. Sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, Trịnh Thiên Thái lại nhắc nhở mấy người này không được để lộ ra chuyện hôm nay về Tiêu Chính Văn, nếu không thì xem như gây rắc rối cho ông ta, sẽ bị ông ta trả thù. Khi Tiêu Chính Văn rời khỏi phòng kinh doanh Thương Hải số 1, chợt nhận cuộc điện thoại từ Từ Phân, bảo anh tới công ty một chuyến, cũng không nói rõ là có chuyện gì. Khi anh tới công ty nhà họ Khương liền nhận ra bầu không khí bất thường. Lúc này, ở cổng công ty nhà họ Khương có một hàng binh lính mặc quân phục và vũ trang đầy đủ bảo vệ ở cửa ra vào của tòa nhà công ty. Còn có mười mấy chiếc xe jeep quân sự đang đậu trước cổng. Lúc Tiêu Chính Văn bước vào sảnh thì cả sảnh cũng chật cứng bởi những binh lính mặc quân phục, cứ ba bước là một người gác, năm bước là một trạm gác, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Tiêu Chính Văn cau mày, sải bước đi tới phòng họp của công ty. Ở cửa phòng họp, vẫn có bốn binh lính cầm súng, nét mặt lạnh lùng, sát khí trên người cứ tỏa ra mà chẳng mảy may che đậy. Mở cửa phòng họp, Tiêu Chính Văn thấy trong phòng họp, toàn bộ họ hàng thân thích nhà họ Khương và lãnh đạo cao cấp của công ty đều nơm nớp lo sợ đứng hai bên, mà trên chỗ ngồi chủ tịch vốn dĩ thuộc về Khương Thái Sương lại là một người đàn ông trẻ tuổi, thái độ lạnh lùng, kiêu ngạo đang ngồi. Trên người mặc bộ quân trang xanh lá, còn đội mũ kepi, quân hàm trên vai cho thấy anh ta là một đại úy. Ninh Dương của nhà họ Ninh. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao, đôi môi dày cùng với sắc mặt lạnh nhạt, khóe mắt anh ta lạnh như băng. Nhướng mày nhìn Tiêu Chính Văn ở cửa đang bước vào rồi nở nụ cười nhạt. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã vào phòng họp, anh đứng ở cửa phòng, đối diện với Ninh Dương, giây phút đó, giữa hai người như tóe ra tia lửa. Ninh Dương lên tiếng, giọng nói lạnh lùng mà như có ma lực khiến người khác sợ hãi từ tận đáy lòng, Tiêu Chính Văn, lâu rồi không gặp. Tiêu Chính Văn nghe xong, cơn giận lờ mờ hiện lên giữa chân mày nhưng bị anh kiềm chế lại, anh thản nhiên nói, đúng vậy. Lâu rồi không gặp. Trước đây, Ninh Dương từng là bạn tốt của Tiêu Chính Văn, nhưng cũng chẳng tốt được là bao. Suy cho cùng, Ninh Kỳ Nhi và Tiêu Chính Văn cũng từng là thanh mai trúc mã. Hai người chưa kịp ôn chuyện cũ thì Từ Phân đã xông đến, chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn, bắt đầu mắng chửi xối xả, Tiêu Chính Văn, cậu còn biết đường mà về sao?
Đại úy Ninh Dương đích thân tới công ty nhà họ Khương rồi, cậu còn không mau quỳ xuống xin lỗi đại úy đi. Tử Phân vừa lên tiếng thì mọi người nhà họ Khương đứng hai bên đều nháo nhào chỉ vào Tiêu Chính Văn, nghiêm khắc chỉ trích. Đúng đó, con chó hoang này, mau quỳ xuống xin lỗi đại úy Ninh Dương đi. Tên vô dụng mãi vẫn là tên vô dụng, hại nhà họ Khương chúng tôi thảm như vậy, đây là cơ hội duy nhất để cậu bù đắp đấy. Khương Vi Nhan, hắn là chồng cô, mau bảo hắn quỳ xuống xin lỗi đi, cứ đợi đến lúc đại úy Ninh Dương nổi giận mới được sao. Đối diện với lời chỉ trích cũng như phẫn nộ của mọi người, sắc mặt Tiêu Chính Văn vẫn không đổi, anh quay đầu nhìn Khương Vi Nhan thì phát hiện có dấu tay in hằn đỏ ửng bên má cô và cô đang cúi đầu khóc thút thít. Thấy Tiêu Chính Văn nhìn mình, Khương Vi Nhan sợ hãi, nhút nhát, còn cố tình tránh mặt đi, không để Tiêu Chính Văn nhìn thấy. Bởi vì cô biết, nếu Tiêu Chính Văn biết mình bị đánh nhất định sẽ rất tức giận, đến lúc đó cục diện sẽ càng khó giải quyết. Nhưng động tác nhỏ này của cô không thoát được tầm mắt của Tiêu Chính Văn, anh đã nhìn thấy dấu tay trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Tiêu Chính Văn bước đến gần và nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, đưa tay vén sợi tóc đang buông xóa che má cô ra, lúc thấy dấu tay đỏ in hẳn đó, cả người Tiêu Chính Văn như bùng lên ngọn lửa giận không tên. Đôi mắt anh đỏ ngầu, bỗng tức giận gào lên, là ai đánh? Là ai? Chương 119, cùng anh rời khỏi nhà họ Khương. Tiếng quát giận dữ của Tiêu Chính Văn vang vọng khắp phòng họp. Khương Vi Nhan thấy vậy liền giữ lấy Tiêu Chính Văn, khuôn mặt đẫm nước mắt, oan ức lắc đầu, vừa khóc vừa nói, đừng, Tiêu Chính Văn, đừng gây thêm chuyện nữa, xem như em xin anh, em sợ. Tiêu Chính Văn giận đến mức đỏ bừng cả mặt, trong lòng vô cùng phẫn nộ, lúc này căn bản không thể nguôi ngoai. Khương Vi Nhan vì mình mà lại phải chịu oan ức. Anh cảm thấy áy náy. Tiêu Chính Văn giơ tay lên, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt long lanh tựa pha lê trên khóe mắt Khương Vi Nhan, sau đó khẽ mỉm cười, không sao đâu, để anh lo liệu. Nói xong, Tiêu Chính Văn quay đầu, nụ cười dịu dàng chợt bị thay thế bởi vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh tanh nhìn tất cả mọi người có mặt ở đó, âm trầm nói tôi hỏi lại một lần nữa, là ai đánh? Bước ra đây! Đám lãnh đạo cấp cao của công ty và họ hàng thân thích nhà họ Khương đều trố mắt nhìn nhau. Mà đúng lúc này, Khương Thái Sương vẫn luôn ở cạnh Ninh Dương, sắc mặt lạnh lùng, chống gậy đứng ra, thấp giọng nói, là ông già này đánh. Tiêu Chính Văn, cậu muốn thế nào? Muốn thay cô ta trả thù à? Khương Thái Sương bước ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhíu mày, nắm chặt bàn tay, âm trầm hỏi, vì sao ông lại làm vậy? Khương Thái Sương lạnh lùng nói, hừ, còn vì sao nữa à? Tôi muốn cô ta quỳ xuống kính trà xin lỗi đại úy Ninh Dương, nói ra chỗ cậu đang trốn, con nhỏ chết tiệt này lại cứng đầu, không chịu quỳ cũng nhất định không nói ra chỗ ở của cậu. Cậu nói xem, ông già này không nên trừng phạt nó hay sao? Nghe vậy, Tiêu Chính Văn ngây người, quay lại nhìn Khương Vi Nhan đang trốn sau lưng mình, cô vẫn hơi hoảng sợ, trốn tránh ánh mắt của Tiêu Chính Văn. Thì ra cô là vì anh nên mới bị đánh. Chuyện này càng khiến Tiêu Chính Văn thêm tức giận. Người phụ nữ của anh, ai cũng bắt nạt được sao? Vì vậy, ngay sau đó, Tiêu Chính Văn nhấc chân đi thẳng đến chỗ Khương Thái Sương. Hành động này khiến Khương Thái Sương giật mình, vẻ mặt u ám cau mày, lạnh lùng hỏi Tiêu Chính Văn. Cậu định làm gì, đứng yên đó cho tôi. Ba người nhà Khương Văn Kỳ liền đứng ra, che trước mặt Khương lão gia. Tiêu Chính Văn, đừng làm chuyện ngu ngốc. Đây là công ty nhà họ Khương, đại úy Ninh Dương còn ở đây đó. Cậu đắc tội với đại úy Ninh Dương là phạm vào tội chết, Khương Văn Kỳ kích động, đồng thời còn hơi sợ hãi. Bởi vì, ánh mắt Tiêu Chính Văn giờ phút này quá đáng sợ, hệt như quỷ dữ khiến người chạm phải ánh mắt ấy đều sợ đến phát run. Đặc biệt là ý muốn giết người toát ra từ trên người anh lúc này vô cùng kinh khủng. Sao tên này lại có ý muốn giết người vậy? Tiết Mai cũng kéo tay Khương Mỹ Nghiên, vội nói, Tiêu Chính Văn, cậu đừng làm bừa. Khương Vi Nhan không chỉ bị đánh thôi đâu, cô ta còn vì cậu mà lại bị đuổi khỏi nhà họ Khương lần nữa. Động đến vợ tôi, đáng chết. Tiêu Chính Văn chỉ nhẹ nhàng nói ra mấy chữ này tựa như lời định tội của thần linh, lập tức khiến cả đám người đều sợ hãi, run rẩy. Phản rồi, Tiêu Chính Văn, đây là công ty nhà họ Khương. Tôi là ông nội của Khương Vi Nhan,
cậu muốn làm gì? Định ra tay đánh ông già này sao? Khương Thái Xương nổi giận đùng đùng, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt đầy lửa giận. Lão quay đầu nhìn Khương Vi Nhan, quát, Khương Vi Nhan, đây là người đàn ông tốt mà cô chọn đấy à? Cô xem cậu ta đi, giờ định làm gì? Đúng lúc này, Khương Vi Nhan nghe tiếng quát của Khương Thái Xương cũng vội vàng chạy qua, kéo cánh tay Tiêu Chính Văn, không ngừng lắc đầu, vừa khóc vừa nói, đừng mà. Tiêu Chính Văn, đừng mà, đừng làm vậy, đó là ông nội em, anh đừng gây chuyện nữa được không? Tiêu Chính Văn dừng bước, nhìn Khương Vi Nhan khóc đến trời đất mù mịt thì vô cùng đau lòng. Nhưng khoảnh khắc đó, anh kiềm chế lửa giận, quay đầu, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Khương Thái Xương nhưng không nói gì. Lúc này, Khương Thái Xương cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, sau đó quay lại, vẻ mặt tươi cười nhìn Ninh Dương rồi nói, đại úy Ninh Dương, người đã đến rồi, cậu muốn trừng phạt thế nào thì cứ làm đi, dù muốn dẫn đi cũng không sao. Con chó hoang này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhà họ Khương tôi. Hóa ra, bảo Tiêu Chính Văn quay về là muốn dùng anh để xoa dịu cơn giận của Ninh Dương. Chẳng trách, Khương Vi Nhan thà bị đánh cũng không chịu nói ra chỗ của anh. Giờ phút này, khóe miệng Ninh Dương khẽ nhếch, lộ ra nụ cười nhạt, hắn nhấc chân đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn, bốn mắt chạm nhau, tia lửa đụng nhau tung tóe. Thật vui vì có thể gặp được anh, mùng 8 tháng sau là tiệc chúc mừng tôi lên chức thiếu tá, tối hôm đó, anh sẽ quỳ gối trước mặt tôi. Trước mặt em gái tôi, trước mặt tất cả mọi người ở Tu Hà để xin lỗi Ninh Dương này, Ninh Dương âm trầm nói, trên người tỏa ra sự lạnh lẽo khiến người khác kinh hãi. Mà Tiêu Chính Văn lại tỏ vẻ rửng rưng, nói tôi lại thấy ngược lại mới đúng, nhà họ Ninh sẽ quỳ gối trước mặt tôi, cầu xin tôi tha lỗi, cầu xin linh hồn bố mẹ tôi ở trên trời tha thứ cho các người. Vừa dứt lời, bầu không khí của toàn bộ phòng họp trở nên căng thẳng, đến cả nhiệt độ cũng đột ngột giảm đến mức đóng băng. Trong nháy mắt, mấy binh lính trong phòng họp lập tức nạp đạn, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo len lỏi vào xương cốt, da gà da vịt nổi đầy người. Không ít người không chịu nổi sự lạnh lẽo này, sợ đến mềm nhũn hai chân, ngã khuỵu trên mặt đất, thân dưới còn chảy ra chất lỏng màu vàng. Ninh Dương lạnh lùng mỉm cười, khịt mũi đáp, anh thật kiêu ngạo, tôi biết, sau lưng anh có Hàn Lợi Dân làm chỗ dựa. Nhưng anh đừng quên, tháng sau tôi cũng là thiếu tá rồi, ngang hàng với Hàn Lợi Dân, tới lúc đó, anh ta sẽ không còn tư cách nhúng tay vào chuyện của tôi. Nói đến đây, Ninh Dương nhấc tay, vỗ vai Tiêu Chính Văn rồi nói, mong là trong vòng hơn một tuần tới, anh có thể tìm một chỗ dựa tốt hơn, bằng không, không chỉ anh mà cả người bên cạnh anh, còn cả cô con gái kia của anh nữa đều sẽ bị anh liên lụy đó. Nói xong, Ninh Dương dẫn người rời khỏi công ty nhà họ Khương. Tới khi toàn bộ người của Ninh Dương rời đi hết, đám người nhà họ Khương mới thở phào nhẹ nhõm, ai nấy ngồi sụp tại chỗ, hai mắt đờ đẫn, cả người ướt đẫm mồ hôi. Đến cả Khương Thái Xương cũng phải nhờ Khương Văn Kỳ dìu mới run rẩy ngồi vào ghế chủ tịch. Thế nhưng bỗng nhiên Khương Văn Kỳ gây sự với Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, chỉ vào hai người, lớn tiếng quát tháo, hai người còn ở đây làm gì? Đều do hai các người. Nhà họ Khương tôi đây xém chút nữa bị xóa sổ khỏi Tu Hà rồi. Các người, bây giờ cút ngay đi, mau chóng cút khỏi nhà Khương. Tiếng gào thét này đột nhiên khiến những người khác ở nhà họ Khương và lãnh đạo cấp cao của công ty thi nhau chỉ trích Tiêu Chính Văn ban nãy lỗ mãng, còn Khương Vi Nhan là loại người ăn cây táo rào cây sung. Trong số đó, Khương Mỹ Nghiên mắng chửi khó nghe nhất. Hôm nay Từ Phân và Khương Thần lại im lặng, dẫu sao. Khương Vi Nhan cũng là một thành viên của gia đình họ, có thể giúp họ chiếm rất nhiều lợi ích. Bây giờ, nếu Khương Vi Nhan bị đuổi khỏi nhà, mấy dự án hợp tác trong tay cô sẽ không thể rơi vào tay Khương Thần mà sẽ bị Khương Mỹ Nghiên cướp mất. Vì vậy, Từ Phân và Khương Thần rất mâu thuẫn. Đủ rồi. Bỗng nhiên, Tiêu Chính Văn quát to, ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả người trong phòng họp, khiến đám người đang thi nhau mắng mỏ bị dọa sợ, đều im bặt. Sau đó, anh nghiêm túc nhìn gương mặt đẫm lệ của Khương Vi Nhan rồi hỏi, nếu họ đã không thể bao dung chúng ta, vậy giờ anh hỏi em, Vi Nhan, em có muốn cùng anh rời khỏi nhà họ Khương không, hay là vẫn muốn ở lại đây? Chương 120, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, Khương Vi Nhan nhíu mày, gương mặt ướt đẫm nước mắt,
vẻ mặt xúc động, đôi môi khẽ run, nhìn những người xung quanh đang trừng mắt không ngừng mắng chửi mình, đó đều là người nhà họ Khương và lãnh đạo cấp cao của công ty. Trong lòng Khương Vi Nhan vô cùng oan ức và bất lực, thế nhưng nhà họ Khương là gia tộc của cô, ở đây có rất nhiều người thân của cô. Khương Học Bác đứng ở xa nhìn Khương Vi Nhan, nói thật lòng, ông ta mong Khương Vi Nhan rời khỏi nhà họ Khương hơn, nếu vậy có lẽ sẽ bớt phải chịu oan ức. Còn những người khác đều ước sao Khương Vi Nhan nhanh chóng bị đuổi khỏi nhà. Khương Vi Nhan nắm chặt lấy tay Tiêu Chính Văn rồi từ từ buông lỏng, mở lời, Tiêu Chính Văn, xin lỗi, thật xin lỗi, nơi này là nhà em, bọn họ đều là người thân của em không muốn rời xa họ, xin lỗi. Nói xong, Khương Vi Nhan cúi đầu, khóc đến đau đớn cõi lòng, nước mắt như hoa như ngọc tí tách tuôn rơi. Cô liên tục nói xin lỗi, nhưng Tiêu Chính Văn không trách cô, ngược lại, nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh toát đang run rẩy của cô, ánh mắt đầy dịu dàng và yêu thương, mỉm cười nói, được. Nếu em chọn ở lại, vậy anh ở lại cùng em. Bất kể lúc nào, anh cũng sẽ đứng trước mặt em, thay em chắn gió che mưa. Phút giây này, Khương Vi Nhan ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng, đong đầy nước mắt, tràn đầy xúc động nhìn Tiêu Chính Văn, gương mặt khiến cô vừa yêu vừa hận này, vì sao anh lại đối với cô tốt đến vậy? Tiêu Chính Văn, em, Khương Vi Nhan còn muốn nói gì đó nhưng rất nhiều lời đã đến bên môi lại chẳng thể thốt ra. Tiêu Chính Văn mỉm cười, xoay người nhìn tất cả mọi người nhà họ Khương, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Khương Thái Sương, lạnh lùng nói, lão gia. Chẳng lẽ chỉ hơn một tuần lễ, ông cũng không chờ nổi sao? Khương Thái Sương nghe vậy, nhíu mày, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng, khóe mắt khẽ giật, cuối cùng giễu cợt nói, được. Tôi chờ cậu vài ngày, để tôi xem thử, Tiêu Chính Văn cậu có thể liên hệ với người nào, dùng thủ đoạn gì để chống lại nhà họ Ninh. Đối đầu với đại úy Ninh Dương. Nói xong Khương Thái Sương nhăn mặt, đưa mọi người rời khỏi phòng họp. Lúc này phòng họp rộng lớn chỉ còn lại gia đình Khương Học Bác, Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn. Khương Học Bác đứng một bên nhìn Khương Vi Nhan đang khóc không ngừng trong lòng Tiêu Chính Văn, lo lắng muốn tiến lên an ủi mấy câu, nhưng lại bị Từ Phân kéo đi, nhìn gì mà nhìn. Anh thì giúp được cái gì, còn nhìn nữa, rước họa vào thân thì phải làm sao? Đi mau! Nói xong, Từ Phân quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói, Tiêu Chính Văn. Cậu tốt nhất là suy nghĩ cho kỹ, đồ vô dụng như cậu chắc chắn không chống lại được nhà họ Ninh đâu. Nếu thật sự muốn tốt cho Vi Nhan, vậy thì buông tay, ly hôn với nó đi. Tôi cảm thấy thiếu gia bao bao bộ nghĩa đó không tệ. Vi Nhan à, cô cũng nghĩ lại đi. Còn chưa nói xong, Tiêu Chính Văn đã tức giận trừng mắt với Từ Phân, dọa bà ta sợ hãi, vội vàng bỏ chạy. Sau đó, Tiêu Chính Văn xoa dịu cảm xúc của Khương Vi Nhan. Hai người cũng rời khỏi công ty nhà họ Khương. Nhưng vừa ra đến cửa, mới bước xuống cầu thang, một chiếc Porsche dừng ngay trước mặt hai người. Bao Bộ Nghĩa bước xuống xe, trong tay cầm một bó hoa hồng to đùng, đưa thẳng đến trước mặt Khương Vi Nhan, vẻ mặt tươi cười nói, Vi Nhan, cái này tặng cho em, có thích không? Khương Vi Nhan bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, không biết nên làm thế nào. Tiêu Chính Văn bước đến. Cầm lấy bó hoa hồng từ tay Bao Bộ Nghĩa, cười nói với Khương Vi Nhan, nếu thiếu gia Bao đã lễ độ đến vậy, thì em cứ nhận đi. Nói xong, Tiêu Chính Văn nhìn sang Bao Bộ Nghĩa rồi nói, cảm ơn thiếu gia Bao, bó hoa hồng anh tặng, tôi và vợ đều rất thích, nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi đi trước đây. Dứt lời, Tiêu Chính Văn đẩy Bao Bộ Nghĩa ra, ôm Khương Vi Nhan rời đi. Bao Bộ Nghĩa liền nổi giận. Mình đến đây làm gì vậy? Là đến tỏ tình, đến thể hiện tấm lòng của bản thân, kết quả lại bị Tiêu Chính Văn phá hỏng. Hắn vô cùng phẫn nộ. Bao Bộ Nghĩa lập tức xông lên phía trước, túm lấy bả vai Tiêu Chính Văn, định kéo anh lại, nhưng Tiêu Chính Văn không hề bị lung lay, ngược lại vì bả vai anh khẽ động đậy, Bao Bộ Nghĩa loạng choạng, xém ngã xuống đất, biến thành dáng vẻ chó ăn phân. Mày! Bao Bộ Nghĩa giận dữ chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn rồi mắng Tiêu Chính Văn. Mày là đồ chó hoang, đồ vô dụng, vốn không xứng với Khương Vi Nhan. Tao khuyên mày, tốt nhất hãy tránh xa cô ấy ra. Chỉ có Bao Bộ Nghĩa tao đây mới mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Mới có thể cho cô ấy bất cứ thứ gì cô ấy muốn. Mà mày chẳng làm được gì hết. Bao Bộ Nghĩa giận dữ mắng nhiếc,
dáng vẻ cứ như đánh mất món đồ chơi yêu thích, đỏ mặt tía tai. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại dửng dưng quay người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bao Bộ Nghĩa, khẽ cười, anh nói gì? Anh có thể cho cô ấy bất cứ thứ gì cô ấy muốn ư? Đúng, tao có thể, tao là thiếu gia nhà họ Bao, chưa kể nhà tao có tài sản 300 triệu. Chỉ riêng tao thu nhập hàng năm cũng mấy chục triệu rồi. Chỉ cần cô ấy muốn, biệt thự, xe sang, du lịch vòng quanh thế giới, tao đều có thể cho cô ấy. Mày thì sao? Một con chó hoang, kẻ còn sót lại của nhà họ Tiêu đã diệt vong từ 5 năm trước, có tư cách và năng lực gì để cho cô ấy? Bao Bộ Nghĩa càng nói càng hăng, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười giễu cợt. Đây chính là cách biệt tầng lớp. Đây là khoảng cách giữa người giàu sang và kẻ nghèo hèn. Bao Bộ Nghĩa đứng trên đống tiền, hắn tự tin mình có đủ lợi thế và tiền đề. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn chỉ thản nhiên cười, sau đó ôm chặt lấy Khương Vi Nhan, nghiêng đầu, dịu dàng hỏi, Vi Nhan, anh ta nói có thể cho em mọi thứ em muốn, em bằng lòng không? Khương Vi Nhan hờn dỗi liếc Tiêu Chính Văn một cái, sau đó lịch sự nói với Bao Bộ Nghĩa, thiếu gia Bao, xin lỗi, tôi không thể tiếp nhận sự yêu mến của anh, tôi đã có chồng rồi, và lại còn có một đứa con. Nghe đến đây, Bao Bộ Nghĩa liền ngây người, Khương Vi Nhan này là đồ ngốc à? Khương Vi Nhan, em phải suy nghĩ thật kỹ, Tiêu Chính Văn giờ đã đắc tội với nhà họ Ninh, anh ta chắc chắn chẳng sống được mấy ngày nữa đâu. Với lại, anh thích em là thật lòng, từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã thích em rồi. Có con cũng không sao, chỉ cần em gả cho anh, nó sẽ là con gái anh nhất định sẽ đối xử với nó như con ruột, Bao Bộ Nghĩa sốt ruột. Tuy nhiên Khương Vi Nhan hơi khom người, nói câu rất xin lỗi rồi cùng Tiêu Chính Văn rời đi. Chuyện này khiến Bao Bộ Nghĩa giận đến phát hoảng, bực bội dậm chân. Nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan rời đi, trong mắt lóe lên vẻ u ám. Được được được, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách tôi không khách khí, Bao Bộ Nghĩa phẫn nộ gầm lên, sau đó lên xe, nhanh chóng bấm một dãy số, nói alo, anh bỏ cạp đúng không? À, phải, là tôi, Tiểu Bao đây, tôi muốn anh giúp tôi dạy dỗ một người. Đúng, trói lại, tốt nhất là đánh gãy hai tay hắn. Việc hoàn thành, 1 triệu tệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.